Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 60. Nửa tiếng sau, ở tận cùng ma vực, ở một vùng thiên địa tương tiếp, vô cùng hỗn độn. Mạc Phàm mang theo Phượng Cửu rơi xuống phía trước một vùng đồi núi. Xung quanh có không ít thiên ma lượn vòng, nếu không vì khí tức trên người Mạc Phàm, chắc chắn mấy thiên ma sẽ không do dự nhào qua. Dù vậy thỉnh thoảng sẽ có một hai thiên ma liều chết mà tới, bị Mạc Phàm tiêu diệt một cách dễ dàng. Mạc Phàm, cậu chắc chắn thiên ma vương ở đây sao? Nói cho cậu biết, nơi này đúng là tận cùng của ma vực, một khi rơi vào bên trong, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Cửu nhìn gò núi cách đó không xa, lạnh lùng nói. Anh ta chưa từng tới nơi như tận cùng ma vực, nhưng biết nơi này. Nơi này là ngọn nguồn của thiên ma, là nơi gần với ma giới nhất trên địa cầu. Nhìn chỉ nhiều thiên ma hơn những nơi khác, ma sát khí cũng nồng đậm như mây. Nhưng những chuyện này không phải là nguy hiểm nhất là không gian liệt phùng và không gian ám lưu không nhìn thấy, nếu gặp không gian liệt phùng, cho dù là thứ gì đều vỡ thành hai. Không gian ám lưu thì sản sinh ra lực hút vô hình, một khi rơi vào trong sẽ như ở trong sa mạc gặp cát lún, căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong không gian nứt vỡ ra. Quả thật thiên ma vương kia có khả năng trốn ở đây, nhưng anh ta tuyệt đối không ở lại nơi này bắt thiên ma vương kia. Mạc Phàm không để ý tới Phượng Cửu, ánh mắt tập trung vào bên trong hang động trên núi, ma kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đi! Trên ma kiếm chớp lóe hào quang, lập tức bay về phía hang động kia. Ma kiếm vừa tiến vào đồi núi kia, trong không trung lập tức như thủy tinh bị đánh nát, khắp nơi đều là khe hở. Ma kiếm đến chỗ những khe hở này, trực tiếp bị vỡ thành vô số khối. Nếu một người tiến vào bên trong, kết quả thế nào có thể nghĩ được? Còn chưa tới động khẩu đã vỡ thành vô số khối. Tuy ma kiếm bị chia thành nhiều phần, nhưng vẫn đâm xung quanh sơn động kia. Bùm, một tiếng thật to, cả đỉnh núi bị chấn vỡ. Hình như không có ở bên trong. Trên mặt Phượng Cửu hiện lên cười mỉa, nói. Một kiếm này của Mạc Phàm chém xuống, nếu thiên ma vương ở bên trong, chắc chắn sẽ có động tĩnh. Với hiểu biết của anh ta về thiên ma vương, chắc chắn thiên ma vương sẽ xé người ra tay với mình ra thành mảnh nhỏ, sau đó rời đi. Vậy sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa mới nói xong, một tiếng thét chói tai thê lương vang lên trong sơn động, gần như có thể xuyên thủng màng tai người ta. Ngay sau đó thiên ma vốn đang e sợ Mạc Phàm, bỗng nhiên nổi điên lên, nhào về phía Mạc Phàm và Phượng Cửu một cách điên cuồng. Đồng thời một bóng dáng vĩ đại mang theo sát khí cuồn cuộn nhào tới. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm, kình phong nhấc lên khiến Phượng Cửu không đứng nổi. Bóng dáng vĩ đại này vừa xuất hiện, những thiên ma công kích Mạc Phàm chủ động lùi ra, nhường một lối đi. Thiên ma vốn vô hình vô tướng, thiên ma vương này ngưng tụ thành một cự ma hơn trăm thước, mặt đầy răng nanh, ma sát khí ở xung quanh ông ta ngưng tụ thành chiến giáp toàn thân, một ma đao vĩ đại được ông ta nắm trong tay, khí tức hung sát nồng đậm đè về phía đám Mạc Phàm. Theo thiên ma vương xuất hiện, đám mây như máu cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, giống như địa ngục Tu La hàng lâm. Là ai quấy nhiễu tôi nghỉ ngơi? Đôi mắt màu đỏ của thiên ma vương nhìn xuống đám Mạc Phàm, giọng nói khàn khàn truyền từ miệng ông ta ra. Rõ ràng là ông ta đang nói chuyện, nhưng giọng nói như có trăm ngàn người phát ra, khiến da đầu người ta run lên. Trong chớp mắt sắc mặt Phượng Cửu khó coi, lúc trước Mạc Phàm phóng thích khí tức của anh ta không thể nhúc nhích. Hiện giờ ở trước mặt thiên ma vương đang phẫn nộ, anh ta có cảm giác như huyết dịch bị đông cứng. Thiên ma vương đại nhân, là cậu ta hủy sơn động của ông, là cậu ta muốn lấy ma anh của ông, dùng để luyện đan tăng tu vi. Phượng Cửu cắn đầu lưỡi để khôi phục tỉnh táo, cao giọng chỉ Mạc Phàm nói. Không chỉ là cậu ta hủy sơn động của ông, những ma thú tấn công sơn động của ông lúc trước cũng do cậu ta sai bảo, mong thiên ma vương đại nhân giết cậu ta. Phượng Cửu lại nói tiếp. Nếu hắt nước bẩn lên người Mạc Phàm, vậy thì hắt hết nước bẩn luôn, như vậy anh ta mới có khả năng sống sót. Thiên ma vương nghe thấy vậy thì híp mắt, nhìn về phía Mạc Phàm theo ngón tay Phượng Cửu, áp lực khổng lồ tỏa từ người Phượng Cửu ra. Trên người Phượng Cửu buông lỏng, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta chậm rãi lùi về phía sau. Nhân loại, là cậu muốn lấy ma anh của tôi luyện đan sao? Thiên ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Giọng nói sắc nhọn giống như hàn kiếm lợi băng đâm vào trong thức hải của Mạc Phàm.
Tuy những lợi kiếm này không nhằm vào Phượng Cửu, nhưng Phượng Cửu cũng có cảm giác như thần hồn bị mở ra. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, hắn không thèm để ý Thiên Ma Vương, mà trong mắt chớp lóe lam quang, không chỉ những lợi kiếm hàn băng biến mất, cơ thể Thiên Ma Vương cũng xảy ra thay đổi trước mặt Mạc Phàm. Chiến giáp của Thiên Ma Vương biến mất, cơ thể cũng trong suốt hóa, chỗ ngực ông ta có một thứ to bằng quả đấm nhỏ, tương tự như trẻ mới sinh khi duỗi khi co, còn có nhịp đập, giống như quả tim. Theo Mạc Phàm nhìn lại, mà anh này lập tức dừng đập, sau đó tiếp tục đập tiếp. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Không thể không nói vận khí của hắn không tệ, Thiên Ma Vương này không chỉ thai nghén ma anh, còn là một ma anh trưởng thành, chỉ một thời gian nữa ma anh sẽ hàng lâm, trở thành tân Thiên Ma Vương của ma vực. Ma anh như vậy luyện chế ra Thiên Anh Đan, hiệu quả tốt hơn nhiều. Sao ma anh ông có thể tiếp tục làm Thiên Ma Vương của ông? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nghe Mạc Phàm nói vậy, Phượng Cửu cười đắc ý. Mạc Phàm nói chuyện với Thiên Ma Vương như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy. Vực ngoại Thiên Ma vốn là nơi tu sĩ e ngại nhất, xưng là khắc tinh cũng không đủ, cho dù là tu sĩ đồng cấp với Thiên Ma, nếu không có công pháp và pháp bảo khắc chế Thiên Ma, khả năng tu sĩ bị Thiên Ma xâm nhập là rất lớn. Thiên Ma Vương lại là vương ở đây, chỉ biết càng đáng sợ hơn. Cho dù anh ta cũng đánh chủ ý với Thiên Ma Vương, cũng phải nhân cơ hội Thiên Ma Vương và ma anh suy yếu nhất mới ra tay. Hiện giờ không phải lúc Thiên Ma Vương suy yếu nhất, Mạc Phàm dám nói chuyện với Thiên Ma Vương như vậy, Mạc Phàm chết chắc rồi. Nhân loại, khẩu khí của cậu lớn thật, xem tôi mê hoặc cậu, thần hồn của cậu sẽ giúp ma anh của tôi tăng tới trúc cơ. Thiên Ma Vương nheo mắt, giọng nói như sấm, ma đao vĩ đại trong tay ông ta chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng. Cửu chuyển kim đan ở trong cơ thể vận chuyển toàn lực, ánh sáng ngũ sắc lập tức sáng lên trên người hắn, lực lượng tràn đầy như sông Tiền Đường trào ra. Cơ thể hắn không tự chủ được bay từ trên mặt đất lên, tóc và quần áo bay phấp phới, như ma chủ bừng tỉnh giữa thiên địa. Một đao của Thiên Ma Vương chỉ chém xuống hơn một thước xa, giống như chém lên trên tảng đá, cuối cùng không thể chém xuống dưới. Trái lại ma giáp trên người ông ta lập tức vỡ nát dưới khí tức của Mạc Phàm, rơi xuống mặt đất. Cho dù là Thiên Ma Vương hay Phượng Cửu, sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Mạc Phàm ẩn giấu khí tức thì thôi, vừa lộ ra khí tức quả thực như hai người. Nếu lúc trước Mạc Phàm là đại hải gợn sóng mãnh liệt, hiện giờ như sóng thần cấp 18, căn bản không thể so sánh. Chẳng trách Mạc Phàm không giết chết anh ta, còn đánh cược rồi dẫn anh ta tới nơi này. Bởi vì cho dù ở nơi nào, anh ta chỉ có đường chết, không có một chút phần thắng. Thiên Ma Vương cũng vậy. Trong đôi mắt huyết sắc của ông ta tràn đầy vẻ khó tin. Ngàn năm qua, ở trong ma vực có không ít tu sĩ muốn bắt được ông ta, đều bị ông ta ăn mòn thần hồn, trở thành chất dinh dưỡng để ông ta tăng tu vi. Mạc Phàm không phải là người mạnh nhất ông ta từng gặp, nhưng ông ta cảm nhận được một loại lực lượng vô cùng nguy hiểm từ trên người Mạc Phàm, loại lực lượng này vừa vặn khắc chế ông ta rất kín. Mạc Phàm bay tới nơi cao hơn Thiên Ma Vương, một tay nắm lấy ông ta. Cơ thể to lớn của Thiên Ma Vương phát ra âm thanh đùng đùng, giống như đang giang đậu. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, hơi dùng lực một chút. Răng rắc, một tiếng, ma đao của Thiên Ma Vương bị bóp nát. Không chỉ như vậy, cơ thể to lớn của Thiên Ma Vương cũng nhỏ đi một nửa, biến thành cùng cỡ với Mạc Phàm, bị Mạc Phàm xách trong tay như xách con gà. Thiên Ma Vương giãy giụa vài cái, nhưng cánh tay nhìn như không có lực của Mạc Phàm giống như kìm thép. Cho dù ông ta vùng vẫy tới cỡ nào đều không thể tránh thoát. Thiên Ma Vương thấy không thể tránh thoát thì chớp mắt, lập tức biến thành Tiểu Vũ. Anh, em là Tiểu Vũ, anh thả em ra, anh làm đau em rồi. Cho dù là tướng mạo, giọng nói, hay thần thái đều giống Tiểu Vũ như đúc. Thiên Ma Vương thấy Mạc Phàm thờ ơ, lại biến thành dáng vẻ của cha Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cha là cha con, tiểu tử con mọc cánh cứng rồi, nhanh thả cha xuống. Xem cha có đánh chết con không. Sau đó Thiên Ma Vương lần lượt biến thành lão mẹ, chị họ, Tiểu Tuyết, muốn mê hoặc Mạc Phàm. Mạc Phàm đều thờ ơ, giống như không nhìn thấy. Nhìn ông tu hành không dễ, tự ông lấy ra ma anh, hay là để tôi lấy ra đây, nếu tôi lấy ra, hẳn là ông biết có hậu quả gì rồi. Nếu hắn lấy ma anh ra, Thiên Ma Vương sẽ chết, Thiên Ma Vương tự mình lấy thì thực lực tổn hại một thời gian mà thôi. Thượng Tiên tha mạng.
tiểu vương nguyện ý giao ma anh cho thượng tiên, sau này vì thượng tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên ma vương thấy không thoát được tay Mạc Phàm, cũng không mê hoặc được Mạc Phàm thì vội nói. Ông ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm hơi dùng lực, sẽ giết chết được ông ta, ở dưới tay người như vậy, không có đường sống để phản kháng. Nói xong một tay ông ta duỗi về phía ngực mình, khi lấy ra, một tảng đá hình trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay ông ta. Mạc Phàm nhìn lướt qua ma anh, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn buông lỏng thiên ma vương ra, cất ma anh đi. Hắn vốn tưởng rằng muốn tìm được ma anh thì phải gặp trắc trở, không ngờ chưa tới một ngày hắn đã tìm được rồi, Phượng Cửu ở một bên mở to mắt, trong mắt đều là khó tin. Thiên ma vương thống ngự tất cả ma vực, nghe nói xuất hiện từ thời thượng cổ, thực lực không thể khinh thường. Người như vậy tồn tại, thế mà lại thỏa hiệp với Mạc Phàm, chủ động lấy ma anh thai nghén đã lâu ra, còn vì Mạc Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện này, mắt Phượng Cửu đảo liên tục, gần như không có chút do dự. Phượng Vũ Cửu Thiên, anh ta khẽ quát một tiếng, hai cái cánh màu vàng giang ra sau lưng anh ta, hai cái cánh vỗ lên, cơ thể anh ta hóa thành một đạo kim quang bay vào sâu trong ma vực. Hoa hạ này, cho dù anh ta bay tới nơi nào đều không thoát khỏi Mạc Phàm đuổi giết, trừ phi anh ta trốn tới yêu giới, nhưng mở truyền tống trận tới yêu giới cần lượng lớn thời gian, lúc này Mạc Phàm giết anh ta nghìn lần cũng được, chẳng bằng xông vào trong ma giới một lần. Nếu có thể xông qua, thì có thể trở lại yêu giới thông qua ma giới, tốt hơn so với việc bị Mạc Phàm giết. Thượng tiên, có cần tôi đi giết cậu ta không? Thiên ma vương thấy Phượng Cửu chạy trốn, hỏi. Tuy ông ta là thiên ma, nhưng trí tuệ còn cao hơn cả nhân loại. Vừa rồi Phượng Cửu này đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm, chắc chắn là kẻ địch của Mạc Phàm rồi. Không cần, anh ta thì để tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói. Phượng Cửu này chơi xấu ở hải ngoại hải, ở ma vực còn hãm hại hắn, đánh cược thua với hắn còn muốn chạy, đâu dễ như vậy. Ngón tay hắn sáng lên, ma kiếm màu đen xuất hiện trên tay hắn. Hắn ném ma kiếm lên trên đất, lập tức đi tới tận cùng ma vực, giống như không nhìn thấy không gian liệt phùng và không gian ám lưu, một bước đã tới trong gò núi ở tận cùng ma vực, hai bước liền tới chỗ Phượng Cửu, đến vùng càng sâu ở ma vực trước người anh ta. Phượng Cửu, anh muốn đi đâu, yêu giới không ở hướng đó. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, nói. Cách trước người Mạc Phàm không xa, mỗi lần Phượng Cửu đụng vào không gian liệt phùng và không gian ám lưu, cánh màu vàng trên người sẽ yếu đi một chút, lúc này mới đi chưa tới 100 mét, cánh màu vàng đã hao tổn hơn nửa. Anh ta nghe thấy giọng Mạc Phàm thì ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức ngẩn ra. Chỉ thấy trên người Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng ngũ sắc, không biết đã tới trước người anh ta từ lúc nào. Những không gian liệt phùng khiến anh ta đau đầu không thôi đến trước người Mạc Phàm, thì trực tiếp thay đổi phương hướng, không gian ám lưu xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, Mạc Phàm như một ngọn núi đứng lù lù bất động, mặc cho không gian ám lưu cắn nuốt, nhưng không thể làm gì Mạc Phàm. Chuyện này, không gian liệt phùng và không gian ám lưu này đừng nói là tu sĩ cấp kim đan, anh ta từng thấy một đại yêu nguyên anh kỳ bị không gian ám lưu nuốt vào, sau đó nổ tung ra. Trời sinh cơ thể của yêu tộc đã cường đại hơn nhân loại, cũng bị như vậy. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ nhân loại, vậy mà không bị sao dưới không gian liệt phùng và không gian ám lưu, giống như dẫm lên đất bằng. Mạc tiên sinh, tôi chỉ là. Phượng Cửu cử động miệng vài cái, luôn không nghĩ ra lý do. Anh muốn kiểm tra giúp tôi xem còn thiên ma vương khác hay không à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Đúng, đúng vậy. Mong Mạc tiên sinh hiểu nỗi khổ tâm của Phượng Cửu mà tha cho Phượng Cửu một mạng. Đúng rồi, đây là nguyên liệu luyện chế thiên anh đan mà Phượng Cửu có được, chỉ thiếu ma anh, xin Mạc tiên sinh nhận lấy. Phượng Cửu tháo nhẫn chữ vật ra, vội vàng đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy chiếc nhẫn kia, không khách sáo cất đi. Tôi sẽ nhận thứ này, nhưng anh, tôi nhớ rõ chúng ta đã đánh cược rồi, nếu tôi tìm được thiên ma vương thì tính anh thua sẽ thế nào? Mạc Phàm hỏi. Vẻ mặt Phượng Cửu ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi. Mạc tiên sinh tha mạng, tôi nguyện ý dâng yêu đan của tôi, vì Mạc tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Anh sao, đi theo mấy thiên ma này nói đi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, vô số thiên ma xông về phía Phượng Cửu. Không phải Phượng Cửu này muốn tạo ra ma triều sao, vậy anh ta nếm thử tư vị của ma triều đi.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, rất lâu sau mới biến mất, Mạc Phàm cũng rời đi theo. Nửa tiếng sau, bên cạnh núi cao được ngũ sơn vần quanh không nhiều ở sâu trong ma vực, Mạc Phàm và Thiên Ma Vương trôi nổi ở lưng chừng núi. Ông đi bận việc của mình đi, tôi còn có việc, đúng rồi, ông nhìn người ở trong ma vực giúp tôi, nếu bọn họ xảy ra vấn đề, tôi sẽ bắt ông hỏi, nếu ông nghe theo lệnh của tôi, luyện thành Thiên Anh Đan sẽ có một viên của ông. Mạc Phàm ra lệnh, Thiên Ma Kết Anh phần lớn là lúc gần hết thọ nguyên, thừa dịp ma anh mới ra đời, sẽ đoạt xác ma anh chiếm tuổi thọ. Nhưng trong tình hình chung sau khi Thiên Ma Kết Anh thì yếu hơn ma anh, khả năng thành công là rất nhỏ. Thiên Anh Đan có tác dụng với yêu tộc nhân loại, cũng có tác dụng với thiên ma. Nếu có thể khống chế một vùng ma vực, người Mạc gia sẽ có nơi để luyện võ, thêm một Thiên Ma Vương cấp nguyên anh, vì thế hao phí một viên Thiên Anh Đan cũng đáng. Dạ, chủ nhân, sau này nơi này là địa bàn của chủ nhân, tiểu nhân đảm bảo người của chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì khi rèn luyện ở đây. Vẻ mặt Thiên Ma Vương ngây ngốc, cuống quýt nói. Thiên Anh Đan sẽ ít nguy hiểm hơn ông ta ngưng kết ma anh. Đi đi, tôi muốn bắt đầu luyện đan, không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thiên Ma Vương không ở lại, vội vàng đi thăm dò tình hình những người khác. Mạc Phàm liếc mắt nhìn xung quanh một cái, ma kiếm trong tay đảo qua, kiếm khí như hoa lóe lên, ngọn núi to như vậy cùng bị gọt sạch, rơi xuống trong sơn cốc. Mạc Phàm hạ xuống giữa đỉnh núi, ném ma kiếm trong tay, ma kiếm chia ra làm năm xuyên vào năm ngọn núi ở xung quanh. Dưới chân hắn vừa động, trận pháp xuất hiện ở dưới chân hắn, lan tràn ra xung quanh. Đồng thời trên năm ngọn núi ở xung quanh cũng sáng lên ngũ sắc, năm trận pháp cũng xuất hiện, nối với trận pháp ở dưới chân Mạc Phàm, tạo thành một đại trận, một màn hào quang chậm rãi dâng lên trên trận pháp này, bao trọn ngọn núi ở bên trong. Xung quanh, thiên ma và ma sát khí đụng tới màn hào quang này lập tức bị đẩy ra. Luyện chế Thiên Anh Đan, tuyệt đối không thể có ma sát khí tồn tại, nếu không không chỉ không thể khiến người ta ngưng anh, trái lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ma vực này cũng là nơi luyện chế Thiên Anh Đan rất tốt, Thiên Anh Đan vì quá nghịch thiên, lúc ngưng đan sẽ dẫn phát thiên kiếp, dẫn tới luyện đan thất bại. Ma vực vốn là nơi hỗn loạn, có thể che giấu thiên đạo, gia tăng tỷ lệ ngưng đan thành công. Cho nên hắn không rời khỏi ma vực, mà lựa chọn ngưng đan ở đây. Ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô bay từ trong mi tâm hắn ra, rơi xuống giữa sân, hỏa diễm giấy lên trên hư không chi lô. Xem nguyên liệu luyện đan nào. Mạc Phàm lấy nhẫn chữ vật của Phượng Cửu ra, phóng thần thức vào bên trong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Đối với luyện chế Thiên Anh Đan, hắn vốn không nắm chắc, đầu tiên là ma anh thứ quan trọng nhất không rõ, cho dù có ở ma vực, có thể tìm được ma anh hay không hắn cũng không nắm chắc mấy phần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngoài ra trong một ngày đi thu thập nguyên liệu, thật sự là hơi gấp rồi, ngoại trừ ma anh ra, những nguyên liệu quan trọng khác có hay không còn chưa biết được. Nhưng không thể không nói vận khí của hắn không tệ, tìm được ma anh sớm như vậy, bên trong nhẫn chữ vật của Phượng Cửu không chỉ có tất cả nguyên liệu luyện chế Thiên Anh Đan, còn có không ít nguyên liệu chưa từng có trên địa cầu. Hơn nữa những nguyên liệu này không chỉ có một phần. Có mấy thứ, thậm chí hắn có thể luyện chế một số đan dược khác, để thực lực đám ngao thiên cao hơn vài phần. Ngón tay hắn sáng lên, toàn bộ nguyên liệu luyện chế Thiên Anh Đan trôi nổi trong không trung. Hắn xác nhận lại nguyên liệu một lần nữa, chỉ nghĩ phương pháp luyện chế Thiên Anh Đan một lát, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, hư không chi lô mở ra, hỏa diễm phóng lên trời. Loại đan dược như Thiên Anh Đan là loại đan dược trung cấp, cho dù là đan sư cấp cao cũng phải cẩn thận. Nhưng chuyện này không tính là gì đối với hắn. Hắn vừa quen thuộc rót linh khí vào trong hư không chi lô, khống chế hỏa diễm, vừa dựa theo trình tự cho nguyên liệu vào trong hư không chi lô. Chỉ trong vòng nửa ngày, khói ngũ sắc tỏa từ trong hư không chi lô ra. Chẳng qua luyện chế Thiên Anh Đan cần 365 nguyên liệu, mới cho vào hơn 40 loại. Dựa theo tiến độ này, muốn luyện thành Thiên Anh Đan cần 5 ngày trở lên. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, luyện đan giống như câu cá, đừng nói là luyện đan liên tục 5 ngày, hắn từng vì luyện chế một thần đan, dùng 9 năm lô hỏa vẫn không dừng lại. So với 9 năm, 5 ngày không đáng là gì. Ngoài ra 5 ngày là đủ rồi, không khác với kế hoạch của hắn lắm. Hắn vừa khống chế độ lửa, vừa cho nguyên liệu vào, chỉ trong chớp mắt đã qua 5 ngày,
365 nguyên liệu đã cho hết vào trong hư không chi lô. Những nguyên liệu này trộn lẫn vào với nhau, sớm đã từ màu lục biến thành hoàng kim, nở rộ kim quang nhàn nhạt, bọt khí tỏa ra không ngừng. Mỗi lần nấu một lát, kim sắc sẽ nồng đậm hơn nhiều. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nước thuốc, lấy ma anh đã thực chất hóa hoàn toàn ra, lúc này ma anh không còn cử động nữa, nó có màu đen, giống như một khối ngọc thạch được điêu khắc thành đứa trẻ sơ sinh trông rất sống động. Nhưng lúc Mạc Phàm mới lấy ma anh ra, bỗng nhiên ma anh bắt đầu chuyển động, giống như đứa bé mới sinh chân tay đạp loạn. Oa oa, tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh vang lên. Dáng vẻ thê thảm, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng. Lúc này còn muốn mê hoặc tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường. Tuy ma anh mang chữ anh, diện mạo giống trẻ sơ sinh như đúc. Nhưng nếu thực sự coi thứ này thành trẻ sơ sinh, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Ma anh chính là tinh hoa toàn thân thiên ma vương thoát thai mà thành, nếu luận về năng lực mê hoặc, ma anh còn trên thiên ma vương rất nhiều. Cho dù là đệ tử của thần nông tông tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức hơn y tiên bình thường, nhưng hàng năm trong số tu sĩ luyện chế thiên anh đan bị ma anh mê hoặc cũng không ít. Một khi bị mê hoặc, không chỉ không thể luyện thành thiên anh đan, còn có khả năng bị ma anh đoạt xác mà chết. Tỉnh lại đi, Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa mới nói xong, ma anh lập tức dừng khóc, không chỉ cơ thể biến từ trắng hồng thành xanh đen, trong chớp mắt gương mặt cũng vô cùng hung ác, giống như lệ quỷ. Nhân loại, anh dám lấy tôi chế thuốc, cho dù tôi tự bạo cũng không để anh thực hiện được. Ma anh nhíu mày nói. Mày tự bạo đi. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, ném ma anh vào trong nước thuốc. Chỉ là ma anh mà cũng muốn uy hiếp hắn, uy hiếp được sao? Nếu ma anh này có thể tự bạo trong nước thuốc, vậy danh xưng y tiên bất tử của hắn đúng là hư danh. Vẻ mặt ma anh sửng sốt, mắt nó nheo lại, vừa định tự bạo. Nước thuốc màu vàng giống như cảm nhận được khí tức của ma anh, kim quang đại phóng, nhanh chóng bao phủ lấy ma anh chậm rãi hòa tan. Theo ma anh bị hòa tan, nước thuốc màu vàng chậm rãi biến thành bạch ngọc, ánh sáng bảy màu xuất hiện từ trong. Một lò nước thuốc nhanh chóng rút đi. 18 viên đan dược màu trắng như trẻ sơ sinh ngưng tụ lại ở trong lò đan, càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, Mạc Phàm nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Ồ, lôi kiếp sao? Mạc Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua bầu trời. Trên bầu trời mờ xám, vậy mà ngưng tụ thành một đám mây huyết sắc rất dày, lôi điện nuốt nhả bất định bên trong, khí tức chôn vùi tất cả lộ ra. Không phải cái gì khác, đúng là lôi kiếp. Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày, phóng thần thức nhìn thoáng qua trong hư không chi lô, hắn lập tức thoải mái hơn. Dưới tình hình chung, hắn luyện chế thiên anh đan ở trong ma vực, do ma sát khí hỗn loạn che giấu thiên đạo, phần lớn sẽ không tạo ra lôi kiếp. Nhưng bên trong lò có 18 viên thiên anh đan, không đơn giản như vậy. 18 viên thiên anh đan tương đương với 18 tu sĩ kim đan, cùng ngưng tụ nguyên anh thành công. Còn là 18 viên thiên anh đan cực phẩm. Thiên anh đan như tu sĩ ngưng kết cấp bậc nguyên anh, có màu từ nhất tới thất. Thiên anh đan đều là thất sắc, tương đương với nguyên anh thất sắc cực phẩm trong nguyên anh, chính là cực phẩm thiên anh đan. Thiên anh đan như vậy ngưng tụ nguyên anh, không những gia tăng tỷ lệ kết anh, còn có khả năng ngưng tụ nguyên anh thượng phẩm rất cao. Đan dược như vậy, cho dù luyện đan ở ma vực cũng tạo ra thiên kiếp. Mạc Phàm cũng không kích động, nếu như không làm gì. Những đan dược này sẽ bị hủy diệt 8-9 phần 10 dưới lôi kiếp. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn luyện đan gặp lôi kiếp. Lúc hắn luyện chế thần đan thành công, còn dẫn tới thần lôi kiếp trình độ này, không chỉ không cần phải kích động, trái lại càng tốt với hắn. Thu, Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, tốc độ đan dược nhanh chóng co rút lại nhanh hơn nhiều. Chỉ trong thời gian chưa tới một nén nhang, đan dịch đã bị 18 viên thiên anh đan hấp thu phần lớn. Chỉ còn lại một chút cuối cùng. Thiên anh đan cỡ long nhãn trôi nổi trong lò đan, tỏa ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt. Lúc này kiếp vân ở trên bầu trời cũng ngưng tụ đến cực hạn, từ một chia ra thành 18, rơi xuống nơi cách Mạc Phàm chưa tới 100 mét, khí tức lôi đình nồng đậm giáng từ trên trời xuống. Xung quanh cho dù là thiên ma hay ma thú cảm nhận được lôi đình này, nhao nhao tránh ra. Chỉ trong phút chốc, hơn 10 dặm xung quanh Mạc Phàm không có một thiên ma và ma thú. Không chỉ như vậy, đám ngũ lão ở bên trong ma vực vốn đang đánh giết thiên ma, bọn họ cảm nhận được lôi đình không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm.
Sao lại thế này, sao bên trong ma vực lại xuất hiện lôi kiếp? Hôm trước bọn họ mới thấy Mạc Phàm độ qua lôi kiếp, cho nên không xa lạ với chuyện này. Nhưng ma vực luôn được chú ý, nơi này đừng nói là lôi kiếp, cho dù sấm sét bình thường cũng không có. Có người ở đó sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Mạc tiên sinh vào sâu trong ma vực, có phải chỗ Mạc tiên sinh xảy ra chuyện rồi không? Ngao Thiên nhíu mày hỏi. Trong những người này, ông ta là người cuối cùng tạm biệt Mạc Phàm, cho nên biết Mạc Phàm đi sâu vào trong ma vực, chỗ có lôi kiếp đúng là sâu trong ma vực. Chuyện này, vẻ mặt những người khác lập tức khó coi. Sát y trên người chúng ta đã tới cực hạn, tu vi cũng đã tới cảnh giới kim đan đỉnh phong viên mãn rồi, chúng ta đi vào nhìn một cái xem, cho dù có phải là chỗ Mạc tiên sinh hay không, đều không sao cả. Hiên Viên Vô Kỳ nghĩ một lát nói. Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm đỡ lôi kiếp lần trước bị Mạc Phàm nuốt luôn, lôi kiếp lần này kém lôi kiếp Mạc Phàm nuốt không ít, hẳn là không làm gì được Mạc Phàm. Được. Ngao Thiên gật đầu nói. Một đám chín người lập tức đi sâu vào trong ma vực. Dưới lôi kiếp, không đợi lôi kiếp hạ xuống, hai tay Mạc Phàm vũ động, 18 pháp ấn đánh vào trong hư không chi lô. Đan dịch còn thừa trong hư không chi lô lập tức ngưng tụ thành 18 pháp ấn, lập tức bay về phía kiếp vân trong bầu trời. Nếu đã tới đây rồi vậy tới đi, thu. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chữ thu vừa vang lên, 18 đan dịch ngưng tụ thành pháp ấn lập tức bay vào trong kiếp vân. 18 pháp ấn này mới bay vào trong kiếp vân, lôi điện nuốt nhả trong kiếp vân giống như trong sông nhỏ được thả một con cá voi, lôi điện nhanh chóng biến mất. Chỉ trong phút chốc, lôi điện đã bị 18 pháp ấn tắt cạn. Lôi điện kêu tí tách, xuất hiện ở trên pháp ấn. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. 18 pháp ấn rơi vào trong lò đan, dung nhập vào giữa 18 viên đan dược. Trên thiên anh đan vốn thất sắc, lập tức có thêm lực lôi đình, thỉnh thoảng tỏa ra theo đan dược. Một tay Mạc Phàm vươn ra, một viên thiên anh đan bay từ trong hư không chi lô ra, rơi vào tay Mạc Phàm. Trong mắt hắn hiện lên lam quang, liếc mắt nhìn thiên anh đan một cái, hài lòng xuất hiện trong mắt hắn. Thiên anh đan vốn là cực phẩm, hiện giờ lại thêm kiếp lôi, không chỉ không giảm cấp độ xuống, trái lại còn cao hơn một bậc. Đan dược này đã không tên là thiên anh đan nữa, nên tên là thiên anh kiếp đan. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thiên anh đan chỉ có thể giúp tu sĩ ngưng nguyên anh, nhưng muốn trở thành tu sĩ nguyên anh chân chính, chỉ kết anh còn chưa đủ, nên chịu lôi kiếp sau kết anh mới được. Trong 10 người kết thành nguyên anh, có ít nhất một nửa chết ở dưới lôi kiếp. Nhưng đan dược này hấp thu lực lôi kiếp, một khi hấp thu hoàn toàn dược lực, tương đương với tu sĩ chịu một lần lôi kiếp, tu sĩ trải qua một lần lôi kiếp, lại trải qua lôi kiếp có gì khó khăn. Cho nên đan dược này gần như có thể khiến tu sĩ bình yên độ lôi kiếp lần đầu, hơn nữa tu sĩ bình thường có 9 lần lôi kiếp, ăn đan dược này tương đương với 10 lần lôi kiếp. Tuy lôi kiếp là khảo nghiệm thực lực của tu sĩ, nhưng bản thân lôi kiếp cũng ẩn chứa sinh cơ cường đại, trải qua thêm một lần cũng mạnh hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cất thiên anh kiếp đan đi. Có 18 viên thiên anh kiếp đan này, cũng có nghĩa sắp có 18 tu sĩ nguyên anh xuất hiện. Thông đạo cao nhất từ tu chân giới thông tới địa cầu chỉ có thể thông qua tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù đối phương ép tu vi tới nguyên anh, cũng chỉ khiến không gian sụp đổ, bị rơi vào trong không gian loạn lưu. Nếu không chỉ có thể ngang trời bay trên không mà đến. Cứ bay theo tinh cầu ở gần địa cầu mà đến, cũng phải mất gần 10 năm. Nếu Hoa Hạ có 18 tu sĩ nguyên anh tọa chấn, người nào tới đều có thể ứng phó, cho dù là Long Ngạo Thiên nguyên anh đỉnh phong tới cũng như vậy. Tới đúc mấy tu sĩ nguyên anh vậy? Mạc Phàm lẩm bẩm. Mạc gia ngoại trừ Ngao Thiên và Ngao Sương gia, thực lực của những người khác vừa mới khôi phục, cách kim đan đỉnh phong còn rất xa, cũng không sốt ruột, tăng đám ngũ lão tới nguyên anh đã rồi nói sau. Hắn vừa mới dứt lời, đám ngũ lão, Ngao Thiên cuống quýt chạy tới. Mạc tiên sinh, kiếp vân vừa rồi là sao vậy, cậu không sao chứ? Ngao Thiên đứng bên ngoài trận pháp mà Mạc Phàm bố trí, hỏi. Mạc Phàm cất hư không chi lô, mở trận pháp ra, đám Ngao Thiên chậm rãi tiến vào. Tôi không sao, trái lại là 9 người cơ, đều chuẩn bị cả đi, tôi sẽ cho mọi người tiến vào nguyên anh kỳ hết. Mạc Phàm liếc mắt nhìn 9 người một cái, nói. Trong 7 ngày ngắn ngủi, cho dù là Ngao Sương thực lực yếu nhất cũng tới cảnh giới kim đan viên mãn, tuy thiếu chút nữa,
nhưng cô là người của Long tộc, đủ để ngưng tụ Nguyên Anh rồi. Cái gì? Đám Hiên Viên Vô Kỳ nghe thấy vậy thì sửng sốt. Mạc Phàm, tôi không nghe lầm đấy chứ? Tần Vô Nhai nhíu mày hỏi. Tiến vào Nguyên Anh kỳ, không chỉ cần đạt cảnh giới Kim Đan viên mãn, còn cần thiên thời, địa lợi và cơ duyên. Không ít tu sĩ mãi tới khi thọ nguyên hao hết, vẫn dừng ở Kim Đan kỳ, luôn không có cơ hội đột phá Nguyên Anh. Ông ta ngộ dạo trên biển mây lâu như vậy, thấy không ít thiên ma, ngay cả bóng dáng Nguyên Anh đều không thấy. Những người khác cũng kẹt ở Kim Đan kỳ lâu rồi, tình hình không khác gì ông ta lắm. Vậy mà Mạc Phàm có thể khiến chín bọn họ cùng tiến vào Nguyên Anh kỳ, chuyện này thật sự khiến ông ta khó mà tin được. Không chỉ có ông ta, những người khác cũng lộ vẻ nghi ngờ ở trong khiếp sợ. Mạc Phàm đều không phải là tu sĩ Kim Đan kỳ, sao có thể giúp bọn họ đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Nhưng mọi người không nói những lời này ra, chỉ nhìn Mạc Phàm với vẻ không chắc chắn lắm. Đột phá tới Nguyên Anh nhìn rất mê người, nhưng không phải là trò đùa, một khi thất bại kẻ nhẹ thì thực lực hao tổn, không còn cơ hội tiến vào Nguyên Anh, kẻ nặng thì chết ở dưới lôi kiếp. Các ông không nghe nhầm, tôi sẽ tăng 9 người lên tới Nguyên Anh kỳ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt lặp lại lần nữa. Khi nói chuyện ống tay áo của hắn vung lên, màn hào quang vốn bao phủ 6 ngọn núi khuếch tán ra, 4 ngọn núi khác cũng được bao phủ ở bên trong, 4 trận pháp xuất hiện trên 4 ngọn núi. Tạo thành trận pháp lớn hơn so với trận pháp lúc trước. Ở trong này sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Tuy ông ta bị kẹt ở cảnh giới này, nhưng có chút hiểu biết về đột phá Nguyên Anh. Trên cơ bản tất cả tu sĩ muốn đột phá Nguyên Anh đều tìm một nơi không người quấy rầy, mà còn là nơi linh khí tinh thuần, sung túc, bố trí trận pháp sau đó chuẩn bị kết anh. Trong lúc này không chỉ phải bận tâm linh khí có đủ hay không, còn phải suy nghĩ tới thiên kiếp, thiên ma nữa. Tuy Mạc Phàm luyện chế thành đan đan giúp bọn họ, nơi này cũng có trận pháp bảo vệ, nhưng khắp nơi đều có ma sát khí, linh khí cũng ít. Hơn nữa nhiều người cùng độ kiếp trong ma vực như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói tới, thậm chí là tối kỵ. 9 người cùng tăng cấp, có khả năng lôi kiếp sẽ hình thành đại thiên kiếp càng đáng sợ hơn, cuối cùng sẽ khiến bọn họ chết hết ở dưới lôi kiếp. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tất nhiên hắn biết nỗi lo lắng của đám Hiên Viên Vô Kỳ, ngón tay hắn sáng lên. 9 viên thiên anh kiếp đan trôi nổi trước người đám Hiên Viên Vô Kỳ. Đây là thiên anh kiếp đan, các ông nuốt viên đan dược này vào, thuận theo đan lực mà đi là được, kết anh cần có linh khí, tôi sẽ cung cấp cho các ông, bên trong đan dược ẩn chứa lực lôi kiếp, đợi các ông hấp thu đan lực, chỉ cần các ông không dùng toàn lực phóng thích thực lực sẽ không có thiên kiếp, cho dù đưa tới cũng không phải sợ, tu sĩ Nguyên Anh chỉ dựa vào cơ thể hẳn là có thể kháng trụ thiên giai lần đầu, còn thiên ma, đi ra cho tôi. Mạc Phàm nheo mắt, kêu lên. Bên cạnh Mạc Phàm không xa, Thiên Ma Vương biến thành một người đàn ông mặc trường bào màu xanh, lặng yên không tiếng động xuất hiện, hơi cúi người với Mạc Phàm. Tiểu Vương bái kiến chủ nhân có gì dặn dò? Ông ta vừa xuất hiện, vẻ mặt đám Hiên Viên Vô Kỳ lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ông là Thiên Ma Vương ở trong ma vực sao? Tần Vô Nhai ngạc nhiên hỏi. Ông ta là tông chủ của Nho Môn. Còn là cao thủ đứng đầu tông môn ẩn thế, ông ta tới đây bình phục ma triều nhiều hơn người khác nhiều, tất nhiên không hề xa lạ với khí tức của Thiên Ma Vương. Tần tiên sinh, đã lâu không gặp. Thiên Ma Vương liếc mắt nhìn Tần Vô Nhai một cái, không có chút địch ý cười nói. Chuyện này, Tần Vô Nhai nhíu mày, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy dị sắc. Thiên Ma Vương là đầu sỏ dẫn tới Thiên Ma xâm lấn, ông ta không chỉ một lần dẫn người vây bắt Thiên Ma Vương. Muốn phục tùng Thiên Ma Vương, nhưng chưa từng thành công lần nào, trái lại còn bị Thiên Ma Vương làm cho tổn thất không nhỏ. Lúc này Mạc Phàm mới tiến vào một thời gian, vậy mà Thiên Ma Vương bái Mạc Phàm làm chủ nhân. Nói như vậy không chỉ tông môn ẩn thế không cần lo lắng Thiên Ma xâm lấn, ngay cả độ kiếp cũng không cần để ý Thiên Ma thừa dịp hư mà vào. Bọn họ muốn đột phá ở đây, trong vòng 10 km ở bên này không được có Thiên Ma và ma thú, đây là của ông. Ông cầm lấy trước, tạm thời khoan hãy ngưng anh. Mạc Phàm lấy một viên thiên anh kiếp đan ra, ném cho Thiên Ma Vương. Dạ, chủ nhân, tôi nhất định sẽ sắp xếp cấp dưới, không để bọn họ tới gần nơi này nửa bước. Trước mắt Thiên Ma Vương sáng lên, nhận lấy thiên anh kiếp đan nói. Ai muốn thử thì cầm đan dược tìm một ngọn núi ngồi xuống, không muốn thử thì bây giờ có thể rời đi, nhưng cơ hội chỉ có một lần.
Mạc Phàm nói xong mở cửa ở mỗi góc trận pháp. Hắn chỉ chữa bệnh cho người tin tưởng hắn, cũng giống vậy, hắn chỉ cho người tin tưởng hắn phục dùng đan dược. Nếu không phải tu vi đám tiểu vũ không đủ, đám phượng hoàng mới sống lại không lâu, cách khôi phục thực lực còn một khoảng thời gian, nếu không nhóm đầu tiên phục dùng những đan dược này sẽ là không phải là 9 người này. Đám phượng hoàng, vong linh Titan, ác linh vương và Sen Taiko sắp tiến vào nguyên anh kỳ, bản thân đã có thực lực giả anh, cho dù không có hắn giúp đỡ, phượng hoàng ăn thiên anh kiếp đan cũng có thể tới nguyên anh kỳ. Ngao Thiên liếc mắt nhìn Ngao Sương một cái, hai người mỗi người cầm một viên đan dược đi vào ngọn núi gần Mạc Phàm nhất. Giang Thành cũng không do dự, ông ta quen Mạc Phàm sớm nhất, cũng biết rõ về Mạc Phàm nhất, nếu Mạc Phàm nói có thể giúp bọn họ tiến vào nguyên anh kỳ, vậy chắc chắn sẽ làm được. Tần Vô Nhai nhìn thoáng qua thiên anh đan kiếp bảy màu trước người ông ta, nhíu mày. Lão Phu tin cậu một lần, tuy có khả năng Mạc gia cậu không cần tôi bảo vệ, nhưng nếu có thể dựa vào đan dược này tiến tới nguyên anh kỳ, những lời Lão Phu nói cũng vẫn có tác dụng. Ông ta ngồi khô trên biển mây lâu như vậy, đều không ngộ ra phương pháp tiến vào nguyên anh kỳ, cho dù chém giết thiên ma ở ma vực 6 ngày, cơ thể, thần hồn và tu vi đều mạnh không ít, vẫn không thể nhìn thấy đại môn tiến vào nguyên anh. Hiện giờ có một con đường, tất nhiên ông ta không thể bỏ qua. Chúng tôi cần phải trả giá gì? Hiên Viên Vô Kỳ nhíu mày hỏi. Tuy tấn thăng tới nguyên anh kỳ rất nguy hiểm, nhưng cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, chắc chắn bọn họ phải thử một phen. Nhưng mà, cha con Ngao Thiên, Giang Thành đều có giao tình không ít với Mạc Phàm, Tần Vô Nhai đã cứu Mạc gia. Tuy bọn họ tìm một số nguyên liệu giúp Mạc Phàm, nhưng kém xa Mạc Phàm giúp năm bọn họ tiến vào nguyên anh kỳ nhiều. Không có trả giá thì không có hồi báo, trước khi chưa hỏi rõ ràng, không nên nhận thì hơn. Bao nhiêu lâu rồi ông không rời khỏi Hoa Hạ? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ một cái hỏi. Từ khi tôi thành trung lão, thì chưa từng rời khỏi Hoa Hạ. Hiên Viên Vô Kỳ nói thẳng. Tuy mấy người khác trong ngũ lão không thường rời khỏi Hoa Hạ, khi gặp vấn đề lớn, có đôi khi bọn họ không thể không rời đi, nhưng ông ta trấn thủ ở Hoa Hạ, đã lâu rồi không rời khỏi Hoa Hạ. Tôi giúp 5 người tiến vào Nguyên Anh Kỳ hết, các ông theo tôi ra nước ngoài một chuyến, giết chết những người phóng vũ khí tiên tiến với tôi, không hơn. Nếu hắn muốn tiêu diệt Hải Thần Cung, sẽ không để một con gà ở Hải Thần Cung còn sống, ngày mai sẽ là ngày hắn dọn sạch Hải Thần Cung. Hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay diệt Hải Thần Cung. Nhưng chuyện này có thể đại biểu thực lực của hắn. Nếu hắn tới tu chân giới, tất nhiên sẽ có người dục dịch. Mang theo đám Hiên Viên Vô Kỳ đi, là muốn để bọn họ nhìn xem, Hoa Hạ không chỉ có Mạc Phàm mạnh không ai địch nổi, còn có những cao thủ khác vấn đỉnh thiên hạ. Đồng thời cũng nói cho các đại quốc khác, Hoa Hạ tôi có thể chọc giận bọn họ, nhưng Hoa Hạ không phải là nước bọn họ có thể chọc được. Hắn thân là người Hoa Hạ, coi như là làm chút chuyện trước khi rời đi. Chuyện này sao? Sắc mặt Hiên Viên Vô Kỳ thay đổi, trong mắt nhìn về phía Mạc Phàm hiện lên vẻ phức tạp. Bọn họ đều là lão nhân tinh, tất nhiên hiểu rõ ý của Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm không nói, một khi bọn họ đã tới Nguyên Anh Kỳ, cũng cần phải ra ngoài một phen. Được. Đám Hiên Viên Vô Kỳ mỗi người cầm một viên Thiên Anh Kiếp Đan, đi vào 5 ngọn núi còn lại. Mạc Phàm thấy 9 người nhập tọa, vẫy tay bảo Thiên Ma Vương lùi ra. Hắn nheo mắt lại, trên mặt không có quá nhiều thay đổi. Trái lại đám Tần Vô Nhai, đường đường là người gần như đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Hoa Hạ, ngồi trên ngọn núi đã có chút chân tay luống cuống. Dù sao chuyện này cũng là ngưng kết nguyên anh, rất quan trọng đối với bọn họ, không khẩn trương thì quá kỳ lạ. Thả lỏng tinh thần, ăn đan dược vào, mọi chuyện cứ giao cho tôi là được. Được rồi, các ông hẳn là tu sĩ kết anh tôi giúp lần thứ 1219. Chưa từng có ví dụ thất bại, các ông cũng sẽ không có chuyện gì. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người khác, lạnh nhạt nói. Trợ giúp tu sĩ khác ngưng tụ nguyên anh, chuyện như vậy chỉ có đại tu từ hóa thần hoặc hóa thần trở lên mới dám làm. Nhất là trợ giúp nhiều tu sĩ ngưng tụ nguyên anh, lại càng là chuyện vô số đại tu dám nghĩ nhưng không dám làm. Nhưng hắn thì khác. Ở tu chân giới, một số đệ tử đại tông phái, đại thế gia ngưng kết nguyên anh. Phần lớn sẽ mời hắn giúp đỡ. Tuy hắn chỉ có cảnh giới kim đan, nhưng giúp người ngưng tụ nguyên anh đâu chỉ hơn 1000. Hắn từng giúp một đám người ngưng tụ nguyên anh, giúp 99 người cùng ngưng tụ nguyên anh, do đó dẫn tới thiên kiếp bảy màu.
đương nhiên cũng giúp một tu sĩ Bạch gia ngưng tụ tử sắc tiên anh. Hiện giờ tuy hắn chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng giúp 9 người hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao hắn không chỉ là người luyện chế thiên anh đan, cũng là người duy nhất nắm giữ thiên anh thánh thuật. Tu sĩ kết anh lần 1219 sao. Mắt đám Tần Vô Nhai mở to, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, từ cổ chí kim, có 1.000 tu sĩ nguyên anh hay không còn không biết, vậy mà Mạc Phàm giúp nhiều người kết anh như vậy. Nhưng mà, ngay sau đó bọn họ lập tức thoải mái hơn. Thân phận của Mạc Phàm vẫn là ẩn số, lần này bọn họ càng thêm chắc chắn suy đoán Mạc Phàm là Trích Tiên. Tôi bắt đầu đây. Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, hai tay vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa hai tay hắn ra. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai thay đổi, vội vàng ăn thiên anh kiếp đan, thu liễm tâm thần. Những lời Mạc Phàm nói tuy khiến bọn họ phải suy đoán, nhưng tương đương cho bọn họ ăn đan thảnh thơi, cả đám thả lỏng hơn trước nhiều, nhắm hai mắt lại đi cảm ứng lực lượng của đan dược. Mạc Phàm đã giúp 1219 người kết anh thành công, chắc chắn bọn họ cũng không gặp chuyện không may. Thiên anh kiếp đan mới được bọn họ nuốt vào, sắc mặt đám Tần Vô Nhai thay đổi. Lực lượng trong cơ thể bọn họ ở dưới tác dụng của đan dược, giống như trái tim đang đập, vừa chướng rồi co rút lại. Theo vừa chướng rồi co rút lại, kim đan trong cơ thể bọn họ biến từ long nhãn thành quả táo đỏ, năng lượng dao động trong cơ thể bọn họ cũng mạnh hơn đâu chỉ một lần. Đây là... Sắc mặt Ngao Xương trắng bệch, hỏi. Lực lượng cường đại như vậy còn mạnh hơn lúc cô ở đỉnh phong nhiều, đây chỉ là mới bắt đầu, lát nữa không biết sẽ là lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nếu cô không khống chế được lực lượng này, có khả năng không đợi cô kết anh, cô đã không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy tự bạo mà chết. Tiếp tục, đừng quên cô là long tộc có cường lực mà cô không thể tưởng tượng được, còn nữa đừng quên, tôi nói tôi sẽ giúp mấy người tiến vào Nguyên Anh, thì nhất định sẽ mang mọi người tiến vào Nguyên Anh. Mạc Phàm cảm nhận được Ngao Xương hơi kỳ lạ, tiếp tục nắm chặt pháp ấn, lạnh lùng nói. Muốn ngưng kết Nguyên Anh, nhất định phải do lực lượng gấp bội kim đan của bản thân đánh nát kim đan. Kim đan là tam nguyên của tu sĩ hợp nhất ngưng tụ ra, muốn phá thì như mua dây buộc mình rồi đột phá từ bên trong kén mà ra, vô cùng khó khăn. Thiên anh kiếp đan sẽ khiến linh khí của tu sĩ triều tịch hiện tượng thủy triều lên xuống, đo đó phá kim đan của bản thân. Nhưng nếu lực lượng quá mạnh vượt qua sự khống chế của tu sĩ, chưa ngưng đan cơ thể đã bị hủy cũng không phải không có khả năng. Nhưng loại chuyện này không tồn tại ở chỗ hắn. Mạc Phàm vừa nói xong, không chỉ Ngao Xương bình tĩnh lại, những người khác cũng cố gắng khống chế lực lượng càng ngày càng mạnh trong cơ thể mình. Lực lượng trong cơ thể bọn họ căng rụt vài chục lần, trái lại Ngao Xương không sao, Giang Thành kêu lên đau đớn, một khe hở to xuất hiện ở ngực ông ta, có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng đã bị nghiền nát ở bên trong. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, quát nhẹ. Giai. Vô số pháp ấn ở xung quanh hắn hội tụ thành 9 trận pháp, bay về phía đỉnh đầu đám Giang Thành. Một đạo thanh quang rơi xuống trận pháp trên đỉnh đầu Giang Thành, vết thương chỗ ngực Giang Thành nhanh chóng khép lại, lực lượng trong cơ thể ông ta đã tới cực hạn cũng bị thanh quang giam cầm xuống. Cố gắng kiên trì càng lâu, cấp độ, phẩm chất ngưng kết Nguyên Anh cũng càng cao. Mạc Phàm dặn dò, kim đan đều đã vỡ, nhưng bọn họ chịu được linh khí triều tịch càng mạnh. Khả năng chịu lực lượng Nguyên Anh cũng càng nhiều, thực lực cũng mạnh hơn. 9 người nghe thấy vậy thì cố gắng tỉnh táo, đi khống chế năng lực đã sắp tới tan vỡ. Nhưng thanh quang sáng lên trên người Giang Thành sau đó là những người khác. Không lâu sau toàn bộ thanh quang sáng lên. Mạc Phàm thấy độ lửa vừa tới, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang. Thiên địa băng. Trên trận pháp ở đỉnh đầu đám Tần Vô Nhai. Ma văn ở bên trong vầng sáng xanh như vì sao trên bầu trời rơi xuống, trong chớp mắt năng lượng trong cơ thể bọn họ lại mạnh gấp đôi. Dưới lực lượng khủng bố, cuối cùng kim đan trong cơ thể 9 người không chống đỡ nổi, lập tức nứt vụn. Không chỉ kim đan của bọn họ vỡ nát, cơ thể bọn họ cũng đầy vết rạn như đồ sứ bị nứt. Mạc Phàm không để ý những chuyện này, mấy chữ khác truyền từ miệng hắn ra. Nhân anh kết. Trên thiên anh kiếp đan trong cơ thể 9 người sáng lên ánh sáng 7 màu, một lực hút như vòng xoáy tự nhiên sản sinh, giống hải nạp bách xuyên hấp thu lực lượng trong cơ thể 9 người một cách điên cuồng. Chỉ trong phút chốc, 9 người cho dù là tinh, khí, hay là thần đều bị hấp thu không còn, cả đám giống như cây khô không có chút khí tức,
vòng xoáy kia cũng chậm rãi ngừng lại. Đạo cửu chuyển, nghịch thương thiên. Mấy chữ này vừa vang lên, một đạo sấm sét nổ tung trong cơ thể 9 người. Vòng xoáy trong cơ thể 9 người bỗng nhiên chuyển phương hướng, chuyển động ngược hướng ban đầu. Mỗi lần chuyển động một vòng, trong cơ thể bọn họ sẽ có chút sinh cơ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, kim đan trong cơ thể lập tức chuyển động, 9 đạo quang mang bay từ người hắn ra, rơi xuống 9 người, tràn đầy lực lượng truyền cho 9 người. Dưới linh khí này bổ sung, giữa vòng xoáy trong cơ thể 9 người, một thứ gì đó như đứa bé chậm rãi xuất hiện, tiên linh chi khí lộ ra. Anh Thành, đám Tần Vô Nhai cảm nhận được lực lượng trong cơ thể thay đổi, trên gương mặt khô quắt đều lộ ra vui mừng. Đến Nguyên Anh kỳ, ngoại trừ lực lĩnh vực có thể mạnh không ít, lực lượng trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa, từ chân khí biến thành tiên linh chi khí. Hiện giờ chân khí trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng chuyển hóa, kết thành Nguyên Anh. Bọn họ đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thành. Đừng kích động, Nguyên Anh của các ông có thể mạnh hơn kim đan hay không, phải xem hiện giờ rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt vừa dẫn linh khí vào trong cơ thể 9 người, vừa nhắc nhở. 9 người đã thành Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh có thể ngưng tụ thành mấy màu, có thể dung nạp bao nhiêu linh khí thì phải xem hiện tại. Tôi giúp các ông ngưng tụ thành 3 màu trở lên, rốt cuộc có thể thành mấy màu, phải xem các ông lấy được bao nhiêu. Mạc Phàm nói tiếp. Cho dù là Nguyên Anh cũng có một số màu đặc biệt, ví dụ như tử sắc tiên anh, kim sắc Phật anh, thái thượng ngọc anh, cực đạo tà anh, nhưng cao nhất là 7 màu, cấp thấp nhất là hồng sắc, cao nhất là thất thải sắc. Có thể mấy màu, thì liên quan tới tu vi, thiên phú, huyết mạch, số mệnh của mỗi người, đương nhiên còn có một phần là thiên anh thánh thuật mà hắn nắm giữ. Thiên anh thánh thuật mới đúng là mấu chốt để rất nhiều đệ tử thế gia mời hắn giúp đỡ ngưng tụ Nguyên Anh. Thiên anh thánh thuật có thể khiến bọn họ ngưng kết 3 màu trở lên, còn cuối cùng sẽ có mấy màu, thì hắn không biết. Hắn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên đồ án cổ xưa. Đồng thời trận pháp trên đỉnh đầu đám Tần Vô Nhai cũng biến thành trận pháp có đồ án giống trong mắt Mạc Phàm, thất thải chi sắc nở rộ trên trận pháp, khí tức huyễn hoặc khó hiểu tràn từ trong trận pháp ra. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những trận pháp này theo linh khí biến mất vào trong cơ thể 9 người. Dung nhập vào trong cơ thể bọn họ đang ngưng kết Nguyên Anh. Nguyên Anh ở trong cơ thể 9 người lập tức từ màu đỏ chuyển hóa thành 2 màu, vòng xoáy ở phía dưới Nguyên Anh nhanh chóng quay không chỉ một lần, điên cuồng hấp thu linh khí của Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn về phía giữa ma vực. Mọi người, rời khỏi ma vực. Giọng nói của hắn không to, nhưng truyền vào tai mọi người ngoại trừ đám Tần Vô Nhai. Mọi người nghe thấy giọng nói truyền tới thì nhìn thoáng qua hướng này, không do dự rời khỏi ma vực. Không lâu sau, bên trong ma vực chỉ còn lại đám Mạc Phàm. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, cửu chuyển hỗn nguyên công lập tức vận chuyển toàn lực, một cái cối xay đường kính cỡ 100 mét lập tức xuất hiện trên bầu trời chỗ đỉnh đầu hắn, chậm rãi chuyển động. Tuy vận tốc quay không nhanh, nhưng cối xay giống như mấu chốt lưu động không gian, theo cối xay chuyển động, trong cả ma vực lập tức gió nổi mây phun, tất cả ma sát khí tụ tập về phía cối xay một cách điên cuồng. Không chỉ có ma sát khí, những thiên ma và ma thú cũng bị cuốn vào trong cối xay. Cho dù là thiên ma và ma thú, hay là ma sát khí, đến trong cối xay đều hóa thành linh khí tinh thuần. Những linh khí này thông qua Mạc Phàm, hóa thành 9 đạo linh khí như thác nước bao phủ đám Tần Vô Nhai ở bên trong. 9 người ở dưới linh khí tràn đầy và tác dụng của thiên anh thánh thuật, Nguyên Anh dần ngưng kết lại, màu sắc cũng biến từ 2 thành 3. Quá trình này kéo dài rất lâu, ma sát khí trong ma vực cũng bị Mạc Phàm luyện hóa gần hết mới kết thúc. Trên người đám Tần Vô Nhai, từng tiếng sấm vang lên, lôi điện nổ tung ở giữa Nguyên Anh của 9 người rồi lan ra toàn thân. Lôi điện tới chỗ nào, không chỉ không tạo thành thương tổn, trái lại Nguyên Anh của bọn họ ngưng thực hơn nhiều, còn có khí tức chôn vùi khiến tim người ta đập nhanh. Đồng thời cơ thể như cây khô của bọn họ cũng nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Bất luận là da thịt hay tóc đều như trẻ sơ sinh, lộ ra bảo quang. Lôi điện chớp lóe lướt qua, biến mất vào trong cơ thể 9 người, 9 người lần lượt mở mắt ra, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, đứng dậy trên đỉnh núi. Mạc Phàm chậm rãi dừng công pháp, liếc mắt nhìn 9 người một cái, hắn khẽ nâng mí mắt. Thiên anh thánh thuật có thể khiến tỷ lệ Nguyên Anh từ 3 màu trở lên, nhưng trong 9 người không có ai 3 màu, kém nhất là Phương Hạo Thiên, Nguyên Anh ngũ sắc. Tốt nhất là Ngao Xương lúc đầu hơi mất bình tĩnh,
thực ra là Lưu Ly Nguyên Anh thất sắc, những người khác đều là Nguyên Anh lục sắc. Tỷ lệ cao như vậy, cũng không thường thấy ở tu chân giới. Nhưng chỉ hơi suy nghĩ một lát, trong mắt hắn thu dị sắc lại. Ngao Sương tuy nhỏ tuổi, thời gian tiến vào Kim Đan đỉnh phong rất ngắn, nhưng cô là Long tộc, hơn nữa có thiên phú cao nhất trong mấy người. Tuy những người khác là tu sĩ trên địa cầu, nhưng là cao thủ trổ hết tài năng trong mấy vạn vạn người, đạt tới Nguyên Anh ngũ lục sắc cũng rất bình thường. Đa tạ Mạc tiên sinh. 9 người cùng đi tới bên cạnh Mạc Phàm, toàn bộ đều bái lạy Mạc Phàm với vẻ chân thành. Với độ dày linh khí ở địa cầu, nếu không có Mạc Phàm, đời này bọn họ tới được Nguyên Anh hay không thì khó mà nói. Hiện giờ bọn họ không chỉ có thực lực mạnh hơn, tuổi thọ cũng tăng lên nhiều. Các ông đi về trước đi, ngày mai đến Hải Thần Cung với tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phương Bắc nói. 9 người đã đến Nguyên Anh kỳ, cũng tới lúc đi báo thù rồi. Đúng rồi, nếu thực lực còn chưa tới trạng thái đỉnh phong, thì cố gắng đừng sử dụng toàn lực, nếu không sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mạc Phàm dặn dò tiếp. Tuy bọn họ đã tương đương với tu sĩ Nguyên Anh chịu thiên kiếp một lần, có lực miễn dịch với lôi kiếp, nhưng lúc độ kiếp vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Dạ. 9 người cùng gật đầu, ra khỏi ma vực theo Mạc Phàm. B. Bên ngoài ma vực, những người khác còn chưa rời đi, nhìn thấy đám Mạc Phàm rời khỏi ma vực thì nhao nhao tới đón. Anh làm gì ở bên trong thế, lâu như vậy mới ra ngoài. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Giúp bọn họ tăng tu vi. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Những người khác đều nhìn về phía đám Tần Vô Nhai, trước mắt không ít người sáng lên. Thực lực yếu hơn thì không nhìn ra, nhưng đám Phượng Hoàng, Bạch Tử Hàn thì khác, lúc trước thực lực của Phượng Hoàng đã gần Nguyên Anh kỳ, Bạch Tử Hàn thì có được Bạch Đồng Tử. Ở trong mắt bọn họ, đám Tần Vô Nhai như thay đổi thành người khác, không chỉ thực lực cao như Thái Sơn, thần thức cũng sâu như trời xanh, khí tức toàn thân khác hoàn toàn với bọn họ. Đây là đệ ngũ cấp chân chính sao? Phượng Hoàng khiếp sợ hỏi. Bà được xưng là ngũ cấp, thực ra là giả ngũ cấp. Lúc trước 9 người này kém hơn bà nhiều, nhưng khí tức trên người bọn họ hiện giờ mạnh hơn bà lúc đó đâu chỉ 10 lần. Đợi bà khôi phục tới tứ cấp đỉnh phong, bà cũng sẽ giống như bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Phượng Hoàng khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Phàm. Bà là một giả ngũ cấp có thể danh chấn một phương ở Nguyệt Hạ Chi Dực, Mạc Phàm lại tạo ra được người mạnh hơn bà gấp bội lần. Người đáng sợ như vậy, bà nhận chủ nhân không sai chút nào. Mạc Phàm vừa định rời đi với những người khác, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại, nhìn một tu sĩ đang trấn giữ ở Phong Ma Cốc. Nếu đã tới đây rồi, ông còn ẩn nấp tới khi nào? Đám Tần Vô Nhai nghe thấy vậy thì vội vàng nhìn theo mắt Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi. Hải Hồn, còn không nhanh cút khỏi người đệ tử tông môn ẩn thế chúng tôi. Ánh mắt Tần Vô Nhai phát lạnh hỏi. Tu sĩ kia hơi nhếch miệng, tươi cười tà dị xuất hiện trên mặt anh ta. Ngay sau đó trong cơ thể tu sĩ này, một bóng người màu lam đi từ trong ra, hóa thành một người đàn ông châu Âu có hiện mạo hung ác nham hiểm. Chuyện gì cũng không thể gạt được Mạc tiên sinh, tôi là Hải Hồn sứ giả do Hải Vương đại nhân phái tới, bái kiến Mạc tiên sinh, Tần tiên sinh, Hiên Viên tiên sinh. Một tay tu sĩ này đặt trên ngực trái, hơi cúi người hành lễ theo phương Tây, cười nói. Sắc mặt những thủ vệ ở đây thay đổi, vội vàng chĩa pháp khí trong tay về phía Hải Hồn. Hải Vương, là Hải Thần sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên tò mò hỏi. Hải Vương là chủ nhân chân chính của Hải Thần Cung, cũng là thần tộc Titan duy nhất trên địa cầu. Hải Thần là hậu duệ mà Hải Vương lựa chọn, Hải Hồn này cũng là hậu duệ của Hải Vương. Hiên Viên Vô Kỳ tiến đến bên tai Mạc Phàm, nhỏ giọng giải thích. Hả? Mạc Phàm hơi bất ngờ liếc nhìn Hải Hồn một cái, ít ngày nữa hắn sẽ tới Hải Thần Cung. Vậy mà người của Hải Thần Cung lại thâm nhập vào Sơn Ngoại Sơn, tới trước mặt hắn. Người của Hải Thần Cung, ông tới nơi này làm gì, sợ tôi không tới Hải Thần Cung ông sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này thì không phải, chỉ là Hải Thần Cung của chúng tôi vô cùng bí ẩn. Hải Vương đại nhân lo lắng Mạc tiên sinh không tìm được, cho nên bảo tôi tới đưa thiệp mời cho Mạc tiên sinh. Ngoài ra còn nói với Mạc tiên sinh, Hải Vương đại nhân chúng tôi đã chuẩn bị một băng đạo cho Mạc tiên sinh. Nếu Mạc tiên sinh muốn tới Hải Thần Cung chúng tôi, vậy hãy cầm lấy thiệp mời của Hải Vương đại nhân, đi dọc theo băng đạo là tới được Hải Thần Cung chúng tôi. Hải Hồn cười khinh miệt,
lấy một thiệp mời bằng đá thủy tinh màu lam được khảm tỉ mỉ ra, đưa về phía Mạc Phàm bằng hai tay. Hải Hồn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đại chiến sắp diễn ra, Hải Vương không trốn ở trong Hải Thần Cung, trái lại còn phái sứ giả đưa chiến thiếp tới, còn mở băng đạo chỉ dẫn Mạc Phàm đi vào Hải Thần Cung, đây tuyệt đối là khiêu khích Mạc Phàm. Đương nhiên ngoại trừ khiêu khích ra, Hải Vương cũng lộ ra một tín hiệu khác, Hải Vương ông ta đã rất cường đại tới mức trên cả Mạc Phàm, đã chuẩn bị giết Mạc Phàm rồi, nếu là như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Hải Vương thân là thần tộc Titan, thực lực tới cảnh giới nào không ai biết, bởi vì không ai dám ra tay với Hải Vương hoặc ra tay đều chết hết cả, phần lớn hiểu biết Hải Vương là thần thoại trong truyền thuyết. Ngoài ra chỉ sợ Hải Thần Cung cũng không chỉ có mình Hải Vương đơn giản như vậy. Hải Vương đúng là quyết đoán. Ngao Xương không nghĩ nhiều như vậy, lông mày cô nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đa tạ Ngao công chúa khích lệ, nếu Mạc tiên sinh nói muốn diệt Hải Thần Cung chúng tôi, tất nhiên Hải Vương đại nhân chúng tôi sẽ không để Mạc tiên sinh thất vọng, cho đến bây giờ sợ hãi không nằm trong từ điển của Hải Vương đại nhân chúng tôi. Hải Hồn cũng không sợ, cười nói. Long tộc U Châu cũng là thủy tộc trong đại hải, ông ta từng có giao tế với Ngao Xương mấy lần, tất nhiên biết Ngao Xương. Hải Vương không sợ, vậy sợ có nằm trong từ điển của ông không, bản công chúa rất muốn biết. Ngao Xương nheo mắt lại, tức giận nói. Vẻ mặt Hải Hồn lạnh nhạt, rời mắt nhìn Mạc Phàm ở trước người Ngao Xương. Mạc tiên sinh, tôi nhớ Hoa Hạ các cậu có một quy củ, hai bên giao chiến không chém sứ, nếu Hải Hồn có chút bất kính với Mạc tiên sinh, cậu giết chết Hải Hồn sẽ không có một chút oán hận, nhưng từ lúc Hải Hồn xuất hiện đến bây giờ đều không thất lễ với Mạc tiên sinh mà. Ông, Ngao Xương nghiến chặt răng, trong đôi mắt đều là không cam lòng. Trong mắt những người khác cũng tràn đầy giận dữ, rõ ràng Hải Hồn này đang trêu tức Mạc Phàm, lại bày ra dáng vẻ nho nhã lễ độ, mượn lý do này để Mạc Phàm không ra tay với ông ta. Nhưng Mạc Phàm không mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Ông nói xong chưa? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Những lời Hải Vương đại nhân bảo tôi truyền đạt cho Mạc tiên sinh, là như vậy. Hải Hồn hơi nhếch miệng cười mỉa, nói với vẻ khinh thường. Một tay Mạc Phàm vươn ra, thiệp mời trong tay Hải Hồn bay vào trong tay hắn. Hắn không thèm nhìn một cái, thiệp mời biến mất vào nhẫn trên ngón tay hắn. Hải Hồn thấy Mạc Phàm nhận thiệp mời, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu Mạc tiên sinh nhận thiệp mời, với tính cách của Mạc tiên sinh, hẳn là ngày mai sẽ không nuốt lời, không biết Mạc tiên sinh còn gì phân phó, nếu không thì Hải Hồn rời đi trước. Nói xong Hải Hồn liếc mắt nhìn đám Ngao Xương một cái, muốn rời đi. Đợi đã. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hải Hồn mới nhấc chân lên, cơ thể hơi dừng lại, ông ta dừng bước xoay người lại. Mạc tiên sinh còn gì phân phó? Ông nói lễ nghi Hoa Hạ, hai nước giao chiến không chém sứ sao? Ánh mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng, hỏi. Đúng vậy. Sắc mặt Hải Hồn hơi đổi, vẫn cười nói. Vậy ông có biết, lễ nghi Hoa Hạ chỉ dành cho người nào không? Mạc Phàm nói tiếp. Hải Hồn xin lắng tai nghe. Lễ nghi Hoa Hạ chỉ dành cho người cùng cấp bậc với Hoa Hạ và cũng sử dụng lễ nghi Hoa Hạ, ông cảm thấy hai loại này ông là loại nào? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải Hồn, lạnh giọng hỏi. Khi nói chuyện ý niệm của hắn vừa động, ma kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện trên cổ Hải Hồn, kêu ong ong không ngừng chấn động. Vẻ mặt Hải Hồn sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức biến mất không thấy. Tất nhiên ông ta không phải người cùng cấp bậc với Mạc Phàm, tất nhiên Hải Thần Cung cũng không sử dụng lễ nghi của Hoa Hạ. Hải Hồn không phải là loại nào. Ông vừa mới nói với tính cách của tôi, ông hiểu rất rõ về tôi không? Mạc Phàm lại hỏi. Chuyện này, Hải Hồn không dám, mong Mạc tiên sinh tha lỗi. Sắc mặt Hải Hồn khó coi, mắt khẽ đảo liên tục, vội vàng cúi người nói. Nếu ông không lấy lễ đối đãi, lại không hiểu rõ về tôi, vì sao tôi không thể giết ông? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Một sứ giả còn dám âm dương quái khí trước mặt hắn, ông ta nghĩ hắn không có biện pháp nào sao? Nếu hắn không muốn giết người, có đủ lý do hắn cũng không ra tay. Nếu hắn muốn giết Hải Hồn này, cho dù một lý do cũng thành không có, ai cũng không cứu được Hải Hồn. Chuyện này, sắc mặt Hải Hồn lập tức vô cùng khó coi, không dám nói chuyện tiếp, cũng không dám nhìn Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm thật sự muốn ra tay, ông ta sẽ không có bất luận đường sống nào.
nhưng ông quá yếu, không đủ để tôi giết, cho nên hôm nay tôi không giết ông, cút đi, trước khi tôi thay đổi chủ ý. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ là một sứ giả mà thôi, hôm nay không giết, ngày mai hắn tới Hải Thần Cung, hải hồn này vẫn phải chết, để hải hồn này sống lâu thêm một lát, không khác gì đối với hắn. Hải hồn hơi sửng sốt, giống như thấy được con đường sống lần nữa, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, hải hồn cáo lui. Nói xong bóng dáng ông ta nhanh chóng nhạt đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mạc Phàm nhìn hải hồn biến mất, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, hắn nhìn thoáng qua Hải Thần Cung, mang theo người Mạc gia rời đi. Hai tiếng sau, mấy chiếc phi cơ trực thăng quân dụng dừng trước Mạc gia, Mạc Phàm và những người khác đi từ trên phi cơ trực thăng xuống. Đám Mạc Phàm mới đi xuống, vẻ mặt đám cha Mạc Phàm kinh ngạc vui mừng đi tới. Bọn họ nhìn thấy đám A Hào ở sau Mạc Phàm đi từ trên phi cơ trực thăng xuống, vẻ mặt lập tức sửng sốt, trên mặt tràn đầy cảm xúc, mãi mà không nói nên lời. Mạc lão tiên sinh, đám A Hào nhìn thấy đám cha Mạc Phàm thì cúi đầu theo quán tính. Lúc này đám cha Mạc Phàm mới lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ đám A Hào dậy. Nhanh đứng dậy đi, sau này Mạc gia không có những cấp bậc lễ nghĩa này. Đám A Hào vì Mạc gia mới chết, tuy được Mạc Phàm cứu trở về một cách kỳ diệu, nhưng Mạc gia vẫn nợ bọn họ một mạng. Lại để bọn họ hành lễ, trong lòng ông đều là áy náy. Không có những cấp bậc lễ nghĩa này, vậy có rượu ngon hay không? Tần lão gia tử ở bên cạnh cười to nói. Tiểu Phàm, đây là... Cha Mạc Phàm nhìn Tần lão gia tử không khác gì bằng tuổi đám ngũ lão, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Giọng nói của Tần lão gia tử rất quen thuộc, nhưng ít tuổi hơn Tần lão gia tử tuổi già sức yếu nhiều. Cha Mạc Phàm vừa nói xong, Lạc lão gia tử ở bên cạnh vỗ vai Tần lão gia tử, nói với vẻ trào phúng. Lão Tần, xem ra tiểu Mạc không nhận ra được ông rồi. Mạc Phàm mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, tiểu Vũ đã mở miệng trước. Cha, đây là Tần gia gia. Tần lão gia tử sao? Cha Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tần lão gia tử tuấn lãng, lập tức sửng sốt. Toàn thân Tần lão gia tử tràn đầy khí tức thiết huyết, nhưng mà quá anh tuấn trẻ tuổi, không kém gì tiểu thịt tươi đang nổi chút nào. Không chỉ cha Mạc Phàm, ngay cả Tần Trách, Tần Chính con trai Tần lão gia tử cũng không dám tin, người này là cha bọn họ. Vậy đây là Lạc lão gia tử, tiền bối Chu Trường Hoàng sao? Cha Mạc Phàm cười hỏi. Mạc lão tiên sinh, đúng là Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng cung kính nói. Đám cha Mạc Phàm vui mừng, cuối cùng sợi dây trong lòng cũng buông xuống rồi. Ba người thay đổi khá nhiều theo thứ tự là Tần, Lạc lão gia tử và Chu Trường Hoàng, xem như người Mạc gia đều trở lại đủ cả rồi. Tiểu Mạc, ngay cả lão phu mà không nhận ra, nên phạt cậu ba chén rượu. Tần lão gia tử bất mãn nói. Đừng nói là ba chén, ba chai đều được, hôm nay không say không về. Cha Mạc Phàm cười vui vẻ nói. Tất cả người Mạc gia đều đã quay về, nhất định phải chúc mừng một phen. Tôi lập tức bảo người chuẩn bị tiệc rượu. Đường Long cười nói, sắp xếp mọi người đi chuẩn bị. Một đám người vừa nói vừa cười, đi vào biệt thự Mạc gia. Mạc Phàm thấy cha vui vẻ như vậy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhưng không vào biệt thự Mạc gia theo mọi người, trái lại hắn nhìn về phía biển đông. Chỗ hắn nhìn, trên một cầu băng được chế tác tỉ mỉ tỏa ra bạch quang nhạt, xuất hiện gợn sóng mãnh liệt trên mặt biển. Một mặt cầu băng nối với bờ biển, một mặt khác thì nối vào trong biển rộng không thấy bờ. Hai bên cầu băng, nước biển bị đông cứng một vùng rộng. Xung quanh tụ tập không ít người, không phải chụp ảnh thì có ý đồ lên cây cầu. Ngao Thiên và Ngao Sương thấy Mạc Phàm dừng bước, thì nhìn theo tầm mắt Mạc Phàm, lông mày cả hai nhíu lại. Mạc tiên sinh, có cần chúng tôi làm hỏng cây cầu đó không? Ngao Thiên hỏi. Một cây cầu băng cũng dám vươn tới biển đông, đây tuyệt đối là khiêu khích. Không cần thiết phải làm vậy. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Hủy cây cầu này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, Hải Vương khiêu khích hắn, đánh lại là được. Nếu không đánh lại được, hủy cây cầu đi cũng chỉ là vui sướng nhất thời. Vậy có cần chúng tôi mang người ở U Châu tới, trợ uy cho chúng ta hay không? Ngao Thiên hỏi tiếp. Hải Thần Cung không chỉ có mình Hải Vương có không biết bao nhiêu hậu duệ, mà yêu thú trong Hải Vương tộc đều là thuộc hạ của Hải Vương. Nếu bọn họ đến Hải Thần Cung, không chỉ muốn diệt Hải Thần Cung,
còn diệt sạch, đánh lại khiêu khích của Hải Vương. Không cần mang người của U Châu, ông và Ngao Sương cũng không cần tới Hải Thần Cung. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Thiên và Ngao Sương hơi sửng sốt, trên mặt đều là khó hiểu. Mạc tiên sinh, chuyện này là sao vậy? Mạc Phàm không thích phô trương, ông ta có thể hiểu được. Hai bọn họ đã tới Nguyên Anh kỳ, thậm chí Ngao Sương là Nguyên Anh thất sắc, không phải không có khả năng đối phó được Hải Vương. Mạc Phàm muốn dẫn Ngũ Lão tới Hải Thần Cung, lại không cho bọn họ đi. Không cần nhiều người tới Hải Thần Cung như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực ra Ngũ Lão, Tần Vô Nhai và Giang Thành đều không cần phải đi, sở dĩ muốn bọn họ đi, chỉ vì để đại quốc khác nhìn xem thực lực mới của hai đạo tường thành Hoa Hạ là Ngũ Lão và Tông Môn ẩn thế. Ngao Thiên và Ngao Sương cùng là cấp bậc Nguyên Anh, càng mạnh hơn đám Ngũ Lão, càng không cần thiết phải đi. Nhưng mà Hải Thần Cung đâu chỉ có mình Hải Vương. Ngao Thiên lo lắng nói. Lần này tới Hải Thần Cung tuyệt đối không đơn giản, khả năng gặp được cao thủ khác trước Hải Vương là rất cao, nếu không Hải Thần đã không dám hung hãn như vậy. Ông cảm thấy tôi không đối phó được những người khác sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Mạc tiên sinh tha lỗi, Ngao Thiên không có ý này. Vẻ mặt Ngao Thiên thay đổi, vội vàng nói. Long Tuyệt cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng không là gì dưới tay Mạc Phàm. Huống chi sau khi Mạc Phàm giết Long Tuyệt, thực lực tăng lên không ít. Tôi không cho hai người đi, là có nhiệm vụ khác dành cho hai người. Mạc Phàm nói tiếp. Nhiệm vụ gì ạ? Ở nhà canh giữ, còn phải cẩn thận người của Thiên Ngoại Thiên. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Nếu hắn mang cả Ngao Thiên và Ngao Sương rời đi, tất có người thừa dịp hư mà vào. Hoa Hạ đã được tứ tượng thú thiên trận bảo vệ, nhưng có thể phòng được cao thủ ngoại quốc tới, nhưng không phòng được vào bên trong, ví dụ như người được truyền tống từ Hải Ngoại Hải và Sơn Ngoại Sơn vào. Long Ngạo Thiên đã biết Long Tuyệt bị giết, tuy hai người đã ước định một năm, nhưng với hiểu biết của hắn về Long Ngạo Thiên, chưa chắc Long Ngạo Thiên sẽ để hắn tới tu chân giới. Bọn họ muốn tới địa cầu, chỉ có thể thông qua những truyền tống trận này. Ngao Thiên và Ngao Sương thân là Long tộc, là hai người cực mạnh trong 9 người, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong cũng có lực lượng đối kháng, để bọn họ thủ hộ ở nhà là thích hợp nhất. Chỉ cần bọn họ tạm thời canh giữ, hắn có thể trở về bất cứ chỗ nào ở địa cầu. Vậy Mạc tiên sinh tới Hải Thần Cung phải cẩn thận, Đông Hải cứ giao cho tôi và Sương Nhi. Ngao Thiên hiểu rõ ý của Mạc Phàm, không tranh giành đi nữa, nói với vẻ nghiêm túc. Cho hai người thứ này, hai người sẽ dùng tới. Mạc Phàm lấy nhẫn chữ vật của Phượng Cửu ra, ném cho Ngao Thiên. Tuy yêu hoàng này còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, nhưng trái lại tích góp không ít pháp bảo mà Nguyên Anh kỳ sử dụng, ví dụ như pháp bảo bản mệnh tới Nguyên Anh kỳ cần luyện chế. Những thứ khác đều là đồ gì đó của yêu tộc, hắn giữ lại cũng không có tác dụng, đưa cho Ngao Thiên và Ngao Sương là thích hợp nhất. Tất nhiên Ngao Thiên biết đây là nhẫn của Phượng Cửu, trước mắt ông ta hơi sáng lên, cất nhẫn chữ vật đi. Đa tạ Mạc tiên sinh. Vào thôi. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt, đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự, yến hội diễn ra từ trạng vạng tới sáng hôm sau mới kết thúc, chúc mừng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm nhìn thoáng qua mọi người còn chưa tỉnh rượu, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn hàn huyên vài câu với lão mẹ mình, lại an bài Ngao Thiên và Ngao Sương mấy câu, hắn hít sâu một hơi, một mình rời khỏi biệt thự Mạc ra đi về phía biển Đông. Bên cạnh biển Đông, phía trước cây cầu băng kia. Tuy trời vẫn còn rất sớm, nhưng không chỉ có đám Ngũ Lão, Tần Vô Nhai và Giang Thành đã tới, còn có không ít người bình thường xếp thành mấy con trường long, tụ tập trước cầu băng. Những người này lần lượt muốn đi lên cầu băng, nhưng rõ ràng cầu băng như thực chất, khi bọn họ đi lên thì đột nhiên như ảo ảnh, một chân dẫm vào khoảng không, rơi thẳng vào trong nước biển rét thấu xương, bọt nước văng tung tóe. Mấy chục người thử liên tục, nhưng không có một người thành công. Dù vậy vẫn có không ít người tranh nhau thử. Mạc Phàm vừa đến bờ biển, đám Ngũ Lão liền đi tới. Hải hồn lúc trước xuất hiện cũng nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người Mạc Phàm. Mạc tiên sinh thật sự rất đúng giờ, nhưng hình như có chút phiền phức, những người này vì thử mình có cơ duyên hay không, đã chặn đường tới cầu rồi. Hải hồn nhìn người trước cầu băng, cười nói. Mạc Phàm hơi nhíu mày. Chỉ trong phút chốc liền khôi phục như thường. Phong thiên đại trận đã được hắn mở ra, linh khí ở trên địa cầu được phóng thích, độ dày linh khí cũng tăng mạnh,
khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số người thức tỉnh huyết mạch. Tu luyện nhất đạo, bất kinh truyền tống, tất nhiên vì vậy mà truyền ra. Xưa nay Biển Đông đều có không ít truyền thuyết về hải ngoại tiên sơn, cầu băng trên mặt biển này nối thẳng tới biển sâu, e rằng người ta nghĩ đây là cơ duyên thông tới hải ngoại tiên sơn. Phiền phức, ông cảm thấy những người này có thể ngăn được chuyện hôm nay tôi giết Hải Vương à, hay là cây cầu này có thể làm khó được tôi? Mạc Phàm lạnh lùng liếc Hải Hồn một cái, nói. Những người này khó mà cản được Mạc Tiên Sinh, nhưng Mạc Tiên Sinh có thể đi lên cây cầu hay không? Cùng với Hải Vương đại nhân chúng tôi và Mạc Tiên Sinh ai sống ai chết, thực lực của Hải Hồn quá yếu, cho nên không thể biết được. Hải Hồn cười âm hiểm nói. Quả thật thực lực của ông rất thấp, cách biết trước quá xa, nhưng tôi có thể nói cho ông biết, cây cầu này không tính là gì, hôm nay Hải Vương đại nhân của ông chết chắc rồi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nói rất chắc chắn. Cây cầu băng này nhìn như do huyền băng tạo ra, thực ra là do thần khí ngưng tụ thành cầu, không khác gì ảo giác lắm. Ảo giác chân thật mấy cũng chỉ là ảo giác, vốn dĩ không có biện pháp đi lên. Có thể nói cây cầu này là một cái bẫy, nhưng loại tiểu tạp kỹ này làm khó được hắn sao? Hắn không nói thêm gì với Hải Hồn nữa, lập tức đi về phía cầu băng. Hắn vẫn chưa đi lên cầu băng, những người ở đằng sau đợi xếp hàng lên cầu lập tức bất mãn nhìn qua. Muốn đi lên cầu thì ra sau xếp hàng đi. Một tiểu tử toàn thân ướt đẫm bất mãn nói. Anh ta bắt đầu xếp hàng từ nửa đêm, thử đi thử lại 3 lần rồi, tuy chưa từng thành công, nhưng muốn chen ngang trước mặt người khác, không có cửa đâu. Vẻ mặt những người khác cũng tràn đầy khinh bỉ, dáng vẻ như không muốn để Mạc Phàm chen ngang. Cơ duyên này như thi đại học, phần lớn là danh sách có hạn, nếu bị Mạc Phàm cướp đi mất, bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Muốn cơ duyên thì tu luyện võ đạo đi. Ở đây không có cơ duyên. Mạc Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nói. Khi nói chuyện thân thể hắn nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở trên cầu băng. Cầu băng ảo ảnh biến mất ở dưới chân những người khác, nhưng như thực chất ở dưới chân hắn. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Những người tìm kiếm cơ duyên đều nhìn Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc, trong mắt đều là hâm mộ. Đi thôi, đến Hải Thần Cung. Mạc Phàm không để ý những người này, trầm giọng nói với đám ngũ lão. Chậm trễ thời gian lâu như vậy, đã tới lúc thu thập những thế lực sử dụng vũ khí tiên tiến với hắn rồi. Nói xong hắn dẫm lên trên cầu băng đi về phía Bắc Biển Đông. Mỗi khi hắn đi một bước, hỏa diễm hừng hực ở dưới chân hắn phóng lên trời, cầu băng nhanh chóng hòa tan trong hỏa diễm, mặt biển khôi phục như thường. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đều hơn cây số. Hỏa diễm cũng đốt xa cả cây số. Đám ngũ lão thấy Mạc Phàm rời đi, thì bay lên trời đuổi theo Mạc Phàm, đám người đi về hướng Bắc, nhanh chóng biến mất trên mặt biển. Ê! Phía Bắc Siberia, ở nơi gần với Bắc Cực, trên một vùng băng hải mờ mịt. Bởi vì Bắc Cực đã tiến vào cực dạ, tuy là sáng sớm, nhưng bốn phía đều là một vùng lam hoa mỹ, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống dưới laser chiếu rọi, khiến cho một vùng băng hải như thế giới đồng thoại. Giữa băng hải là một tòa cung điện bằng thủy tinh cao lớn, trôi nổi trên mặt biển. Xung quanh cung điện có ít nhất trên vạn người mặc chiến giáp, cầm binh khí, uy phong lẫm liệt thủ hộ cung điện. Những người này có chút giống với người bình thường, có chút cao to như cung điện, trên người không mọc đầy gai thì vảy, xúc tua. Cho dù là người hay cự nhân tướng mạo hung ác, trên người đều lộ ra ý lạnh thấu xương, bông tuyết hoa mỹ rơi lên người bọn họ. Ngoại trừ những người này, bên ngoài cung điện, trong mặt nước biển màu băng lam, một số bóng dáng vĩ đại không ngừng đi tới đi lui tuần tra bốn phía, thỉnh thoảng lộ ra một góc cơ thể. Cho dù chỉ là một góc, cũng khổng lồ như núi, không biết bản thể cao lớn tới cỡ nào. Lối vào cung điện, một cây cầu băng duỗi về phía hải vực phương Nam. Mọi người và động vật biển đều xếp ở xung quanh cung điện, hai bên cầu. Chỗ sâu nhất cung điện, trên chiếc ghế vương do khối huyền tinh màu lam tạo ra. Một lão giả râu bạc cao lớn uy vũ cầm trong tay một cái tam xoa kích màu băng lam, ngồi ngay ngắn ở trên. Ngồi ở phía dưới, có không ít người lộ ra khí tức cường đại mạnh hơn người ở bên ngoài, lép cũng ở bên trong. Trong mắt những người này đều lóe sáng lam quang, giống như đang đợi gì đó. Cha, không phải người Hoa Hạ kia nói 7 ngày sau sẽ tới diệt Hải Thần Cung của chúng ta sao, lúc này còn chưa tới, chỉ sợ cậu ta không dám tới đây rồi. Người đàn ông hơi gầy nuôi tóc dài cười mỉa nói.
Người đàn ông này vừa nói xong, xung quanh lập tức tràn đầy tiếng cười. Hải thần cung bọn họ tồn tại mấy ngàn năm, một tiểu tử hoa hạ nói diệt là diệt được sao? Nếu cậu ta không tới, vậy chúng ta sẽ tới hoa hạ. Hải vương hừ lạnh một tiếng nói. Họa từ miệng mà ra, nếu đã có can đảm nói diệt hải thần cung bọn họ, vậy thì phải trả giá thật đắt cho những lời này. Đại nhân, tôi cảm thấy chúng ta có thể chuẩn bị một phen, tới hoa hạ rồi. Lép cười nói. Mạc Phàm giết hải thần, lại hủy nhiều vệ tinh của bọn họ như vậy, những chuyện này không đòi từ người Mạc Phàm, thì đòi gấp bội từ hoa hạ trở về. Con cảm thấy đúng đấy, cha, không cần đợi tiểu tử hoa hạ kia thêm nữa, chuyện này cũng không làm phiền người đích thân đi, để con mang theo Kraken là được rồi. Người đàn ông độc nhãn ngồi đầu tiên bên tay trái hải vương cười mỉa nói. Ông ta mới nói xong, một giọng nói lạnh lùng và tiếng động kinh thiên động địa truyền từ đằng xa tới. Kraken mà ông nói là tên này sao? Rầm, âm thanh rung trời. Hửm. Mọi người ở trong hải vương cung nhíu mày, đều nhìn nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách cung điện trên cây số, Mạc Phàm, đám ngũ lão và Tần Vô Nhai đứng trên động vật biển vô cùng to lớn, đang tới gần cung điện. Toàn thân động vật biển này đen xì, thân như bạch tuộc mà đầu như cự mãng, chỉ riêng cái đầu đã to bằng hải đảo. Phía dưới đầu là 8 cái đuôi mỗi cái dài trên 100 mét, rộng 5 mét, giống như cây cột chọc trời, tận cùng cái đuôi là cái miệng đầy răng nanh, nhìn vô cùng hung dữ. Cơ thể to lớn như vậy, cho dù gặp được hàng không mẫu hạm ở trong biển chỉ sợ cũng bị nó đánh chìm. Nhưng nó thành thật như con thỏ ở dưới chân đám Mạc Phàm. Nhìn thấy đám Mạc Phàm đến cùng với Kraken ở dưới chân, sắc mặt không ít người phát lạnh, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Yêu thú dưới chân Mạc Phàm không phải ai khác, đúng là yêu thú Kraken của Hải Vương thủ hộ Hải Thần Cung. Nhất là đại hán nói muốn mang Kraken tới hoa hạ lúc trước, sắc mặt lại càng âm trầm như băng. Trong mắt Hải Vương cũng lóe sáng sắc bén, ông ta cầm tam xoa kích mới đứng dậy khỏi ngai vàng, thân thể nhoáng lên một cái đã đến trên sân ngoài cung điện. Trong cung điện, những người khác cũng theo Hải Vương ra khỏi Hải Thần Cung, đứng thành hai hàng trên sân quanh Hải Vương. Hải vương còn chưa mở miệng, hải hồn đi theo đám Mạc Phàm về lắc mình, cũng đến trên sân trống, quỳ một gối với hải vương. Đại nhân, tôi đã mang tiểu tử hoa hạ kia tới rồi. Kraken là cậu gọi ra à? Hải vương liếc mắt nhìn hải hồn, lạnh giọng hỏi. Kraken không coi là gì ở hải thần cung, nhưng rất nổi tiếng ở trên biển, có không biết bao nhiêu thuyền quốc gia khác bị Kraken hủy diệt, cho nên được gọi là cự thú diệt thế. Đồng thời cũng là sứ giả của hải thần cung bọn họ. Còn chưa bắt đầu đã bị Mạc Phàm bắt, chuyện này chẳng khác gì tát mạnh vào mặt bọn họ một cái. Đúng vậy, đại nhân, mong đại nhân tha thứ. Sắc mặt hải hồn thay đổi, cúi đầu nói. Mạc Phàm vừa đến hải vực Bắc Hải, ông ta liền gọi Kraken tới, muốn ra oai với đám Mạc Phàm trước. Ai biết Mạc Phàm còn chưa ra tay, Kraken cũng chưa lộ diện. Cơ thể như hải đảo đã bị một quyền của cô kình thương đánh vào đáy biển. Kraken muốn chết, không chỉ không trốn được, trái lại bị cô kình thương bắt trở về, trở thành tọa kỵ của bọn họ. Lui ra đi. Hải vương hừ lạnh một tiếng, nói. Hải hồn như được đại xá, vội vàng lùi sang một bên. Ánh mắt hải vương rét lạnh thêm vài phần, nhìn về phía Mạc Phàm. Là tiểu tử cậu muốn diệt hải thần cung của chúng tôi sao? Giọng nói của ông ta mới vang lên, một đạo lam quang lan tràn ra xung quanh ông ta. Lam sắc tới chỗ nào, không chỉ mọi âm thanh đều tĩnh, ngay cả bông tuyết ở trong thiên không, nước biển trong biển cũng tĩnh lại, chỉ có giọng nói của ông ta. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hải Vương một cái, trong mắt hiện lên dị sắc, nhưng lập tức khôi phục như thường. Quả thật Hải Vương này thuộc thần tộc, chẳng qua là thần từ xa xưa, cho dù là ở tu chân giới cũng không có nhiều titan nhất tộc. Trong cơ thể vong linh Titan có huyết mạch Titan, hẳn là do Hải Vương lưu lại. Hắn không để ý tới Hải Vương, một tay vươn xuống dưới, một luồng khí xoáy lập tức sản sinh ra. Giống, Kraken lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, 8 cái đuôi nhấc cao 100 mét, đánh về phía Mạc Phàm. Đồng thời trên đầu rắn cũng há cái mồm như bồn máu cắn về phía Mạc Phàm. Nhưng Kraken còn chưa động tới Mạc Phàm, cơ thể run lên. Một viên yêu đan to bằng nắm tay phá thể mà ra, bay vào trong tay Mạc Phàm. Cơ thể to lớn của Kraken vô lực rơi xuống, chậm rãi rơi vào trong đáy biển. Cả quá trình chỉ chưa tới 2 giây, ở đây ai cũng không phản ứng kịp.
Tất cả đệ tử của Hải Vương cung nhíu mày, trong chớp mắt sát ý mạnh hơn nhiều. Mạc Phàm không nói một câu, đã giết Kraken của bọn họ trước. Mạc Phàm, cậu muốn chết à? Bên cạnh Hải Vương, đại hán thô kệch tức giận nói. Mạc Phàm vẫn không mở miệng, hắn thu hồi yêu đan, ý niệm vừa động, nước biển màu lam lập tức dâng lên, ngưng tụ thành một cái đỉnh theo phong cách cổ. Đồng thời sân và bàn cũng xuất hiện ở dưới lương đình. Mạc Phàm vung tay lên, một bình rượu và chén rượu xuất hiện trên bàn. Hắn ngồi khoanh chân trên sân, tự mình rót một chén khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đám Hải Vương. Tôi không chỉ muốn diệt Hải Thần Cung, còn muốn mang linh mạch của Hải Thần Cung các người đi. Hải Thần Cung dùng vũ khí tiên tiến với hắn, nếu Hải Thần Cung dựa theo yêu cầu lúc trước của hắn, giao 80% linh vật, còn quỳ tới Đông Hải, có lẽ hắn sẽ không so đo. Nếu hắn đã tới Hải Thần Cung, vậy thì không đơn giản như vậy. Tiểu tử da vàng, cậu thật càn rỡ, Hải Liệt tôi muốn xem cậu có bản lĩnh gì, mà dám hung hãn trước mặt phụ vương tôi như vậy. Đại hán thô kệch bên cạnh Hải Vương tức giận quát, dưới chân vừa động bay lên trời, một cái búa màu đen xuất hiện trong tay ông ta, đón đầu đánh về phía Mạc Phàm. Một đạo vết rạn dọc theo cầu băng, nhanh chóng lan đến lương đỉnh chỗ đám Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không nhúc nhích. Càn rỡ sao? Lần này càn rỡ không phải tôi, là những người khác, đối phó các người, còn không cần tôi tới càn rỡ. Hắn vừa mới nói xong, Phương Hạo Thiên đã đi lên đỡ. Đối phó cậu vốn ngay cả tôi đều không có tác dụng, nhưng hình như ở đây không có người nào yếu hơn tôi, vậy chỉ có thể để tôi tới rồi. Nói xong ông ta không di chuyển, chỉ vươn một tay về phía Hải Liệt. Rõ ràng chỉ là một tay, không khí ở giữa không trung chấn động, cơ thể Hải Liệt bị định ở trong không trung, cuối cùng không thể động đậy được. Tử! Phương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, năm ngón tay nắm chặt theo. Trên mặt Hải Liệt hiện lên vẻ kỳ lạ, rầm một tiếng, cơ thể bùng nổ ra. Sắc mặt mọi người ở đây đột nhiên thay đổi. Hải Liệt không phải con trai của Hải Vương, nhưng là người đặc biệt vượt trội trong đám con cháu của Hải Vương. Tuy Phương Hạo Thiên là ngũ lão, thực lực là người yếu nhất, không mạnh hơn Hải Liệt bao nhiêu. Nhưng Phương Hạo Thiên hiện giờ, chỉ dùng một tay có thể bóp chết Hải Liệt, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ngay cả sắc mặt Hải Vương cũng vô cùng khó coi, nhìn Phương Hạo Thiên với vẻ kỳ lạ. Tuy ông ta luôn ở trạng thái ngủ say, nhưng ông ta vẫn biết cường giả ở trên địa cầu, trong đó bao gồm cả ngũ lão Hoa Hạ. Nhưng cho dù là người mạnh nhất trong ngũ lão, có thực lực như nhị đệ tử của ông ta còn được, không đến được thực lực như hiện giờ. Phương Hạo Thiên, lá gan của cậu lớn thật, cũng dám giết người của Hải Thần Cung chúng tôi cho cậu hai lựa chọn, bây giờ quỳ xuống với tôi. Hoặc tôi dựa theo phương pháp vừa rồi giết cậu 100 lần. Hải Vương nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện ở trong mắt ông ta tức giận nói. Phương Hạo Thiên hơi nhếch miệng, trên mặt không có chút e sợ, đi từ phía sau Mạc Phàm ra. Quỳ xuống sao, người của Hải Thần Cung ông sử dụng vũ khí tiên tiến với người Hoa Hạ chúng tôi mới giết một người mà thôi, cho dù là Hải Vương ông, cũng chỉ là Hải Vương của Nga Quốc, không có tư cách bảo Phương Hạo Thiên Hoa Hạ tôi quỳ xuống. Phương Hạo Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nếu như là trước đây, ông ta có dũng khí nói những lời này, nhưng không có bản lĩnh nói ra miệng, hiện giờ thì khác. Hải Vương ông muốn Phương Hạo Thiên tôi quỳ xuống, vậy thì tự mình tới đây đi, nếu ông không thể khiến Phương Hạo Thiên tôi quỳ xuống, có khả năng Phương Hạo Thiên tôi sẽ giết Hải Vương ông 100 lần. Phương Hạo Thiên nói tiếp. Ông ta đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, tuy ít màu hơn những người khác một chút, cũng là Nguyên Anh ngũ sắc. Xem như là Nguyên Anh trung thượng phẩm. Hiện giờ ông ta rất muốn biết Hải Vương mạnh hơn một chút, hay ông ta mạnh hơn. Khi nói chuyện, ánh sáng ngũ sắc tỏa từ người ông ta ra, tiên linh chi khí vô cùng cường đại tỏa từ người ông ta ra, lan tràn khắp Hải Thần Cung. Dưới khí tức này, bùm, âm thanh từng người té ngã vang lên. Trên vạn đệ tử của Hải Thần Cung chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, ngã thẳng vào trên mặt biển. Không chỉ như vậy. Trong nước biển, những động vật biển khổng lồ giống như điên rồi chìm xuống đáy biển. Một số động vật biển chưa kịp chạy trốn, cơ thể to lớn bị thổi ra xa. Chỉ trong phút chốc, động vật biển ở trong biển hình thể không nhỏ bị thổi bay 5-60 mét. Chuyện này, mắt những người ở bên cạnh Hải Vương mở to, trong mắt đều là vẻ khó mà tin. Sao lại có chuyện này?
Phải biết rằng thực lực trên vạn người ở đây đều không yếu, phóng ở bên ngoài sẽ là một đại quân tu sĩ, cộng thêm những động vật biển của Hải Vương, tung hoành tứ hải đều không thành vấn đề. Thực lực khổng lồ như vậy, lại bị Phương Hạo Thiên phóng thích khí tức tới choáng váng hết, không thể làm được gì. Được lắm, Phương Hạo Thiên, tuy tôi không biết cậu đạt được tu vi như hiện tại thế nào, nhưng cậu dám khiêu chiến tôi sẽ như cậu mong muốn, nhưng không phải là bây giờ, các vị, nếu đã tới đây rồi còn không xuất hiện. Trong mắt Hải Vương lóe sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Ông ta vốn không để vào mắt mấy người Mạc Phàm mang tới, người có thể lọt vào mắt ông ta chỉ có mình Mạc Phàm, ông ta cũng đã tính toán xong kế sách rồi, không ngờ đám Phương Hạo Thiên lại mạnh như vậy. Như vậy những người kia phải xuất hiện trước rồi. Ông ta vừa dứt lời, mấy truyền tống môn xuất hiện xung quanh đám Mạc Phàm. Trong truyền tống môn đầu tiên, một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo tuxedo cũng màu đen đi từ trong ra. Nhìn thấy người này, sắc mặt không ít người thay đổi. Đây là Dracula sao? Thủy tổ của vampire trong truyền thuyết, người cường đại nhất đứng sau Hắc Ám giáo đình, tồn tại như Hải Vương. Cũng vì sự tồn tại của ông ta, Hắc Ám giáo đình mới tồn tại lâu như vậy, cũng vì ông ta tồn tại, Anh quốc vẫn cường đại như thế. Dracula vừa xuất hiện thì nhìn Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đồng thời truyền tống môn thứ hai sáng lên, một người đàn ông tóc quăn đi ra. Người đàn ông này cao 2 thước, cao lớn uy vũ mặc trang phục võ sĩ thời Trung Cổ. Rõ ràng là một nhân loại, nhưng giống như mãnh thú thời viễn cổ, toàn thân lộ ra khí tức vô cùng cường đại và hung hãn. Người đàn ông này vừa ra khỏi truyền tống môn, Dracula liền nhìn về phía ông ta. Chắc, tôi tớ thân ái của tôi, vậy mà ông vẫn còn sống. Dracula, chuyện này may mà ông bảo một con sói cắn tôi, khiến tôi bị nguyền rủa, cho dù ông chết, tôi cũng sẽ không chết, ông muốn thử một chút không? Chắc cười lạnh lùng, nói. Lúc trước ông ta là một người bình thường, chỉ vì thích người phụ nữ của Dracula, Dracula nhốt ông ta và độc lang ở cùng một chỗ, để mặc con sói kia cắn nuốt. Không ngờ chúng lang độc ông ta chẳng những không chết, trái lại còn thành thủ lĩnh của lang nhân, thực lực đã sát Dracula, thậm chí còn trở thành khắc tinh của Dracula nữa. Truyền thuyết nói rằng, chỉ có ông ta mới có thể giết chết Dracula gần như bất tử vào đêm trăng tròn. Vậy sao, vậy đợi tôi hút huyết thần tiên của tiểu tử hoa hạ này xong, trái lại tôi muốn xem ông có bản lĩnh này không? Dracula cũng không tức giận, lạnh lùng nói. Giọng điệu nói chuyện giống như Mạc Phàm đã là con mồi của ông ta. Lúc hai người nói chuyện không gian chấn động, trong truyền tống môn thứ ba, một lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, giọng nói giả nua cũng vang lên theo. Mấy trăm năm qua cũng chưa từng khiến các cậu lộ diện, không ngờ vì đối phó một tiểu tử hoa hạ, vậy mà khiến sinh vật ám hắc các cậu tụ tập với nhau, cùng xử trí tiểu tử hoa hạ không biết trời cao đất rộng, tôi sẽ bắt mấy cậu tới thánh điện. Dracula và Trác nhíu mày, nhìn người vừa mới nói, trong mắt bọn họ cùng hiện lên sát ý. Merlin, tôi nghe nói lão già ông trốn vào trong ma cảnh, có ý đồ đạt được vĩnh sinh, không ngờ là thật, nhưng cho dù ông còn sống, cũng chưa chắc đối phó được hai chúng tôi. Dracula cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Ma pháp sư Merlin truyền kỳ ở châu Âu rất nổi tiếng, nghe nói do ma quỷ và nhân loại kết hợp sinh ra, huyết thống ác ma khiến ông ta có được lực lượng siêu tự nhiên và trí tuệ hơn phàm nhân. Sở dĩ Arthur có thể tập hợp 12 bàn tròn kỵ sĩ lấy được chén thánh, trở thành King Arthur nổi tiếng trong lịch sử, phần lớn là công lao của Merlin. Ngoài ra rất nhiều ma pháp sư sau này ở châu Âu là đồ đệ của Merlin, nhưng không ai có được đủ ma lực của Merlin, có thể khu động ma pháp cấm chú tương đương với vũ khí tiên tiến. Nếu Merlin không đủ, vậy cộng thêm hai chúng tôi nữa thì sao? Trong hai truyền tống môn khác cùng sáng lên, hai người mặc trang phục không khác Merlin lắm đi ra. Hai người này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lại chấn động. Mẹ, Kagan, hai người cũng cần phải xen vào sao? Trong mắt Trác lóe sáng hung quang, lạnh lùng nói. Mẹ tương tự với Merlin, đều là hỗn huyết, chẳng qua mẹ là ma pháp sư đời sau của tinh linh và nhân loại, không những sử dụng ma pháp cấp cấm chú, còn có năng lực biết trước. Tuy không nổi tiếng như Merlin, nhưng là người khiến người ta e sợ ở Pháp Quốc. Nếu tôi nhớ không sai, tuy chúng ta không thua ở cùng một gia tộc, nhưng đều được Druid dạy dỗ, mà các cậu đúng là người hủy diệt rừng rậm và hỗn tạp. Kagan vuốt chòm râu dài tới bụng trâu,
lão khí hoành thu nói. Các ông, Dracula và Trác nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ sắc lạnh. Một đám người giống như không thèm để ý đến sự tồn tại của Mạc Phàm, tranh cãi với nhau. Chuyện này còn chưa kết thúc, lúc năm người còn đang tranh cãi, ba truyền tống môn khác cũng sáng lên. Một người đàn ông trung niên tóc vàng, mặc kim giáp như bước từ trong bức họa thần linh ra, một người thì toàn thân giấu trong chiến giáp hợp kim, người còn lại thì cầm gậy đi ra. Bên trong cả vùng hải vực, trong chớp mắt bầu không khí áp lực tới cực hạn. Giữa tám người, cho dù là Ngũ Lão hay Tần Vô Nhai đều nhíu mày, trong mắt bọn họ cùng xuất hiện hiểu ra, tức giận cũng xuất hiện trong mắt bọn họ. Chẳng trách Hải Vương dám phái hải hồn tới cửa khiêu khích, tập hợp tám người này, đổi lại là ai đều có lá gan này. Năm người tới trước trong tám người này thì khỏi phải nói, đều là nhân vật trong thần thoại, ba người sau cũng không yếu, chiến thần Ares của Hy Lạp, Mỹ Quốc thông qua nghiên cứu người ngoài hành tinh tạo ra Skian diệt thần giả, Albert luyện kim sư cuối cùng của gia tộc Roth. Lần trước tám người này tề tụ với nhau, đã diệt Ngũ Lão, thần sứ lúc trước của tông môn ẩn thế cùng với mấy trưởng môn của tông môn và gần như tất cả cao thủ ở Hoa Hạ, khiến quân đội tám nước tiến vào Hoa Hạ hoành hành không sợ, mãi tới khi thượng giới phái cao thủ xuống, quân đội này mới chậm rãi rời đi. Lúc đó bọn họ còn nhỏ tuổi, còn chưa có địa vị như hiện giờ, nhưng vẫn nhận ra tám người này. Hải Vương thấy tám người tới thì hơi nhếch miệng. Phương Hạo Thiên, không phải vừa rồi cậu nói muốn khiêu chiến bổn vương sao, nhưng tôi cảm thấy cậu càng có hứng thú với Trác tiên sinh mới phải, nếu cậu quỳ xuống với tôi có thể cho cậu đi tìm Trác tiên sinh báo thù, nếu không cậu không có khả năng báo thù cho Phương gia rồi. Hải Vương cười đắc ý nói. Lúc tám nước tiến vào Hoa Hạ, người Phương gia thân là một trong Ngũ Lão đã bị một mình Trác diệt gần hết. Có thể nói, Lang Vương Trác là kẻ thù truyền kiếp của Phương gia. Lang Vương Trác nghe thấy tên mình được nhắc tới, thì không tranh cãi với đám Merlin nữa, liếc mắt nhìn Phương Hạo Thiên với vẻ đầy hứng thú. Phương Hạo Thiên, là cháu của lão già Phương Thế Đồng kia sao, cậu có con trai hay cháu trai chưa, nếu là như vậy, tôi đề nghị cậu để lại nòi giống trước hãy tới tìm tôi, nếu không có khả năng Phương gia cậu tuyệt hậu rồi. Trác lạnh nhạt nói, giống như một lão tiền bối giáo huấn một hậu bối. Trác vừa dứt lời, tiếng cười trêu tức đầy bốn phía. Hải Vương, tôi giết ông trước, sau đó lại tìm Trác báo thù. Phương Hạo Thiên nhíu chặt mày, nghiến răng nói. Khẩu khí lớn thật, chỉ là Hoa Hạ, khi nào xuất hiện nhiều tiểu bối cuồng vọng như vậy. Vẻ mặt Merlin lãnh khốc, bất mãn nói. Có thể nói Phương Hạo Thiên có bối phận rất cao ở Hoa Hạ, nhưng ở trước mặt người sống ngàn năm như bọn họ, chỉ là một đứa bé mà thôi. Những lời Phương Hạo Thiên nói lọt vào tai ông ta. Giống như một đứa bé nói muốn giết những người lớn là bọn họ. Chỉ là Hoa Hạ, Merlin, ông chỉ là vô sư trên một đảo quốc nho nhỏ, cũng dám khinh miệt Hoa Hạ tôi, sư phụ của tôi chết dưới cấm chú tận thế thẩm phán của ông đúng không? Hôm nay tôi muốn thử xem Merlin ông có phải đáng chết hay không? Tần Vô Nhai vươn một tay ra, một thanh trường kiếm cổ ngọc xuất hiện trong tay ông ta, ánh sáng lục sắc tỏa từ người ông ta ra. Sư phụ cậu! Xem ra cậu là đồ đệ của lão tú tài Hoa Hạ kia, tu vi của cậu không kém sư phụ cậu lắm, nhưng năm đó ông ta liều mạng mới bảo vệ được cậu dưới cấm chú, cậu chắc chắn muốn vứt bỏ mạng nhỏ không dễ có được sao? Merlin nheo mắt nói. Vẻ mặt ông ta lạnh nhạt, căn bản không để khiêu chiến của Tần Vô Nhai vào mắt. Thực lực của Tần Vô Nhai mạnh hơn lúc trước nhiều, đã tới đại cảnh giới tương đồng với ông ta, nhưng ánh sáng lục sắc trên người Tần Vô Nhai bất ổn. Phần lớn là mới tiến vào cảnh giới này không lâu. Năm đó sư phụ Tần Vô Nhai là Nguyên Anh Trung Kỳ vẫn chết dưới cấm chú của ông ta, Tần Vô Nhai có bản lĩnh thoát khỏi cấm chú sao? Lần này là ai lấy mạng ai còn chưa biết. Tần Vô Nhai trầm giọng nói. Tần Vô Nhai, Phương gia, xem ra bốn người là bốn nhà còn lại trong Ngũ Lão, tiểu tử cô gia, cha mẹ cậu bị bản công tước hút khô máu trên người, cậu không định báo thù à? Dracula thấy Merlin và Trác đều tìm đối thủ, lạnh nhạt nói. Ông ta mới nói xong, những người khác cũng lần lượt mở miệng. Tiểu tử Hoàng Phủ gia, hẳn là cậu không thấy xa lạ với thứ này đúng không, đây là đồ của mẹ cậu mà. Luyện kim thuật sư Albert tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, trên nhẫn có khảm một viên bảo thạch cỡ ngón cái. Bảo thạch này đỏ như máu, nhìn kỹ rất giống tu sĩ Nguyên Anh. Đây là sau khi giết mẹ Hoàng Phủ Thái Ất. Liền lấy Nguyên Anh trong cơ thể bà ta ra, luyện hóa thành khối thánh thạch này.
Hoàng Phủ Thái Ất hơi híp mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giống như hàn kiếm lợi băng. Ma pháp sư kia là ông sao? Năm đó người giết mẹ ông ta, còn lấy nguyên anh của mẹ ông ta đi luôn che mặt, đến bây giờ ông ta vẫn không biết người kia là ai. Chỉ biết người kia không chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp cấm chú, còn có võ lực không kém. Ông ta luôn hoài nghi là Merlin gây ra, bởi vì ma pháp sư có thể sử dụng cấm chú chỉ có Merlin và Mee. Mee là đời sau của nhân loại và tinh linh, võ lực sẽ không mạnh tới mức có thể đối kháng với mẹ ông ta. Merlin là đời sau của nhân loại và ác ma, cơ thể ác ma mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Nhưng thật không ngờ, hung thủ thực sự mà ông ta luôn tìm kiếm là luyện kim thuật sư Albert. Không sai, là tôi, cậu muốn thành chiếc nhẫn thứ 10 của tôi à, tuy thực lực của cậu yếu hơn mẹ cậu một chút, nhưng cũng tạm. Albert cười âm hiểm nói. Con đường luyện kim, sở dĩ có thể luyện sắt vụn thành hoàng kim, luyện nhánh cây thành vũ khí cấp cao, luyện người chết thành người sống, không chỉ dựa vào pháp thuật, quan trọng nhất chính là những thánh thạch có được lực lượng cường đại trên tay ông ta, nguyên anh của tu sĩ nguyên anh hoa hạ ngưng tụ ra. Là ông thì được rồi. Hôm nay ông đừng mơ còn sống rời đi. Hoàng Phủ Thái Ất lạnh lùng nói. Hôm nay tất cả mọi người có thể rời đi, chỉ riêng mấy người hoa hạ là không đi được. Hiên Viên Vô Kỳ, Âu Dương Phi Long, hai người không muốn báo thù cho cha chú mình sao, hay là sợ? Chiến thần Ares cười khinh thường, nói. Bọn họ tụ tập lại là diệt Mạc Phàm, không ngờ Ngũ Lão và Tần Vô Nhai cũng tới. Vốn sống chết của Ngũ Lão và Tần Vô Nhai không là gì với bọn họ. Không khác gì có dẫm chết một con kiến hay không. Nhưng nếu thực lực của bọn họ tăng lên, vẫn nên giết thì hơn. Ares, bây giờ và sau này châu Âu sẽ không còn bất luận thần linh gì nữa. Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long đi từ Lương Đình ra, nói. Vậy sao, chúng tôi đều ở đây rồi, sao các cậu còn chưa ra tay, không phải là sợ đấy chứ, Mạc Phàm. Hải Vương nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Đồng thời tươi cười đắc ý truyền từ miệng đám đệ tử của Hải Thần Cung ra. Quả thật đám Phương Hạo Thiên khiến bọn họ rất bất ngờ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hoa hạ sẽ quay trở về trăm năm trước, mặc mấy nước bọn họ xâm phạm. Sợ sao? Dưới Lương Đình, Mạc Phàm luôn uống trà hơi nhếch miệng, để ly rượu trong tay xuống, nâng mắt nhìn một vòng xung quanh. Đây là tất cả cao thủ của bảy nước sao? Hửm! Đám Merlin nhíu mày. Lúc này rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Hải Vương, tiểu tử này là tiểu tử Mạc Phàm hoa hạ sao? Mee lạnh lùng nói. Không sai, là người tuyên bố muốn diệt chúng ta. Hải Vương cười mỉa, nói với vẻ khinh thường. Từ đầu tới cuối Mạc Phàm đều biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nhưng chuyện này có tác dụng gì? Ở dưới tay 9 người bọn họ, Mạc Phàm không có bất luận khả năng sống sót nào. Còn Ngũ Lão và Tần Vô Nhai, tuy thực lực đã tới cảnh giới tương đồng với bọn họ, nhưng cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới này. Nếu bên phía Mạc Phàm có 9 người có lẽ còn chống cự được một lát, nhưng bọn họ chỉ có 7 người. Tiểu tử, khẩu khí của cậu lớn thật, cậu cảm thấy 9 chúng tôi còn chưa đủ sao? Merlin hừ lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, khẽ nhếch miệng nói. Xem ra chỉ có 9 người. Theo hắn đứng dậy, Lương Đình biến thành một sân cổ rộng lớn. Đám Hải Vương nhíu mày, chỉ hừ lạnh một tiếng liền khôi phục như thường. Mấy trăm năm qua, có không ít hậu bối bất kính, nghi ngờ, khiêu chiến với quyền uy của bọn họ. Nhưng cuối cùng còn sống là đám bọn họ, đại quốc đương thời cũng chỉ là mấy quốc gia bọn họ, chưa từng thay đổi. Những người bị bọn họ giết, bao gồm Đại Ma Vương Đức Quốc từng thống trị toàn bộ châu Âu, chiến thần dáng người không cao ở Pháp Quốc. Đối phó cậu không cần 9 người chúng tôi. Một người trong chúng tôi đều có thể. Hải Vương lạnh lùng nói. Ông ta vốn rất muốn nhìn Mạc Phàm bị 9 bọn họ cuồng ngược, nhìn xem Mạc Phàm có không ai bì nổi như trong truyền thuyết hay không. Hiện giờ 9 người cùng ra tay, Mạc Phàm chỉ như con kiến bị bọn họ đập. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, làm như không nghe thấy lời Hải Vương nói, đi đến bên cạnh Phương Hạo Thiên. Ám hắc nhất tộc này là kẻ thù của ông sao? Hắn vốn báo thù của mình. Thuận tiện trấn nhiếp tứ phương, không ngờ Ngũ Lão và Tần Vô Nhai có thù không đội trời chung với những người này. Đúng vậy. Phương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lang Vương Trác, gật đầu. Cơ thể của ám hắc nhất tộc cường hãn một chút, gần như là bất tử, nhưng cũng chỉ gần như bất tử, không phải bất tử thật. Đây là thánh khải, thánh kiếm,
Thánh Thuẫn và phương pháp ngưng kết sử dụng, cho dù ông ta chạy tới chân trời góc biển, đuổi theo giết là được, đúng rồi, nhớ lấy trái tim của ông ta, những thứ khác thì cho chó ăn là được. Mạc Phàm vỗ lên vai Phương Hạo Thiên. Chiến giáp màu vàng bao bọc toàn thân Phương Hạo Thiên, đồng thời chiến thuẫn màu vàng và chiến kiếm cũng màu vàng xuất hiện trong tay ông ta. Lực thần thánh nồng đậm khiến sắc mặt Lang Vương Trác và Dracula đều hơi khó coi. Bình thường bọn họ không sợ lực thần thánh, nhưng lực thần thánh trên người Phương Hạo Thiên không đơn giản như vậy. Chuyện này, Phương Hạo Thiên hơi sửng sốt, mắt đảo liên tục. Sở dĩ ông nội của ông ta bị Lang Vương Trác giết chết, là vì không có biện pháp đặc biệt nhằm vào Trác, liên tục bị lực lượng tái sinh của Lang Vương hao hết linh khí, cuối cùng chết dưới tay Lang Vương. Áo giáp trên người, thánh kiếm và thánh thuẫn trong tay ông ta đều tương tự với lực thần thánh của Thánh Điện, nhưng mạnh hơn một chút, không phải không có khả năng giết được Lang Vương Trác. Nhưng dù sao lực thần thánh này không phải lực lượng của Hoa Hạ bọn họ. Mặc kệ là lực lượng của quốc gia nào, chỉ cần giết được kẻ địch là lực lượng mạnh, đi đi, chỉ cần tôi còn sống, lực thần thánh trên người ông sẽ không bị đứt đoạn, cứ việc đi giết ông ta. Mạc Phàm đoán được băn khoăn của Phương Hạo Thiên, lạnh nhạt nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Trong mắt Phương Hạo Thiên tràn đầy cảm kích, khi nhìn về phía Trác, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thánh kiếm trong tay lập tức chém về phía Lang Vương Trác. Cùng là trang bị thần thánh, cũng xuất hiện trên người cô Kình Thương. Bình thường cô Kình Thương không nói nhiều lắm, Mạc Phàm cũng không nhiều lời, chỉ nói. Con rơi kia giao cho ông, nhớ lấy nguyền rủa chi huyết trên người ông ta, nếu không lấy được cũng không sao, giết ông ta quan trọng hơn. Cô Kình Thương không băn khoăn như Phương Hạo Thiên, bước chân của ông ta trầm ổn như núi, lập tức đi về phía Dracula. Chỉ trong phút chốc Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương đã đứng gần Trác và Dracula. Thực lực của Lang Vương Trác và Dracula trên Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương một chút, nhưng hai người bị thánh kiếm làm bị thương sẽ không thể khép lại, bọn họ đụng tới thánh thuẫn và thánh khải, trên người cũng bị hủy một vùng lớn, căn bản không thể xuống tay. Trái lại Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương càng ngày càng nắm rõ phương pháp sử dụng thánh quang, càng đánh càng mạnh, đè ép Lang Vương Trác và Dracula liên tục. Lúc này Mạc Phàm rời mắt nhìn Merlin. Ma pháp sư sao, vậy thì khá đơn giản, ông dùng binh khí do sát y kết thành, chỉ cần thương tổn được ông ta một chút, lực tinh thần của ông ta sẽ giảm đi không ít, nếu ông ta dùng cấm chú, thì dùng sát khí diện tích rộng vây quanh ông ta, nếu để ông ta phóng ra cấm chú, thánh môn có pháp thuật tên là hạo khí phá thiên kiếm, phá cấm chú không thành vấn đề, đây là công pháp và tâm đắc của hạo khí phá thiên kiếm, làm dựa theo tâm đắc là được. Ngón trỏ Mạc Phàm khẽ búng, một quang điểm bay về phía đám Tần Vô Nhai. Sát y là do thiên ma và ma sát khí ngưng tụ ra, có thể phòng ngự công kích bằng thần thức, tấn công thần hồn của đối phương, cũng là lực tinh thần như ma pháp sư phương Tây hay nói. Binh khí do sát y ngưng tụ ra càng là đồ tốt, đủ để đối phó ma pháp sư phương Tây. Chỉ cần sát khí nhập thể, giống như hủ cốt độc, ăn mòn lực tinh thần của ma pháp sư. Nếu ông ta sử dụng lực tinh thần, tổn thương sẽ càng lớn. Ngoại trừ ma pháp sư không chịu nổi một kích. Tần Vô Nhai nhíu mày, bạch ngọc cổ kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm màu đen. Ông ta không kêu hô, cơ thể nhoáng lên một cái liền đến trước người Merlin, hắc kiếm lập tức đâm về phía Merlin. Luyện kim thuật sư Albert ở một bên nhíu mày, ba cái nhẫn trên tay sáng lên, một trận pháp ma pháp trận đặc biệt xuất hiện trong tay ông ta. Biến mất vào trong cơ thể một con thú của hải vương ở dưới chân ông ta. Động vật biển này chậm rãi nổi lên mặt nước, biến thành ba con quái vật nửa người nửa thú, trên người ba con lộ ra khí tức cường đại không kém đám Tần Vô Nhai. Bọn họ đều đến xem Mạc Phàm còn chưa ra tay, Trác, Dracula và Merlin đã bị Mạc Phàm chỉ, nhằm vào hoàn toàn. Nếu để Mạc Phàm tiếp tục, có khả năng không ổn rồi. Chỉ trong phút chốc, ba bóng người này hoàn toàn thành hình. Đi, giết ba bọn họ. Albert lạnh lùng nói. Có ông ta ở đây, thì không chỉ là một cao thủ ngũ cấp, mà là 10 cao thủ ngũ cấp, bởi vì trên tay ông ta có 9 khối thánh thạch, có thể thông qua luyện kim thuật luyện ra 9 cao thủ ngũ cấp. Ba bóng dáng kia nghe thấy vậy, giống như động vật biển cự hình nhấc lên gợn sóng mấy chục mét sông về phía đám Phương Hạo Thiên. Mọi người đừng thất thần nữa, ra tay đi. Có vẻ tiểu tử Hoa Hạ này thú vị hơn chúng ta nghĩ nhiều. Albert nhắc nhở.
đồng thời 6 chiếc nhẫn khác trên tay ông ta cũng sáng lên theo. Albert vừa ra tay, sắc mặt đám hiên viên vô kỳ lập tức thay đổi. Tất nhiên bọn họ biết Albert, chỉ là không ngờ Albert luôn khiêm tốn nhưng lúc ra tay lại đáng sợ như vậy, thậm chí còn khủng bố hơn đám hải vương, Merlin cộng lại. Bọn họ vốn không chiếm ưu thế về nhân số, nếu Albert luyện hóa ra 9 cao thủ nguyên anh, số lượng sẽ tăng lên gấp đôi, bọn họ chỉ có thể bị hành hạ tới chết. Chỉ nghĩ một lát, bọn họ thoải mái hơn. Mỗi người mạnh đều có một lĩnh vực, gia tộc Roth có thể khống chế mệnh mạch kinh tế châu Âu và cả châu Mỹ, nếu sau lưng không có người cường đại, tuyệt đối không làm được tới trình độ này. Chỉ sợ gia tộc Roth mới vươn tay tới các quốc gia khác, đã bị đám Merlin đánh trở về. Sở dĩ đám Merlin mở một con mắt nhắm một con mắt với gia tộc Roth, không chỉ vì Albert luyện kim sư, còn có ông ta càng mạnh hơn. Albert, ông âm hiểm thật. Hoàng Phủ Thái Ất nhíu mày, không cam lòng nói. Âm hiểm, xuống nói với mẹ cậu đi. Trên mặt Albert tràn đầy đắc ý, cao giọng nói, trên 6 cái nhẫn tỏa ra hào quang. Cho dù chết, hôm nay tôi cũng phải kéo ông xuống cùng. Hoàng Phủ Thái Ất híp mắt, đồ án thái cực xuất hiện dưới hai chân và trong hai tay ông ta. Mẹ cậu tu luyện Thái Ất tuyệt tới tận cùng đều không phải đối thủ của tôi, với trình độ này của cậu, có thể làm gì được tôi? Albert cười khinh thường, tiếp tục luyện thành ma pháp. Công pháp gia truyền của Hoàng Phủ gia là Thái Ất Tuyệt, nhưng công pháp này không làm gì được ông ta. Quả thật Thái Ất Tuyệt hơi phiền phức, cũng không phải không được, cho dù như vậy không nghĩa luyện kim thuật của ông là vô địch. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay hắn, ba đoạn đao bạch hắc đan sen xuất hiện, lập tức bay về phía ba người Albert luyện thành. Ba bóng dáng nửa người nửa thú cảm nhận được kinh khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay tỏa ra hào quang chộp lấy ba thanh đoản đao của Mạc Phàm. Phập, đoản đao gần như không bị ngăn cản đâm thủng thần quang trên tay ba người, cả tay bọn họ cũng cùng bị xuyên qua. Đoản đao thế như trẻ tre, đâm vào ngực ba người. Trên người ba người do Albert luyện thành có ma pháp trận đột nhiên sáng lên, nhưng đoản đao như nước xoáy, ma pháp trận chỉ kiên trì được một lát, thì giống như thủy tinh đột nhiên nổ tung, đoản đao đâm vào trong cơ thể bọn họ, nổ tung bên trong. Khí tức ba người không kém Nguyên Anh nhanh chóng biến mất, hóa thành thịt nhão chìm vào trong nước biển, tươi cười trên mặt Albert lập tức cứng ngắc, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu làm gì đó? Tuy ba người do ông ta luyện thành, nhưng cũng là cao thủ Nguyên Anh, cứ thế bị Mạc Phàm phế đi rồi. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, làm như không nghe thấy lời Albert nói. Pháp thuật và ma pháp, tu luyện cái gì có thể thi triển cái đó? Nói cách khác công pháp hệ hỏa chỉ có thể ngưng tụ hỏa diễm, mà pháp hệ thủy ngưng tụ con sông. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Luyện kim thuật cũng nằm trong phạm vi hạn chế này, luyện kim thuật có thể luyện thành cây cối trong thổ nhưỡng, biến sắt vụn thành hoàng kim, cho vật chết sinh mệnh. Phá vỡ hạn chế chủng loại này, nhưng cũng không phải chỗ nào cũng thần kỳ. Xét đến cùng luyện kim thuật có thể phá vỡ hạn chế chủng loại, chỉ vì tương tự nghi thức hiến tế đặc biệt. Thông qua hình thức ma pháp cụ thể hiện thực, lấy càng nhiều tế phẩm do đó tiến hành luyện thành phá hạn chế chủng loại. Luyện thành cần có lực lượng bình thường là có thể thai hóa lực sinh mệnh của vạn vật, có được lực sinh mệnh cường đại như vậy thường được gọi là thánh thạch. Những thánh thạch này một số là thiên tài địa bảo rất quý, nhưng phần lớn là đoạt lấy sinh mệnh khổng lồ ngưng tụ mà thành, hay là kết tinh sinh mệnh của cường giả đỉnh cấp, yêu thú. Nói ngắn gọn, luyện kim thuật chỉ là chuyển hoán nghi thức tế tự thành pháp thuật. Cho nên nếu đoạt nghi thức, chỉ cần phá trung tâm nghi thức đó, thứ do luyện kim thuật luyện thành sẽ tự sụp đổ. Ở tu chân giới có một bí pháp có tác dụng nhất đối phó luyện kim thuật, đó chính là nghịch thiên đao của nghịch thiên môn. Bí pháp này đưa cho ông, dùng bí pháp này đối phó luyện kim thuật của ông ta, dùng sát y để giết ông ta, hẳn là không thành vấn đề. Mỗi luyện kim thuật sư, cũng đều là một ma pháp sư, sát y có tác dụng với bọn họ. Ngón trỏ Mạc Phàm khẽ búng. Một đạo quang chiếu lên cơ thể Hoàng Phủ Thái Ất, phương pháp sử dụng nghịch thiên đao xuất hiện trong cơ thể ông ta. Hoàng Phủ Thái Ất thể ngộ một lát, hai tay cùng vươn ra, một bên xuất hiện một thanh ma kiếm đầy sát khí, bên khác là đại đao hắc bạch đan sen. Ông ta nheo mắt lại nhìn chằm chằm Albert, cuồng phong cuồn cuộn xuất hiện trên người ông ta, đánh về phía Albert. Albert nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm, đợi tôi giết tiểu tử Hoàng Phủ ra này. Lại kiểm tra xem trong đầu cậu có thứ gì.
Ngàn năm qua ông ta chưa từng gặp ai có thể phá luyện kim thuật, không chỉ bị Mạc Phàm phá, còn được Mạc Phàm chỉ điểm cho những người khác phá. Mạc Phàm nắm được điểm yếu của ông ta, phải chết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, trong mắt hắn lóe lên lam quang, rời mắt nhìn chiến thần Ares. Ares bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, trên gương mặt cao ngạo lộ ra vẻ khinh thường. Trong mấy người ở đây, ông ta là người sống lâu nhất, đã tồn tại từ thời chư thần. Ở trong mắt ông ta, Mạc Phàm chỉ như một hạt cát trong dòng thời gian. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu chuẩn bị đối phó chiến thần Ares tôi thế nào đây? Ông sao, cơ thể do tín ngưỡng ngưng tụ, cộng thêm bất diệt thần thạch trong cơ thể, mới có thể sống tới bây giờ, còn đối phó ông thế nào, nếu Hồng Liên của tôi ở đây, đã chém chết ông luôn rồi, tuy kiếm không có ở đây, nhưng đối phó ông càng đơn giản. Mạc Phàm khẽ búng ngón tay về phía Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long, hai quang điểm biến mất vào trong mi tâm bọn họ. Sau đó ánh mắt hắn phát lạnh, cơ thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã đến trước người chiến thần Ares. Chư Thiên Thần Quyền. Trên một quyền lóe sáng ánh sáng thất sắc, lập tức đánh về phía mặt Ares. Dưới ánh sáng thất sắc, vẻ mặt Ares ngây ngốc, cơ thể còn chưa kịp né tránh, đã bị một quyền của Mạc Phàm đánh trúng mặt. Rầm, âm thanh như kinh lôi vang lên, sóng biển cao trăm mét bắn tung tóe bên cạnh ông ta, Ares lập tức lùi về sau, lùi ra cây số mới dừng lại. Trên gương mặt anh Tuấn không chỉ hơi biến hình, còn có huyết dịch chảy từ tai mắt mũi miệng ông ta ra. Tiểu tử, chiến thần Ares tôi muốn diệt cửu tộc cậu. Ares lấy chiến thần chùy ra đập mạnh xuống đất một cái, giống như phát điên nói. Mạc Phàm không có kiếm, nhưng đi lên liền đánh một quyền, ông ta chưa bao giờ chịu nhục như vậy. Chư Thiên Thần Quyền khắc chế nguyện lực, hai người một người đi lên giết ông ta thử đi. Bất diệt thần thạch trong cơ thể ông ta còn có thể giúp ông ta sống lại một lần, vừa vặn đủ cho hai người chia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, rõ ràng là muốn giết chư thần thượng cổ, lại như giết gà. Một lần không đủ, vậy thì giết hai lần. Hiên Viên Vô Kỳ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ cảm kích một cái, không nói gì thêm, thân thể hai người chớp lóe, cùng đuổi theo chiến thần Ares. Mạc Phàm nhìn mấy người còn lại, trong mắt chớp lóe sắc bén. Mấy người từng người lên, hay là cùng lên đây? Mấy người còn lại, Hải Vương, Ma Pháp Sư Mẹ, Tinh Linh Kagan, Diệt Thần Giả Skien nhìn những người khác chiến ở gần đó thì nhíu mày, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ nghiêm trọng. Dưới chỉ điểm của Mạc Phàm, ngay cả Albert mà bọn họ hơi kiêng kỵ cũng bị Hoàng Phủ Thái Ất áp chế. Thứ mà Albert thông qua luyện kim thuật luyện thành, gần như không tạo thành thương tổn với Hoàng Phủ Thái Ất, đã bị Hoàng Phủ Thái Ất hủy diệt. Tuy trên người Albert không bị thương, nhưng vô cùng e sợ ma kiếm màu đen trong tay Hoàng Phủ Thái Ất, càng ngày càng rơi vào thế hạ phong. Tuy bọn họ có bốn người, nhưng chỉ sợ đối phó Mạc Phàm không đơn giản như vậy. Mạc Phàm, cậu đúng là có không ít thủ đoạn, chẳng trách cậu có thể quật khởi ở Hoa Hạ nhanh như vậy. Trên đại hải này, cậu chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để đối phó bổn vương đây? Tam xoa kích của Hải Vương gõ lên đất, lạnh giọng hỏi. Ông ta thân là Titan, vùng biển này do ông ta tạo ra. Vùng biển này cũng là ngọn nguồn lực lượng của ông ta. Vùng biển này không khô, ông ta sẽ bất tử bất diệt. Thủ đoạn của Mạc Phàm thông thiên, ông ta rất muốn biết Mạc Phàm đối phó ông ta trên đại hải thế nào. Gương mặt Mạc Phàm rét lạnh, lắc đầu. Các ông không trả lời câu hỏi của tôi, vậy tôi cho các ông chọn, các ông không cần lần lượt tới đây, tôi sẽ cùng giết bốn người. Còn nữa, đối phó bốn người, không cần bất luận thủ đoạn gì, quả đấm là được. Ông coi như là người đầu tiên bị tôi giết đi, Hải Vương. Ngũ Lão và Tần Vô Nhai cần phương pháp, là vì cơ thể và thần thông của mấy người này đặc biệt, đám Ngũ Lão không đủ cường đại. Hắn đối phó bốn người này, cần dùng thủ đoạn gì sao, lực lượng bình thường là đủ rồi. Nói xong thân thể hắn lay trái lay phải, cơ thể hắn kéo dài trên mặt biển, giống như laser đến trước mặt Hải Vương. Năm ngón tay hắn nắm chặt. Linh khí cuồn cuộn bị rút từ trong không khí, trong nước biển. Chỉ trong chớp mắt, linh khí trong 10 cây em xung quanh đã bị hắn rút đi, ngưng tụ trên nắm tay của hắn. Băng Sơn. Hải Vương vốn sớm cảnh giác với Mạc Phàm, nhưng không ngờ tốc độ của Mạc Phàm nhanh như vậy. Ông ta nhíu mày, tay còn lại nhanh chóng vươn ra, một mặt gương màu lam chắn trước người ông ta, che khuất cả người ông ta lại. Ngay sau đó một quyền của Mạc Phàm đánh lên tấm gương kia. Gương căn bản không có năng lực chống cự lại,
bị quả đấm của Mạc Phàm xuyên thủng, quyền kình khủng bố bùng nổ ra, giống như đạn quỹ đạo phóng ra, một đạo cột sáng không thể ngăn cản vọt về nơi xa, đụng lên trên thủy tinh cung ở phía xa, một lỗ thủng vĩ đại xuất hiện trên thủy tinh cung. Cuồng phong như bão nhấc lên theo, lưu ly trên thủy tinh cung bị nghiền nát gần hết. Trên mặt đất, sàn nhà như bạch ngọc bị lốc lên. Vừa rồi thủy tinh cung còn vô cùng hoa lệ, chỉ trong chớp mắt đã tả tơi, chỉ còn lại giàn giáo chính. Nhất là lỗ thủng ở giữa, giống như mãnh thú há to miệng. Xung quanh, thuộc hạ của Hải Vương không có một ai đứng vững, có một số người còn bị kình phong thổi xa trăm mét. Phía sau thủy kính, cơ thể Hải Vương nhoáng lên một cái lùi về sau, chín thủy kính lục giác xuất hiện, xoay quanh xung quanh ông ta, chuyển động dựa theo quỹ tích, bảo vệ ông ta ở bên trong. Vẻ nghiêm trọng xuất hiện trên mặt ông ta. Tuy một quyền của Mạc Phàm không thể thương tổn được ông ta, nhưng mạnh như thế nào ông ta biết rất rõ. Hải Thần Cung là cung điện ông ta tốn rất nhiều năm mới xây được, trong ngoài đều có ma pháp trận thủ hộ. Tu sĩ bình thường, đừng nghĩ tới chuyện có thể hủy Hải Thần Cung của ông ta, ngay cả một khối thủy tinh đều không thể phá được. Mạc Phàm chỉ đánh một quyền, lại phá nát toàn bộ Hải Thần Cung. Đám Hải Thần, đệ tử của Hải Thần Cung và đám tinh linh Kagan cũng đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc trước Mạc Phàm đã đủ cường đại, Mạc Phàm chân chính ra tay, còn cường đại hơn trước rất nhiều. Nếu một quyền này của Mạc Phàm đánh trúng người, cho dù bọn họ có 10 mạng cũng không thể sống sót. Đối diện Hải Vương, Mạc Phàm thu hồi quả đấm, hơi thất vọng lắc đầu. Cùng là Thái Thượng Phá Diệt Kinh, so với lần đầu tiên hắn sử dụng mạnh hơn gấp bội lần, nhưng không thương tổn được Hải Vương. Theo ý hắn, ít nhất phải khiến Hải Vương biết đau là gì. Thất vọng trong mắt Mạc Phàm chỉ chớp lóe, liền biến mất không thấy, một trường khác đánh ra. Một quyền không được, vậy thì dùng võ pháp khác của Thái Thượng Phá Diệt Kinh. Chấn hải. Răng rắc, giống như chư thần phẫn nộ, tiếng sấm rung động cuồn cuộn, một hư ảnh thủ trưởng lôi điện cỡ tiểu sơn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hải Vương, vỗ mạnh xuống đầu ông ta. Cơ thể Hải Vương run lên, trái lại không có gì không khỏe. Nhưng cho dù là cơ thể ông ta hay chín thủy kính xung quanh ông ta đều bất động. Sau đó một quyền của Mạc Phàm cách không đánh về phía Hải Vương. Liệt địa. Bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xung quanh Hải Vương giống như có vô số vũ khí tiên tiến nổ tung. Sân xung quanh Hải Vương lập tức tứ phân ngũ liệt, khe hở sâu không thấy đáy mang theo nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng. Trước tiên thủy tinh cung như bị ngũ mã phân thây, vỡ ra thành mảnh nhỏ. Trong nước biển, những động vật biển vĩ đại gặp khe hở này, chỉ trong chớp mắt bị cắt thành mấy mảnh. Chỉ trong phút chốc hải vực vô cùng yên bình, giống như gặp tận thế. Không chỉ như vậy, thủy kính trên người Hải Vương cũng bị phá mở. Trên cơ thể uy võ của ông ta tỏa ra lam quang, chỉ rằng co một lát. Xoẹt một tiếng, âm thanh như xé vải vang lên, cơ thể ông ta cũng vỡ thành mấy mảnh, rơi vào trong nước biển. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tay mình một cái. Lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy còn tạm. Thái Thượng Phá Diệt Kinh được xưng là công pháp có thể võ đấu với quân Khương Lâm vô địch, không nên ngay cả một người của thần tộc Titan cũng không làm bị thương được. Trong nước biển cách đó không xa, nước biển màu lam dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành dáng vẻ một người. Hào quang thu lại, lộ ra Hải Vương hơi chật vật ở bên trong. Trái lại trên người Hải Vương không có thương tổn gì, nhưng vương miện ở trên đầu đã không còn. Tóc cũng bị nước biển làm ướt nhẹp, hỗn loạn trên người. Trong đôi mắt u lam, lửa giận hừng hực giống như nham thạch nóng chảy sắp phun trào. Ông ta đường đường là Hải Vương, lại bị một tiểu tử thương tổn tới mức này. Chuyện như vậy đều chưa từng xảy ra ở 1000 năm trước. Tiểu tử, cậu đúng là rất đáng chết. Hải Vương nghiến răng nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nghe thấy, hắn thản nhiên nói. Xem ra năng lượng thần nguyên của ông còn rất sung túc, không biết có thể khiến ông khôi phục mấy lần. Nòng cốt của cổ thần như Hải Vương đều là thần nguyên, nếu năng lượng thần nguyên sung túc, cho dù bị trọng thương cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Đương nhiên nếu thần nguyên bị hủy, Hải Vương chỉ còn đường chết. Hải Vương giống như bị vạch trần nhược điểm, nhíu mày. Thần nguyên là bí mật lớn nhất của ông ta, vậy mà Mạc Phàm cũng biết. Ông ta chỉ hơi nhíu mày. Liền giãn ra. Tôi quấn lấy tiểu tử này trước, ba người đi diệt mấy người kia, sau đó chính chúng ta cùng đối phó cậu ta. Hải Vương nói,
Mạc Phàm chỉ dùng ba quyền, đã hủy diệt cơ thể ông ta, đủ để thấy thực lực của Mạc Phàm không đơn giản. May mà Mạc Phàm tìm ông ta đầu tiên, nếu không đổi lại là Kagan, Me, bọn họ đã chết rồi. Như vậy bốn bọn họ muốn bắt Mạc Phàm cũng không đơn giản. Thay vì mất đi ba người khác, chẳng bằng để ba người đi giúp giải quyết đám Ngũ Lão và Tần Vô Nhai. Tuy đám Dracula bị nhầm vào, nhưng nếu thêm đám Me, nhầm vào này sẽ không đáng là gì. Giết đám Tần Vô Nhai, chín bọn họ cùng đối phó Mạc Phàm đơn giản hơn nhiều. Tuy ông ta bị Mạc Phàm làm bị thương một lần, nhưng Mạc Phàm muốn giết ông ta cũng không đơn giản như vậy, ông ta hoàn toàn có thể quấn lấy Mạc Phàm. Đám Me nhíu mày, do dự một lát quyết định đến chỗ đám Tần Vô Nhai. Me không ngâm sướng, hai hắc động cùng xuất hiện phía sau Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương. Trong hắc động, vô số xúc tua màu đen đầy gai chộp lấy Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương. Gai này khẽ đụng vào thánh quang trên người hai người, lập tức bốc lên khói đen. Đồng thời trên người hai người kia đau xót, bị xúc tua nắm chặt, thánh quang giống như kim loại gặp axit sulfuric bị hòa tan. Lang Vương Trác và Dracula hơi nhếch miệng, cười gằn xuất hiện trên mặt bọn họ. Bọn họ bị thánh quang trên người hai bọn họ làm ghê tởm rất lâu, thánh quang bị giải trừ, vậy thì dễ hơn rồi. Mộc trượng trong tay tinh linh Kagan gõ lên mặt nước, ánh sáng lục sắc dập dờn mà ra. San hô, hải tảo dưới đáy biển như thức tỉnh lại, sinh trưởng một cách điên cuồng, chưa tới vài giây đã từ trong đáy biển trăm mét lên tới mặt biển. Những san hô và hải tảo như còn sống, cơ thể khổng lồ chộp lấy Tần Vô Nhai và Hoàng Phủ Thái Ất. Diệt thần giả Skian thì thân thể nhoáng lên một cái, từ một biến thành hai, hai biến thành bốn. Bốn người không chỉ có khí tức như nhau, áo giáp trên người cũng giống nhau như đúc. Bốn bóng dáng diệt thần giả chớp lóe, đã tới phía sau Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long, một quyền đánh về tim hai người từ phía sau. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai cùng thay đổi, vốn có Mạc Phàm giúp đỡ bọn họ hơi chiếm thượng phong, hiện giờ bị người ta tiền hậu giáp kích. Lập tức có cảm giác như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám Me, nhíu mày. Ông còn có chút đầu óc, nhưng mà vô dụng thôi. Tuy Hải Vương được Mạc Phàm khích lệ, nhưng ông ta không cao hứng chút nào. Mạc Phàm, cậu đừng nghĩ tới chuyện đi cứu bọn họ, còn nữa, vừa rồi bổn vương trúng ba quyền của cậu, cậu cũng thử quả đấm của bổn vương xem. Trong mắt ông ta chớp lóe lam quang. Đệ tử Hải Thần Cung ở xung quanh Thủy Tinh Cung bị tàn phá biến mất hết. Đồng thời một lốc xoáy rất lớn xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, giống như cự thú mở cái miệng to, hút Mạc Phàm vào bên trong. Hải Vương nheo mắt lại, quả đấm kéo về sau. Theo ông ta nuôi lực, tất cả nước biển phía sau ông ta lùi về sau, hình thành sóng biển vĩ đại rộng mấy ngàn mét, cao hơn trăm mét. Dưới sóng biển khổng lồ, khắp đại hải đều đang run run. Hải vật xung quanh cho dù to như hải vương, hay nhỏ như con tôm đều chạy trốn một cách điên cuồng. Hải táng. Hải vương tức giận quát, một quyền đánh về phía Mạc Phàm ở xa. Theo một quyền ông ta đánh ra, sóng biển như sơn mạch cùng đè về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Chỉ dựa vào ông cũng muốn ngăn cản tôi, cũng muốn đối phó tôi à, ông đánh giá cao cấp độ, phẩm chất thần nguyên của ông rồi. Không nói đến ông không phải cổ thần hệ hủy diệt, cho dù ông là cổ thần hệ hủy diệt, cũng không có tác dụng. Dựa theo thuộc tính và cấp bậc khác nhau, cổ thần chia ra làm nhiều loại và cấp bậc. Hải vương nhìn như sáng tạo ra một vùng đại hải, nhưng thuộc loại cu ly cấp thấp, sức chiến đấu thật sự có hạn. Quả đấm như hỏa đạn bừng tỉnh địa ngục và dưới sóng biển cao trăm mét, một tay hắn vươn ra, hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Thái thượng phá diệt, vạn tượng. Hai chữ vang lên, một vùng như tinh vân xuất hiện trong tay hắn. Tinh vân chuyển động, một quyền của Hải Vương và sóng biển ngập trời đến trước người Mạc Phàm, toàn bộ đều biến mất trong tinh vân, không nổi lên chút gợn sóng nào. Ở nơi xa, vẻ mặt đệ tử Hải Thần Cung được Hải Vương chuyển đi sửng sốt, sắc mặt vô cùng khó coi. Một quyền này của Hải Vương có thể hủy diệt một con thuyền to, lại bị Mạc Phàm đỡ được dễ dàng. Nhất là Lép và Hải Hồn, mắt bọn họ mở to. Hoàn toàn không tin chuyện này. Hai bọn họ từng giao tế đánh giá Mạc Phàm, Hải Hồn vẫn luôn không tin Mạc Phàm có thể diệt Hải Thần Cung bọn họ, hiện giờ ông ta hơi tin rồi. Đối diện Mạc Phàm, Hải Vương cũng vô cùng khiếp sợ. Quả thật ông ta không phải cổ thần hệ chiến đấu, nhưng tu vi cao hơn Mạc Phàm không ít.
Đừng nói là hấp thu một quyền này của ông ta, cho dù di chuyển đi đều khó. Sao lại có chuyện này? Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng không giải thích. Chín người muốn cùng tiến lên đúng không? Tôi cho các ông cơ hội. Hắn vươn tay còn lại ra, một vùng tinh vân lập tức xuất hiện dưới chân những người khác ngoại trừ Hải Vương. Cơ thể những người khác lập tức bị kìm hãm, động tác chậm chạp hơn nhiều. Quy dẫn. Mạc Phàm khẽ quát một câu, cái tay kia cùng kéo về sau. Một lực kéo đột nhiên xuất hiện, cơ thể đám Dracula không thể khống chế toàn bộ đều tới gần Mạc Phàm, tinh vân vĩ đại xuất hiện dưới chân bọn họ, chỉ trong chớp mắt, đám Mạc Phàm như tinh hà tràn đầy vũ trụ. Chín người nhướng mày, hung ác nham hiểm nhìn về phía Mạc Phàm. Tuy bọn họ bị Mạc Phàm kéo tới, có cơ hội tiêu diệt Mạc Phàm. Nhưng chín bọn họ đều là nhân vật trong thần thoại trong truyền thuyết, lại cùng đối phó một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, nếu bọn họ chết mới là lạ. Hơn nữa chín bọn họ có cơ hội cùng đối phó Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm cho, nếu Mạc Phàm không muốn cho, bọn họ sẽ không đạt được dễ dàng như vậy, Mạc Phàm chỉ cần kéo đám me là được. Hiện giờ Mạc Phàm lại kéo chín bọn họ tụ tập lại. Tiểu tử, cậu đây là muốn chết à? Lang Vương Trác lau máu tươi ở khóe miệng, nói. Ông ta mới vừa kiếm được chút tiện nghi trên tay Phương Hạo Thiên, đã bị Mạc Phàm kéo lại. Các ông nghỉ ngơi một lúc trước đi, tôi giết bọn họ một lần trước, sau đó sẽ cho các ông giết một lần. Mạc Phàm không để ý tới Lang Vương Trác, nói với đám Tần Vô Nhai. Đám Tần Vô Nhai cũng không phản bác. Bọn họ thu hồi khí tức trên người, không vui không buồn đứng sang một bên, vừa khôi phục khí tức bị tổn hao, vừa cảm ngộ công pháp Mạc Phàm đưa cho bọn họ. Tuy bọn họ chèn ép đám Dracula, nhưng giống như một người trẻ tuổi cầm kiếm laser đuổi theo một người thanh niên, tiêu hao không ít thể lực. Nếu Mạc Phàm không kéo những người này đi, có khả năng sáu bọn họ giết được một hai người, nhưng bên mình chết hoặc bị thương sẽ hơn nửa. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Tôi đã cho các ông cơ hội rồi, các ông muốn nắm lấy không? Tiểu tử Hoa Hạ, cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm của tôi. Trong đôi mắt Albert lóe lên ánh sáng lạnh, hung dữ nói. Những người khác bị khắc chế không tính là gì, những người này vốn có chỗ thiếu hụt. Không nói tới Lang Vương Trác và Vampire Dracula, rất dễ bị thần thánh khắc chế. Ma Pháp Sư Merlin không có kỵ sĩ bảo vệ. E sợ thương tổn hệ tinh hồn, năng lực cận chiến còn rất kém. Chiến thần Ares thì một khi nguyện lực chịu ảnh hưởng, thực lực sẽ dao động rất lớn. Mà luyện kim thuật của ông ta, ngàn năm qua vẫn được gọi là trên ma pháp, không bị bất luận kẻ nào phá giải được. Có thể nói đây là chuyện kiêu ngạo lớn nhất của ông ta, hiện giờ kiêu ngạo này bị Mạc Phàm hủy diệt rồi. Một hoàng phủ thái ất không bằng ông ta, trải qua Mạc Phàm chỉ điểm, vậy mà có thể khắc chế ông ta. Ngàn năm qua, ông ta chưa bao giờ muốn giết một người như vậy. Ông ta không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm, trước người xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Một tay ông ta với vào trong vòng xoáy màu đen, khi rút tay ra, một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta đeo nhẫn màu đen lên ngón tay trống. Ông ta cũng không ngâm sướng chú ngữ, khắc họa ma pháp trận, hai tay đeo nhẫn lập tức tạo thành hình chữ thập. Ma pháp trận vô cùng phức tạp dâng lên từng tầng quanh ông ta, có tổng cộng 10 tầng đan sen, trôi nổi trong không trung. Trên hai tay ông ta, bỗng nhiên 10 cái nhẫn sáng lên. Ma pháp trận 10 tầng theo hai tay ông ta tách ra đột nhiên mở rộng, bao phủ bọn họ và Mạc Phàm ở bên trong. Thương Longinus. Một tay ông ta vươn về phía Mạc Phàm, nhỏ giọng quát. Mạc Phàm có thể hủy thứ ông ta luyện thành dễ dàng, luyện kim thuật đã không có tác dụng với Mạc Phàm. Chỉ lãng phí lực lượng trong thánh thạch của ông ta mà thôi. Nếu luyện kim thuật không có tác dụng với Mạc Phàm, vậy thì dùng ma lực trong thánh thạch thôi động ma pháp. Tuy ông ta còn chưa gom đủ 10 miếng thánh thạch ngũ cấp, cộng thêm một thánh thạch tứ cấp đỉnh phong, toàn bộ thánh thạch bùng nổ tứ cấp đỉnh phong, cũng có thể khu động thứ kia rồi. Ông ta mới nói xong, bên trong ma pháp trận, một cây trường thương bao phủ toàn bộ khí tức lộ đầu ra. Trường thương huyết sắc này dài 2 mét. Cánh tay có kích thước trẻ con, không biết do thứ gì tạo ra, toàn thân đỏ như máu, trên mũi thương luôn nhỏ giọt máu. Khí tức tà dị, cường đại, sắc bén, cho dù là bất luận ai ở đây đều nhíu mày. Nhất là đám Tần Vô Nhai, bỗng nhiên sắc mặt bọn họ thay đổi, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ biết rõ thực lực của Mạc Phàm,
đối phó được đám Albert không kỳ lạ chút nào. Nhưng cây thương mà Albert triệu hồi ra thì khác. Cây thương này từng giết thần chi tử trong truyền thuyết, huyết dịch vĩnh viễn không khô là vì huyết dịch của thần chi tử. Bởi vì giết thần chi tử, cây thương này còn có một cái tên khác là thương vận mệnh. Nói cách khác, cầm cây thương này có ý nghĩa nắm giữ toàn bộ vận mệnh, ở phía dưới cây súng này, cho dù là vận mệnh của thần linh cũng bị đoạn tuyệt. Sau khi cây thương này ám sát thần chi tử, trải qua một thời gian tranh giành, liền biến mất không thấy. Ai biết cây súng này lại xuất hiện trong tay Albert, còn được Albert sử dụng. Cây thương này đều là thần khí như thạch trung kiếm của King Arthur trong truyền thuyết, trừ phi có thực lực lục cấp hoặc cao hơn, nếu không không thể sử dụng. Đám Phương Hạo Thiên muốn nhắc nhở, còn chưa mở miệng thì ở dưới thương Longinus, căn bản không thể phát ra âm thanh. Nhận thấy được vấn đề này, sắc mặt sáu người càng khó coi. Nếu có thể vượt qua lực lượng của vũ khí tiên tiến, vậy là cây thương này rồi. Mạc Phàm có thể đỡ được vũ khí tiên tiến, nhưng không thể đỡ được cây thương này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua thanh trường thương huyết sắc, phát ra tiếng oa nhẹ. Chín người này không cho hắn quá nhiều bất ngờ, hắn vốn hơi thất vọng với chín người này, không ngờ lại có một trường thương như vậy. Trường thương này không chỉ có cấp bậc trên Hồng Liên mà hắn luyện chế, bên trong còn ẩn chứa lực nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Lực nguyền rủa này, cho dù là hắn bị đâm trúng, chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Vậy mà trên địa cầu lại có vũ khí như vậy. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên vẻ nghiêm trọng, nói. Tiểu tử, chưa một ai có thể khiến tôi sử dụng trường thương này, may mắn đúng không, cậu chết ở đây là chết dưới trường thương giết được thần linh. Albert thấy Mạc Phàm lộ ra vẻ e sợ, cười đắc ý nói. Đợi trường thương này đâm được tôi rồi nói sau. Nghiêm trọng chỉ chớp lóe lướt qua trong mắt hắn, hắn thản nhiên nói. Trường thương này rất đáng sợ, nhưng sao hắn không nhìn ra, trường thương này vượt qua phạm vi năng lực của Albert. Albert muốn chân chính sử dụng trường thương này, vẫn còn cần một ít thời gian. Hắn chỉ cần giết Albert trong thời gian này là được. Còn nữa cây thương này, tôi muốn rồi. Mạc Phàm nói tiếp. Một trường thương như vậy, nếu gặp, dù thế nào cũng phải giành tới tay. Mạc Phàm, cậu đừng quá kiêu ngạo, cậu đã quên cậu không chỉ đối phó mình Albert, còn mấy người chúng tôi nữa sao? Hải Vương trầm giọng nói. Thời gian ông ta ở địa cầu còn lâu hơn thương Longinus giết thần linh kia, tất nhiên có biết thương Longinus này. Với thực lực của ông ta không giết được Mạc Phàm, nhưng cây thương kia thì có thể. Những lời này vừa vang lên, hai tay ông ta nắm lấy tam xoa kích, dùng lực gõ xuống mặt biển. Hải ma, đi ra cho tôi. Nước biển dưới chân Mạc Phàm lập tức như đang sống, ngưng tụ thành trên vạn bàn tay, mang theo lực lượng khắp đại hải quấn lấy người Mạc Phàm, kéo Mạc Phàm vào trong nước biển. Cùng lúc đó, Merlin, Mee, Kagan cũng ra tay. Vận mệnh chi tỏa. Trong mắt Merlin lóe sáng, một ma pháp trận vĩ đại xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, từng sợi tỏa liên màu bạc rơi xuống, khóa cơ thể Mạc Phàm lại. Địa ngục chi nhãn. Mee nhanh chóng vẽ vài nét trong không trung, một đôi mắt màu đen mở ra trong ma pháp trận ông ta vẽ, một đạo hắc quang chiếu về phía Mạc Phàm, định trụ cả người hắn lại. Xâm la vạn vật. Kagan nổi giận thét lên một tiếng, trên người tỏa ra lục quang. Thực vật sinh trưởng một cách điên cuồng, giống như cự thú tiền sử cắn nuốt Mạc Phàm ở bên trong. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã bị ma pháp của bốn người khống chế hoàn toàn. Cũng trong thời gian này, thương Longinus của Albert cũng lộ đầu ra hẳn. Albert hơi thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đắc ý xuất hiện trên mặt ông ta, nếu không có những người khác giúp đỡ, ông ta thật sự không dám triệu hồi cây thương này. Bởi vì một khi đối phương không bị khí tức của cây thương này khống chế, có khả năng trước khi ông ta triệu hồi ra cây thương này, đã bị người ta giết chết. Hiện giờ không còn phải lo lắng nữa. Mạc Phàm, vận khí của cậu không tốt, cây thương này vẫn được tôi triệu hồi ra rồi. Những lời này vừa vang lên, cây thương Longinus biến mất. Phập một tiếng, bốn thanh lưỡi lê nhập vào trong cơ thể Mạc Phàm. Vẻ mặt đám Tần Vô Nhai sửng sốt, sắc mặt cả đám khó coi. Một khi bị thương Longinus đâm trúng, thần linh chân chính cũng phải chết, tuy Mạc Phàm có thiên tung chi tư, nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện, chỉ có đường chết. Đám Albert thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Tuy số lần Mạc Phàm ra tay không nhiều, nhưng trong bọn họ chỉ có Hải Vương có thể đỡ được công kích của Mạc Phàm,
bởi vì chỉ có Hải Vương có thể sống lại sau khi bị giết. Vừa rồi nếu Mạc Phàm đối phó những người khác, có khả năng chín bọn họ cũng không đủ. Nhưng hiện giờ không có gì phải sợ Mạc Phàm. Mấy người còn di ngôn gì muốn lưu lại cho đời sau không? Lang Vương Trác xoay người, nhìn đám Tần Vô Nhai nói. Chướng ngại lớn nhất đã bị trường thương Longinus tiêu diệt, đám Tần Vô Nhai không khác gì thịt cá trên thớt. Các ông! Tần Vô Nhai nắm chặt tay kêu răng rắc, nhưng không nói gì thêm. Trác, Dracula, mấy ông đi đối phó bọn họ, ngoại trừ tiểu tử Phương Gia Gia, tôi muốn hai nguyên anh để bù đắp thực lực của tôi, những người khác thì các ông tự chia đi. Albert nói. Ông ta chỉ cần một nguyên anh là gom đủ 10 cái nhẫn, có thể sử dụng được trường thương Longinus hoàn toàn, nhưng ông ta là người dùng nhiều sức đối phó Mạc Phàm nhất, muốn hai nguyên anh cũng không quá đáng. Những người khác nhíu mày, nhưng không phản đối. Thực lực của Albert vốn rất mạnh, còn có trường thương Longinus trong tay, từ chối Albert bọn họ sẽ không có lợi. Có thể, nhưng tôi muốn một trái tim của bọn họ. Lang Vương Trác lộ ra răng nanh trắng, cười âm hiểm nói. Tôi muốn máu trên người bọn họ. Dracula nói tiếp. Tôi muốn một linh hồn của bọn họ. Đám Tần Vô Nhai như chiến lợi phẩm, trong chớp mắt đã bị đám Albert phân chia sạch. Vậy bắt đầu giết ai trước đây? Trác liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái, khi nhìn Phương Hạo Thiên thì trong mắt tràn đầy trêu tức, cuối cùng nhìn về phía Tần Vô Nhai. Vậy thì bắt đầu từ Tần Vô Nhai trước đi. Nói xong trong cơ thể ông ta phát ra âm thanh đùng đùng. Trong chớp mắt cơ thể cao hơn nhiều, cả người biến thành một con cự lang, khí tức hung ác nhiều hơn trước nhiều. Ông ta chưa ra tay, trái lại nhìn đám Tần Vô Nhai với vẻ cân nhắc. Chỗ dựa của các cậu đã chết, chúng tôi giết các cậu quá dễ dàng, các cậu tự giết lẫn nhau, người sống tới cuối cùng có thể quay về Hoa Hạ, thế nào? Lang Vương Trác cười nói. Bọn họ giết đám Tần Vô Nhai quá dễ dàng, không thú vị gì hết, không bằng để bọn họ tự giết lẫn nhau. Trác, ông nên câm miệng chó của ông lại, muốn giết chúng tôi thì cứ tới đi. Phương Hạo Thiên nghiến răng, tức giận nói. Thôi, tiểu tử Phương gia, cậu đã muốn chết, vậy bổn vương thành toàn cho cậu. Cơ thể ông ta hơi cong lên, một vùng rộng nước biển dưới chân chìm xuống, ông ta vừa định xông về phía Phương Hạo Thiên, một giọng nói lạnh như băng truyền từ phía sau bọn họ tới. Lang Vương Trác đúng không, vậy tôi sẽ bắt đầu từ ông trước. Chỉ trong chớp mắt. Cho dù là Lang Vương Trác hay đám Albert, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Vì giọng nói này không phải của ai khác, đúng là Mạc Phàm. Giọng nói của Mạc Phàm mới vang lên, tiếng nổ mạnh vang lên xung quanh Mạc Phàm. Những xúc tua, tỏa liên, hải vật, cùng với thần quang từ trong ma pháp trận chiếu lên người Mạc Phàm nổ tung, như đạn bay ra xung quanh. Giữa mảnh nhỏ, trường thương Longinus xuyên qua cơ thể Mạc Phàm lóe sáng thanh quang, vẻ mặt hắn vô cùng lãnh khốc. Hai tay hắn nắm lấy trường thương Longinus, chậm rãi rút ra. Trường thương Longinus màu đen mới được rút ra, vết thương trên người hắn chớp lóe thanh quang, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai tay hắn chạm nhau, hai thanh trường thương Longinus hợp lại, biến thành một trường thương cao cỡ một người. Tuy còn hai thanh trường thương xuyên qua người hắn, nhưng cho dù là Albert, hay đám Tần Vô Nhai sắc mặt đều thay đổi, trong mắt bọn họ đều là không thể tin được. Điểm đáng sợ của trường thương Longinus, thứ nhất là tính không vật không phá hủy được, thứ hai là bên trong ẩn chứa lực nguyền rủa, một khi bị thương, cho dù là vết thương rất nhỏ, lực nguyền rủa đều theo vết thương ăn mòn toàn thân, do đó không ngừng chảy máu. Mạc Phàm bị Longinus đâm xuyên qua, không chỉ tự mình rút trường thương ra, miệng vết thương còn khôi phục như thường. Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Albert kinh hãi kêu lên. Cho dù là thần linh, sau khi bị lưỡi thương Longinus đâm trúng cũng chỉ sống thêm vài ngày, chảy máu 7 ngày mới chết. Thần linh còn như vậy, một người bình thường trên địa cầu như Mạc Phàm, sao có thể sống sót dưới trường thương Longinus? Tiểu tử Hoa Hạ, sao cậu có thể thoát được nguyền rủa của trường thương? Albert trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lau chút máu dính trên mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười điên cuồng. Hắn nắm lấy hai thanh trường thương huyết sắc còn lại rút nó ra. Hai thanh trường thương hợp thành một cây trường thương khác. Hắn đặt hai thanh trường thương cạnh nhau, hai thanh trường thương này xoắn lấy nhau như dây leo, biến thành một trường thương thô hơn trước, mặt ngoài trường thương có màu vàng, đường vân màu đen đan xen xuất hiện,
khí tức càng đáng sợ hơn trước lộ ra. Mạc Phàm cầm cây trường thương này trong tay, trong mắt đều là vui mừng. Nhưng hắn không kinh ngạc vui mừng vì sống sót dưới cây trường thương này, mà kinh ngạc vui mừng thanh quang trong cơ thể. Thanh quang này không phải thứ khác, đúng là ngọc kiếm Vô Phong Khương gia đưa cho hắn. Thanh kiếm Khương gia đưa cho hắn lâu như vậy, vẫn luôn trốn ở trong linh đài của hắn, cho dù cơ thể của hắn bị vũ khí tiên tiến gần như hủy diệt, nó đều không có một chút phản ứng. Hiện giờ hắn kết thành cửu chuyển kim đan, thực lực tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, có thể khống chế thanh trường thương Longinus, nhưng vẫn không thể khống chế ngọc kiếm này. Nhưng lúc lưỡi thương Longinus nhập vào trong cơ thể hắn, lực nguyền rủa muốn vươn vào trong huyết dịch của hắn, vậy mà ngọc kiếm sáng lên, trực tiếp hóa giải lực nguyền rủa trong trường thương Longinus. Có thể hóa giải lực nguyền rủa của trường thương Longinus, vậy chỉ có thể nói lên một điểm, hắn nhặt được bảo vật khó lường rồi. Bởi vì cấp bậc ngọc kiếm này còn trên cả trường thương Longinus, mới có thể giải trừ nguyền rủa của trường thương Longinus một cách dễ dàng. Ngoài ra nếu không nhờ ngọc kiếm Vô Phong ra tay, đỡ lực nguyền rủa của trường thương Longinus, cho dù hắn không chết, cũng phải mang theo thương tổn về Hoa Hạ, có thể mang đám Tần Vô Nhai trở về hay không, hắn cũng không biết được. Theo trường thương hợp lại làm một, vết thương trên người Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục dưới sự thấm nhuận của ngọc kiếm Vô Phong. Lúc này hắn mới nhìn về phía đám Albert. Chuyện này thì ông không cần phải biết, bởi vì rất nhanh ông sẽ là người chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm nói xong không để ý tới Albert nữa, hắn rời mắt nhìn Lang Vương Trác. Cơ thể của ông từng bị nguyền rủa, tôi biết nguyền rủa càng lợi hại hơn nguyền rủa đó. Dưới chân hắn vừa động, không đợi Lang Vương phản ứng kịp, hắn đã tới trước người Lang Vương Trác. Trường thương Longinus ở trong tay hắn chớp lóe hồng quang, một đóa hồng liên như ở địa ngục xuất hiện trên mũi thương. Liên hoa nở rộ, bỗng nhiên từng cánh hoa biến thành lưỡi lê như thực chất, phập một tiếng, đâm toàn bộ vào trong cơ thể Lang Vương Trác. Cơ thể Lang Vương Trác run lên, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ông ta được xưng là có cơ thể bất tử như Dracula, nhưng còn xa mới tới được nước đó, nếu bị cây trường thương Longinus này đâm trúng, ông ta xong đời rồi. Không. Ông ta nổi giận thét lên một tiếng, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, chộp lấy Mạc Phàm. Cho dù ông ta chết, cũng phải kéo theo Mạc Phàm. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trường thương Longinus được nâng lên, đâm vào cơ thể to lớn của Lang Vương ở trong không trung, lực trên tay cũng trầm xuống, trường thương Longinus mang theo Lang Vương ném mạnh xuống mặt nước. Bùm, một tiếng vang thật lớn, sóng biển bắn lên cao 100 mét. Cơ thể cứng như hợp kim của Lang Vương chia làm mấy cánh hoa, nước biển xung quanh đều bị nhuộm đỏ. Mấy khối cơ thể dán sát vào nhau, nhanh chóng ngưng tụ lại, nhưng nơi bị trường thương Longinus đâm trúng mới khép lại thì tự động nứt ra, máu tươi chảy ra không ngừng. Lang Vương nhìn lỗ máu trên người, trong đôi mắt hung lệ tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Tuy hiện giờ ông ta không sao, nhưng không có nghĩa là ông ta không chết. Ông ta có thể cảm nhận được rõ lực nguyền rủa đang trùng kích trái tim ông ta, một khi trái tim ông ta bị xâm nhiễm, chính là lúc ông ta tử vong. Tư vị của cây thương này thế nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thấm nhuận này khiến tôi muốn giết. Lang Vương Trác tức giận nói. Mạc Phàm đâm ông ta một thương, còn hỏi ông ta tư vị, không chuyện gì nhục nhã hơn chuyện này. Ông ta còn chưa dứt lời, cơ thể Mạc Phàm lại chớp lóe. Trường thương Longinus lại xuyên qua người Lang Vương Trác, đánh ông ta xuống đất. Tôi hỏi ông chuyện gì, ông trả lời chuyện đó, tôi không thích ông trả lời những câu không liên quan tới câu hỏi của tôi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, nhìn xuống Lang Vương Trác đang nổi giận, hắn lạnh lùng nói. Tôi cho ông một cơ hội, tư vị cây thương này thế nào? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Lang Vương Trác nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Ông ta ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành mấy khối, sau đó cắn từng miếng. Rất, tốt. Lang Vương Trác nghiến răng, nói với vẻ khó khăn. Vậy được rồi, những người khác có muốn thử tư vị của trường thương này hay không? Mạc Phàm rút trường thương Longinus ra, liếc nhìn những người khác hỏi. Mặt đám Albert xám như cho tàn, không ai nói chuyện lại. Tư vị của cây thương này, không người nào nguyện ý thử, cũng không có người dám thử. Thực lực của Mạc Phàm vốn trên bất luận một ai trong bọn họ, cộng thêm thần binh trường thương này nữa, gần như có thể nói là thần tới giết thần, ma tới diệt ma. Nếu không thì mấy ông tự giết lẫn nhau đi,
người nào còn sống cuối cùng, chỉ cần không phải người mà sáu người muốn giết, có lẽ có thể còn sống rời đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải đám người này vừa nói để đám Tần Vô Nhai tự giết lẫn nhau sao, vậy hắn sẽ cho bọn họ phương thức giống vậy. Mạc Phàm, cậu là một hậu bối, đừng làm việc quá tuyệt tình, chuyện năm đó đã qua trăm năm rồi, còn không liên quan tới cậu. Albert nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói. Mạc Phàm để bọn họ tự giết lẫn nhau, giống như đứa con nít ra lệnh cho bọn họ đánh nhau trước mặt mình, sao bọn họ có thể ra tay được. Đương nhiên nếu người sống sót cuối cùng mà Mạc Phàm nói có thể rời khỏi nơi này, ông ta sẽ lập tức ra tay với những người khác. Nhưng trong loại người này không bao gồm ông ta. Quá tuyệt tình, không liên quan tới tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Nếu vừa rồi hắn bị trường thương Longinus thương tổn, chỉ sợ đám Albert sẽ càng tuyệt tình hơn, tuyệt đối không phải chỉ để một người về Hoa Hạ đơn giản như vậy. Tôi có thể nói thẳng với ông, có lẽ những người khác có thể sống sót, nhưng ông phải chết. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Hắn không biết trong tay Albert có bao nhiêu thánh thạch, nhưng những thánh thạch này hẳn là đều thông qua lượng lớn sinh mệnh hoặc sinh mệnh siêu cấp cường đại cô đọng mà thành. Người như vậy, cho dù gia tộc Roth không xâm chiếm tài sản ở Giang Nam của Mạc gia hắn, Albert cũng phải chết. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn làm vậy à? Trên mặt Albert lộ vẻ không cam lòng, nói. Các ông không tự mình ra tay cũng được, tôi đánh các ông tàn phế trước, sau đó lại để bọn họ giết cũng như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những đệ tử của Hải Thần Cung ở xung quanh nuốt nước bọt, lùi về phía xa. Thần khí có thể giết thần linh đều không giết được Mạc Phàm, trái lại còn bị Mạc Phàm nắm trong tay, khống chế một cách dễ dàng. Phải biết rằng cho dù là Albert muốn sử dụng trường thương Longinus này, cũng cần dùng 10 viên thánh thạch, tương đương với lực lượng lục cấp. Cây thương này ở trong tay Mạc Phàm, nhưng căn bản không có bất luận trở ngại gì. Một người một thương, đều không người có thể ngăn cản. Bây giờ không chạy thì đợi tới khi nào? Không chỉ đệ tử của Hải Thần Cung, 9 người cũng đều lộ vẻ nghiêm trọng. Trong đó hai tay Dracula chấn động, một đôi cánh giãn ra từ sau lưng ông ta không do dự bay về nơi xa. Ông ta giết người cô ra trong ngũ lão, cho dù tự giết lẫn nhau ông ta vẫn không thể sống sót, thay vì ở đây đợi chết, chẳng bằng rời khỏi nơi này. Mạc Phàm vì 8 người còn lại, chắc chắn sẽ không đuổi theo ông ta. 8 người khác thấy Dracula chạy trốn thì nhíu mày, trong mắt lộ vẻ do dự. Chiến thần Ares thì đảo mắt liên tục, phía sau cũng có một đôi cánh trắng vươn ra, không do dự bay về phía xa. Chỉ trong chớp mắt hai người đã biến mất ở chân trời. Mạc Phàm không chỉ không ra tay giết người còn lại, cũng không đuổi theo hai người, chỉ thản nhiên nói. Các ông còn ai muốn chạy trốn không? Đám Albert còn lại nhìn thoáng qua nhau, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dracula và chiến thần Ares chạy trốn, vậy mà Mạc Phàm không đuổi theo, cũng không ra tay, đây là tha cho hay là? Phải biết rằng tuy hai người không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tốc độ không chậm, nếu lát nữa Mạc Phàm mới đuổi theo sẽ không đuổi kịp. Hai người chạy trốn sẽ như mò kim trong đáy biển, muốn tìm cũng không dễ tìm. Chỉ do dự một lát, tinh linh Kagan, Merlin, Mee, diệt thần giả Skien lần lượt chạy trốn. Mạc Phàm vẫn không cử động như cũ, giống như không nhìn thấy. Xung quanh, đám Tần Vô Nhai đều nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Lang Vương chắc thấy Mạc Phàm không đuổi theo những người khác thì nghiến răng, biến thành một cự lang màu trắng như tiểu sơn rời đi theo. Xung quanh chỉ còn lại đám Mạc Phàm và Hải Vương. Sắc mặt Hải Vương vô cùng khó coi, ông ta rất muốn rời đi, nhưng nơi này là hang ổ của ông ta chạy đi đâu đây? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Hải Vương, trong mắt hắn lóe lên chút nghi ngờ, hắn nhìn thoáng qua đáy biển thì lập tức thoải mái hơn. Thiếu chút nữa đã quên, những người khác có thể rời đi, ông thì không đi được. Bổn Vương không thể rời đi thì thế nào, cho dù cậu biết thần nguyên của Bổn Vương ở nơi nào, Bổn Vương cũng không cúi đầu trước cậu, hôm nay cho dù Bổn Vương dùng hết thần nguyên, cũng phải kéo cậu chôn cùng. Hải Vương hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói. Thần nguyên của ông ta ở sâu trong đại hải, cho dù ông ta chạy thoát, thần nguyên cũng không thể di chuyển, cho nên chỉ có thể liều mạng với Mạc Phàm. Mạc Phàm hủy thần nguyên của ông ta sẽ chết. Đương nhiên ông ta chỉ nói vậy, nếu ông ta có thể chạy trốn, ông ta sẽ như những người khác, không do dự rời đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường.
Ông không thể tách rời, bọn họ cũng không thể trốn thoát. Cái gì? Hải Vương nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm không giải thích, hắn dẫm dưới chân, tinh vân lại xuất hiện. Quy Nguyên. Đồng thời từng vùng tinh vân nhỏ xuất hiện chỗ đám Albert chạy trốn, một lực hút cường đại kéo bọn họ về phía Mạc Phàm. Đám Albert vốn đang vui mừng vì chạy trốn khỏi tay Mạc Phàm, tìm được đường sống trong chỗ chết lần nữa. Năm đó mấy bọn họ cùng tiến vào Hoa Hạ, giết Ngũ Lão và người của Tông Môn ẩn thế, khiến một thời gian dài Hoa Hạ không có Ngũ Lão và cao thủ của Tông Môn ẩn thế, dẫn tới chiến tranh. Sau đó Tông Môn ẩn thế tìm đến cao thủ Thiên Ngoại Thiên, cao thủ này giống như Mạc Phàm, khiến bọn họ không có lực đánh trả, bọn họ bỏ chạy khỏi Hoa Hạ, cao thủ kia tìm rất lâu cũng không tìm được bọn họ. Lần này chỉ cần bọn họ rời khỏi đây, Mạc Phàm muốn tìm bọn họ sẽ không có khả năng như lần trước. Nhưng bọn họ xem nhẹ tinh vân bên cạnh, tươi cười trên mặt cả đám lập tức cứng ngắc. Nhất là Dracula và chiến thần Ares, hai bọn họ chạy xa nhất, cũng là hy vọng nhiều nhất, tinh vân vừa xuất hiện bên cạnh bọn họ, tâm tình bọn họ lập tức xuống dốc không phanh. Không, Dracula không cam lòng nổi giận thét lên một tiếng, trên cánh xuất hiện huyết quang, trong chớp mắt tốc độ tăng lên nhiều, giống như vừa động, lập tức cách xa cây số. Nhưng ông ta bay tới cây số. Tinh vân vẫn ở bên ông ta như cũ, giống như ông ta không cử động. Trái lại tinh vân chớp lóe, tám người đều bay về phía trước người Mạc Phàm không xa, quay về nơi bọn họ đứng lúc trước. Cả quá trình giống như bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có bọn họ và đám Tần Vô Nhai cảm nhận được bọn họ chạy thoát. Ở trong mắt Mạc Phàm, bọn họ vẫn luôn chạy như điên trong vùng tinh vân kia. Không chỉ bọn họ, đám đệ tử của Hải Thần Cung cũng như vậy, chạy một lúc lâu. Lại quay về gần Hải Thần Cung một cách khó hiểu. Vẻ mặt tất cả mọi người đều mờ mịt. Chuyện này, sắc mặt Dracula và chiến thần càng xanh mét. Bọn họ là người có cấp bậc này, chạy trốn vốn là chuyện vô cùng thấp kém. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nhất là chiến thần Ares, một khi để người ta biết, chỉ sợ tín đồ của ông ta sẽ ít đi nhiều. Ai biết bọn họ còn không thể chạy thoát. Mạc Phàm. Cậu, chiến thần Ares há miệng, cuối cùng không nói gì. Tôi đã nói rồi, các ông tự giết lẫn nhau, chỉ có thể sống một người, nếu tôi nói như vậy, thì đều không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Nếu đám người này chạy thoát, vậy thì không dễ tìm, một khi hắn rời khỏi địa cầu, người Mạc gia sẽ gặp phiền phức rồi, cho nên hắn sẽ không để lại một ai. Nếu đám người này bị hắn khóa chặt, vậy thì một người cũng đừng nghĩ trốn. Còn nữa, tôi nói muốn tiêu diệt Hải Thần Cung các người, thì ngay cả con tôm nhỏ cũng không bỏ qua. Mạc Phàm nói tiếp. Vẻ mặt đám Albert ngẩn ra, ngay cả đám Tần Vô Nhai cũng hít vào một hơi khí lạnh. Mạc Phàm, chúng tôi chỉ sử dụng vũ khí tiên tiến với cậu, cậu cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Hải Vương nhíu chặt mày hỏi. Chỉ là vũ khí tiên tiến sao, nếu không có Long Ngạo Thiên, người diệt Mạc gia tôi sẽ là các ông đúng không? Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, thản nhiên nói. Chuyện này, ánh mắt đám Dracula âm tình bất định. Mạc Phàm cường đại tới mức cần bọn họ thức tỉnh, cho dù không có Long Ngạo Thiên, bọn họ sẽ không tha cho Mạc gia. Các ông định diệt Mạc gia tôi diệt các ông thì có vấn đề gì sao, cho dù các ông không có tính toán diệt Mạc gia tôi, nhưng nếu ra tay với tôi diệt các ông có vấn đề gì à? Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững. Nếu đã ra tay với hắn, vậy phải chuẩn bị tốt bị diệt sạch. Sắc mặt đám Albert âm trầm, đều không nói gì. Trong bọn họ mỗi người đều là nhân vật trong truyền thuyết trong thần thoại, sở dĩ có được thân phận và địa vị như hiện tại, trên cơ bản là một đường giết tới. Dracula, chắc, Albert là ngoại tộc thì không nói, cho dù tính cách ôn hòa, cho dù là tinh linh Kagan được xưng là người hiền hòa cũng vì bị người ta mạo phạm, diệt không biết bao nhiêu gia tộc, thậm chí là chủng tộc. Phải biết rằng ở châu Âu có không ít chủng tộc, bán thú nhân, ải nhân tộc, ma tộc, địa tinh, hải tộc, vân vân, hiện giờ chỉ còn nhân loại và một số tinh linh, trong chuyện này có không ít là do Kagan tạo thành. Đừng nói là bọn họ đối phó với người như Mạc Phàm, thiếu chút nữa giết Mạc Phàm, có đôi khi chỉ mạo phạm bọn họ một câu, bọn họ sẽ đánh xuống đại họa diệt tộc. Mạc Phàm thấy đám người này không trả lời thì cười lạnh lùng. Các ông không muốn tự giết lẫn nhau. Vậy tôi sẽ giết hết tất cả, bắt đầu từ ai trước đây?
Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn đám Albert, lẩm bẩm. Ánh mắt hắn tới chỗ nào, sắc mặt những người khác lập tức khó coi, đôi mắt lóe lên bất định, không dám nhìn Mạc Phàm, sợ bị Mạc Phàm lựa chọn là người đầu tiên bị giết. Mạc Phàm quét tới quét lui trên người đám Albert một vòng, cuối cùng nhìn về phía Albert. Vẫn nên giết ông trước thì hơn. Mạc Phàm nói với vẻ bình tĩnh. Albert là người cực mạnh trong mấy người này, cũng là người hắn ghét nhất, giết trước sẽ tốt hơn. Cơ thể Albert run lên, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm, cậu tha cho tôi đi, Mạc gia cậu mới gặp đại nạn, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền để bồi thường, sau đó cho Mạc gia cậu nhiều tài nguyên tu luyện để đổi lấy mạng tôi, số lượng này sẽ là cậu không thể tưởng tượng được, cậu thấy thế nào? Albert do dự một lát, nói. Nếu ông ta là người mạnh trong đám người này, tất nhiên tài phú và tài nguyên tích lũy cũng là nhiều nhất. Nếu có thể dùng thứ này đổi lấy Mạc Phàm tha cho ông ta một mạng, ông ta nguyện ý giao ra hết mấy thứ này. Dù sao chỉ cần ông ta còn sống, ông ta có thể đoạt từ tay người khác. Bây giờ sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Không sai. Tôi có thể giúp bọn họ từ thần cảnh tới nguyên anh kỳ, tài nguyên của tôi còn ít sao, còn nữa, không phải ông không cảm nhận được linh khí ở Hoa Hạ là quốc gia nồng đậm nhất thế giới đấy chứ? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, nói. Sắc mặt Albert lập tức xanh đỏ bất định, giống như bị người ta tát một cái. Mắt ông ta đảo liên tục, sau đó dữ dằn hơn. Xem ra cậu nhất định phải giết tôi, vậy thì đừng trách tôi liều mạng với cậu. Nói xong hai tay ông ta ấn trên mặt biển dưới chân, một ma pháp trận vĩ đại lập tức xuất hiện, bao chín bọn họ ở bên trong, ma lực đáng sợ xuất hiện. Trên ma pháp trận vĩ đại này, lại xuất hiện chín tiểu ma pháp trận, chín tiểu ma pháp trận phân ra xuất hiện dưới chân đám Albert. Trên tay ông ta, chín viên thánh thạch lại đại phóng hào quang. Lực lượng bên trong không hề giữ lại ngoại phóng ra, ngưng tụ thành chín thông qua ma pháp trận, chui vào trong cơ thể chín người một cách điên cuồng. Mạc Phàm nhìn thấy ma pháp trận này thì nhướng mày, trong mắt hiện lên chút bất ngờ. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai khẽ đổi, nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Đây là... Vẻ mặt đám Dracula thì ngẩn ra, trên mặt đều là bối rối. Những người khác không hiểu gì về luyện kim thuật sư Albert. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ. Chuyện liên quan tới tử vong lượng lớn ở châu Âu, có một nửa là do Albert làm ra, một nửa còn lại liên quan tới đời sau của Albert. Albert ở gia tộc Roth thường mượn việc này vừa để sử dụng luyện kim thuật, vừa vơ vét của cải. Có thể nói, Albert am hiểu luyện ma pháp với người nhất. Hiện giờ Albert dùng những ma pháp này lên người bọn họ. Albert, tên khốn nạn này, ông đã làm gì chúng tôi? Lang Vương Trác giận dữ hét. Ông ta tình nguyện chết dưới trường thương Longinus trong tay Mạc Phàm, cũng không muốn trở thành tế phẩm của Albert. Ngu ngốc, nếu ông không muốn bị Mạc Phàm giết, thì câm miệng cho tôi. Albert vừa tạo ma pháp trận, vừa nói. Quả thật ông ta thường xuyên tiến hành luyện nhân thể, hợp thành thánh thạch ông ta cần, nếu không luyện kim thuật không thể sử dụng. Nhưng lần này không phải là luyện thành nhân thể, mà là nhân thể luyện thành. Với thực lực của bọn họ hiện giờ không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng cùng khiến chín bọn họ tăng một tiểu cấp bậc thì chưa chắc. Thực lực của Mạc Phàm siêu quần, nhưng chỉ gần ngũ cấp đỉnh phong. Tu vi của chín bọn họ đều là ngũ cấp trung kỳ, tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, thực lực tăng lên chút nữa có thể tiến vào ngũ cấp đỉnh phong, cùng cảnh giới với Mạc Phàm. Chín bọn họ cùng cảnh giới với Mạc Phàm, còn sợ không phải đối thủ của Mạc Phàm sao? Hiện giờ ông ta muốn luyện 9 viên thánh thạch nhập vào cơ thể 9 bọn họ, để tăng thực lực của bọn họ lên. Nếu không phải cơ thể ông ta không thể chịu nổi luyện một viên thánh thạch trở lên, ông ta đã không có nhu cầu giết Mạc Phàm cùng những người khác, chắc chắn ông ta sẽ nhập 9 viên thánh thạch vào cơ thể Mạc Phàm không do dự. Luyện thành 9 viên thánh thạch có thể đến lục cấp hay không ông ta không biết, bởi vì buổi tối không chỉ tích lũy năng lượng, còn là lĩnh ngộ lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng thì không thể tiến vào lục cấp. Nhưng 9 viên thánh thạch này luyện vào trong cơ thể, tuyệt đối có thể cách lục cấp càng gần, chuyện tốt như vậy, sao ông ta có thể chia sẻ cho những người khác? Hơn nữa một khi 9 viên thánh thạch luyện nhập vào cơ thể, sẽ hoàn toàn biến thành phế vật. Phải biết rằng đây là thứ ông ta tích lũy hơn ngàn năm, chuyện này. Lang Vương Trác nhíu mày, lúc này mới phát hiện lực lượng trên người ông ta chẳng những không bị sói mòn, trái lại còn có lượng lớn lực lượng dung nhập vào trong cơ thể ông ta. Dưới lực lượng này,
Vậy mà vết thương do trường thương Longinus tạo ra càng ngày càng nhỏ, có xu thế khép lại hoàn toàn. Hơn nữa lực lượng của ông ta cũng nhanh chóng tăng lên, cường đại hơn trước đây một chút. Mấy người khác cảm nhận được dị dạng trong cơ thể, trong mắt đều lóe lên vẻ vui mừng, giống như đến bước đường cùng nhặt được thần binh có thể nghịch chuyển sinh tử. Đến cảnh giới này của bọn họ, muốn tiến thêm một bước đều vô cùng khó khăn. Vậy mà Albert sử dụng ma pháp trận, khiến thực lực của bọn họ tăng lên phạm vi rộng, lần này tốt quá rồi. Lần này không phải Mạc Phàm giết bọn họ, mà là bọn họ giết Mạc Phàm. Albert thân ái, tôi nợ ông một nhân tình. Dracula cười âm hiểm nói. Albert không chỉ tăng tu vi của bọn họ, còn khiến bọn họ không sợ Mạc Phàm, tất nhiên ông ta không phải người hẹp hòi. Mấy nguyên anh của bọn họ đều là của tôi, còn lại thì tự các cậu chia. Albert hừ lạnh một tiếng, nói. Được. Dracula gật đầu một cách sảng khoái. Những người khác cười lạnh lùng, đều đồng ý hết. Một đám người dưới tác dụng của ma pháp trận, thực lực nhanh chóng tăng lên, vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt đám Tần Vô Nhai. Lúc Albert sử dụng ma pháp trận này, bọn họ đều đã nhìn ra. Ma pháp trận này khác với Mạc Phàm giúp bọn họ tăng tu vi, nhưng tương tự không ít, phần lớn là ma pháp trận có chức năng tương tự. Nếu thực lực của đám Albert tăng lên một cấp bậc, đám Albert sẽ cao hơn bọn họ hai tiểu cấp bậc, chỉ sợ cách Mạc Phàm không xa, vậy thì không dễ làm rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, liếc nhìn ma pháp trận của Albert với vẻ đầy hứng thú, không có ý ngăn cản ma pháp trận đang vận hành. Đám Tần Vô Nhai có thể nhìn ra ma pháp trận này, tất nhiên hắn càng không là vấn đề, quả thật rất giống Thiên Anh Thánh Thuật, chẳng qua một số trận văn bên trong đổi thành văn tự khác. Hơn nữa thứ gì vận hành trận pháp này cũng được cố định thành thánh thạch. Có thể nói, ma pháp trận này là bản chỉnh sửa của Thiên Anh Thánh Thuật. Luyện kim thuật của ông từ đâu tới vậy? Mạc Phàm tò mò hỏi. Tôi cần phải nói cho cậu biết à, cậu đợi chết đi. Albert lạnh lùng nói. Không phải là vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không sử dụng luyện kim thuật này, bởi vì tiêu hao quá nhiều. Hiện giờ ông ta không muốn nói gì với Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Ông có biết thực lực của bọn họ tăng lên thế nào không? Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám Tần Vô Nhai ở phía sau nói. Thế nào? Albert nhíu chặt mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ tăng thế nào thì liên quan gì tới tôi? Albert nói với vẻ khinh thường. Thực lực của bọn họ là tôi dùng pháp thuật như vậy để tăng, nói một cách chính xác bản của ông là bản sửa chữa, đương nhiên uy lực bản của ông cũng không thể so sánh được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cũng có thể nói, nếu ông thi triển được, tôi cũng có thể phá hủy giữa chừng, hoặc là lấy lực lượng mà ông tăng lên cho tôi và bọn họ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Vậy mà Albert sử dụng thuật này ở trước mặt hắn, ông ta nghĩ hắn không sửa được sao? Đám Albert mới cao hứng một lát, sắc mặt liền âm trầm gần như vặn ra nước. Mạc Phàm, cậu nghĩ chúng tôi là đứa bé 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy sao? Albert vẫn cố gắng nói. Thuật này là thượng cổ huyền thuật ông ta tìm được trong một bí cảnh, trải qua lão sư và ông ta sửa đổi mới được như hiện giờ. Mạc Phàm có thể tăng tu vi của những người khác, ông ta tin, nhưng Mạc Phàm cũng sử dụng công pháp này, ông ta không tin tưởng chuyện này lắm, tỷ lệ này chẳng khác gì tìm được hai con ốc biển giống hệt nhau ở trong biển rộng. Chỉ cần hơi khác một chút, Mạc Phàm sẽ không có biện pháp phá hủy luyện kim thuật của ông ta. Vậy sao? Vậy ông nói tôi nghe một chút, sau khi ông sử dụng luyện kim thuật này xong, ông có nắm giữ nhược điểm chí mạng của bọn họ không? Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Mạc Phàm dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, trong đó bao gồm cả đám Tần Vô Nhai. Phương pháp mà Albert sử dụng cũng tương tự với phương pháp Mạc Phàm sử dụng, nếu có vấn đề thì trên người bọn họ cũng có. Tuy Mạc Phàm giúp bọn họ tăng thực lực, nhưng có hạn chế này sẽ khiến người ta rất khó chịu. Mạc Phàm cảm nhận được thay đổi trên người đám Tần Vô Nhai, chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Trên người các ông không có loại hạn chế này, tôi cũng không cần thiết phải thêm vào người các ông, pháp thuật của ông ta thì khác, hạn chế là chính ông ta thêm vào, không phải thánh thuật đã có. Mạc Phàm giải thích, trên mặt đám Tần Vô Nhai lộ vẻ xấu hổ, nếu như Mạc Phàm muốn thêm cấm chế lên người bọn họ, hoàn toàn có thể cưỡng chế thi hành với bọn họ, vốn dĩ không cần lén lút. Hay là nói, nếu Mạc Phàm cần hạn chế bọn họ, Mạc Phàm không giúp bọn họ tăng thực lực là được. Với thủ đoạn của Mạc Phàm,
không lâu sau, chắc chắn trong Mạc gia sẽ có không ít cao thủ Nguyên Anh kỳ, chuyện này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mạc tiên sinh, chuyện này, là chúng tôi nghĩ nhiều rồi. Gương mặt già nua của Phương Hạo Thiên đỏ bừng, xấu hổ nói. Không sao, nếu tôi thật sự làm vậy, các ông chỉ cần biết, các ông đi theo tôi, cho dù có nguy hiểm nhất định, nhưng Mạc Phàm tuyệt đối không hại các ông, trái lại sẽ cho các ông cơ duyên tu luyện kiếp trước muôn đời đều khó có được. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nếu pháp thuật nào đó có hạn chế, hắn sẽ nghĩ tới vấn đề có hại với mình hay không đầu tiên, người nào cũng sẽ làm vậy, không cần thiết phải trách bọn họ. Trừ chuyện đó ra, nếu Ngũ Lão và Tần Vô Nhai đi theo hắn, sau khi hắn dừng bước ở tu chân giới, nhóm đầu tiên bồi dưỡng ngoại trừ người Mạc Gia ra, chắc chắn là đám Ngũ Lão. Với cơ duyên của Ngũ Lão và Tần Vô Nhai, cho dù đến tu chân giới, tối đa cũng là một đệ tử nội môn bình thường, không có chiến tích lớn gì, đi theo hắn thì khác, đám Tần Vô Nhai sẽ có được cơ duyên bọn họ khó tưởng tượng được. Dạ, Mạc tiên sinh. Phương Hạo Thiên cung kính nói. Khúc mắc của đám Tần Vô Nhai được giải, sắc mặt đám Albert thì rất khó coi. Nhất là Albert, ông ta tăng tu vi của đám Merlin, không chỉ khiến bọn họ có cơ hội nghịch tập, còn khiến đám người này nợ ân tình của ông ta. Nhưng một câu của Mạc Phàm, lại khiến ông ta bị bại lộ hết. Quả thật luyện kim thuật này có một hạn chế, nhưng bản nguyên thủy nhất thì không có. Chẳng qua sau khi lão sư của ông ta thi triển luyện kim thuật này, thánh thạch tiêu hao không còn, ông ta thân là vật thí nghiệm thừa dịp hư mà giết. Một khi luyện kim thuật sĩ không có thánh thạch, còn không bằng ma pháp sư bình thường, ông ta vì phòng ngừa chuyện này xảy ra trên người mình, lúc này mới thêm một cấm thuật. Nếu không đợi sau khi ông ta giết chết Mạc Phàm, xác suất đám Dracula giết ông ta cũng không nhỏ. Chỉ là không ngờ Mạc Phàm nhìn thoáng qua là biết cấm chế này. Albert, ông hãy cho tôi lời giải thích chuyện này. Ánh mắt Dracula vô cùng lạnh lùng, trầm giọng nói. Nếu thực lực của ông ta tăng lên, nhưng thành nô lệ của Albert, ông ta sẽ không đồng ý chuyện này. Nếu là như vậy, tôi cảm thấy cần giết cậu ta trước. Vẻ mặt chiến thần Ares âm trầm, cũng nói. Mạc Phàm là kẻ địch của bọn họ, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng nguy hiểm nhất không phải là kẻ địch ở ngoài sáng, mà là tiểu nhân âm hiểm giống như Albert, không biết lúc nào sẽ bị Albert đâm một đao, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Không phải bọn họ quen Albert ngày một ngày hai, đã có giao tình ngàn năm, đều hiểu rất rõ về Albert, phàm là giao dịch liên quan tới gia tộc Albert, nếu Albert không xoay chuyển vài lần, gần như không có khả năng, cho nên Albert cũng có danh hiệu vắt cổ chảy ra nước. Lần này Albert lại lấy thánh thạch ra, giúp đỡ bọn họ tăng thực lực. Ngoại trừ tình hình đã tới mức khó lường không thể không làm như vậy ra, nếu bên trong Albert không thêm thứ gì đó, vậy thì không phải là luyện kim thuật sĩ Albert. Tuy những người khác không nói gì, nhưng toàn bộ đều nhìn Albert với ánh mắt bất thiện, dáng vẻ như Albert không cho đáp án sẽ không bỏ qua. Tiểu tử Hoa Hạ nói mấy câu đã hù các ông sợ hãi rồi, nếu các ông cảm thấy tôi tiêu hao thánh thạch để luyện kim thuật giết Mạc Phàm có vấn đề, bây giờ các ông có thể rời đi, Albert tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản, chỉ là đợi lát nữa nếu tôi giết được đám người da vàng này cướp được đồ, sẽ không có một chút liên quan tới người rời đi, mọi người cũng có thể rời đi hết, nhưng hậu quả của việc rời đi hết, tốt nhất là mọi người nhớ rõ, Albert giả bộ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mạc Phàm một cái, ra vẻ trấn định nói. Ông ta vừa nói xong, trên mỗi ma pháp trận đều có thêm một cánh cửa. Mắt đám Dracula đảo liên tục, do dự một lát, cuối cùng không ai rời khỏi ma pháp trận qua cánh cửa kia. Nếu bọn họ rời đi, đừng nói là không chiếm được lợi ích giết Mạc Phàm, rất có khả năng không bị Mạc Phàm giết chết, thì bị Albert giết. Nếu thật sự có hạn chế, vậy nghĩ biện pháp giải quyết là được, Albert là một thương nhân tham tài như mạng, có rất nhiều thứ có thể đả động được ông ta. Chúng tôi tin ông một lần, đừng nói nhiều lời với tiểu tử kia nữa, nếu có, cho dù tám chúng tôi liều mạng cũng không tha cho ông. Merlin nói với vẻ nghiêm túc. Yên tâm đi, bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây, nếu Albert tôi chơi xấu, sẽ không làm chuyện như vậy lúc này. Albert hơi thở phào nhẹ nhõm, thề son sắt nói. Cho dù nói thế nào, cuối cùng cũng lừa gạt được đám người này. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo nhìn về phía người Mạc Phàm. Tiểu tử Hoa Hạ, hình như cậu ngậm máu phun người không thành công rồi, chúng tôi sẽ không bị cậu ly gián dễ dàng như vậy, cậu còn gì để nói nữa đây? Mạc Phàm cũng chẳng muốn vạch trần, đối với hắn mà nói,
Luyện kim thuật mà Albert sử dụng tương tự với thiên anh thánh thuật có hạn chế hay không đều không quan trọng, bởi vì lúc nữa tất cả đều phải chết. Hắn không có ý ngăn cản Albert thi triển luyện kim thuật này, liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái. Các ông lùi về sau một chút đi. Tu vi trên người đám Albert tăng mạnh, cho dù hắn có phương pháp hạn chế đối phương, nhưng không có ý nghĩa gì, thực lực kém quá nhiều. Cậu cũng cẩn thận một chút. Đám Tần Vô Nhai cũng không phản đối, lùi về phía xa. Quả thật bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, không bằng lùi sang một bên thì hơn, tránh để lúc Mạc Phàm giết địch còn bận tâm tới bọn họ. Đúng rồi, lát nữa có khả năng không thể để các ông tự tay giết bọn họ, nhưng tôi sẽ cố gắng cho các ông ra tay, bởi vì lúc trước những người này vô ích với tôi, hiện giờ thì có chút tác dụng. Mạc Phàm cảm nhận được đám Tần Vô Nhai đã lùi ra xa rồi, cũng không quay đầu lại, hắn lẩm bẩm nói giống như đang bàn bạc với đám Tần Vô Nhai. Hắn mới ngưng tụ kim đan, thực lực chân chính có thể diệt cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ. Tuy đám Albert cũng tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ trên địa cầu. Giống như Dracula và Chak, hai người là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng nguyền rủa chi huyết và ma lang chi tâm trên người không bằng một nửa của vampire và lang nhân ở tu chân giới, 9 người cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc trước đám Albert không có giá trị với hắn. Giết hay không giết đều như nhau. Hiện giờ thì khác, 9 người cùng thông qua luyện kim thuật mới tăng tới Nguyên Anh hậu kỳ. Giết mấy người này thì sẽ tăng lên. Hắn cách đi tu chân giới không lâu lắm, vừa vặn dùng mấy người này để tăng thực lực tiếp vậy. Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ chết là được, chết ở trên tay ai đều không quan trọng. Tần Vô Nhai gật đầu nói. Bọn họ có thể báo thù tất cả là nhờ Mạc Phàm, tất nhiên sẽ không quá coi trọng chuyện này. Vậy thì được rồi. Mạc Phàm khẽ gật đầu, cầm trường thương Longinus chậm rãi tới gần đám Albert. Albert nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Tôi duy trì luyện kim thuật này, các ông ngăn cản tiểu tử kia. Nếu Mạc Phàm có thể nhìn thấu hạn chế của luyện kim thuật này, phần lớn là có phương pháp phá giải. Nếu bị Mạc Phàm phá hủy lúc này, không chỉ bọn họ không có thực lực đối phó Mạc Phàm, thánh thạch trên tay ông ta cũng sẽ nổ tung. Mấy người thấy Mạc Phàm đi tới, lại nhìn trường thương Longinus trong tay Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng. Trong đám người Merlin hơi do dự, một ma pháp trận xuất hiện trước người ông ta. Một tay ông ta vươn vào trong ma pháp trận, khi rút ra có thêm một quyển sách bằng vải đay nhiễm huyết sắc. Cuốn vải này mới xuất hiện, trường thương Longinus trên tay Mạc Phàm như cảm ứng với cuốn vải này, lập tức chấn động. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Cuốn vải có khí thức tương tự với trường thương trong tay hắn, hơn nữa khí thức trên cuốn vải còn nồng đậm hơn trường thương một chút. Đó là đô linh khỏa thi bố sao? Hoàng Phủ Thái Ất nhíu mày, nói. Trong ngũ lão ông ta tinh thông pháp bảo nhất, khối vải này rất nổi tiếng, ông ta không biết cũng không được. Cuốn vải này giống trường thương Longinus trong tay Mạc Phàm, đều vì nhiễm huyết dịch của thần linh, do đó thành pháp bảo nổi tiếng, chẳng qua thương Longinus là vũ khí giết thần linh, còn đô linh khỏa thi bố là vải bọc thần linh sau khi tử vong. Trên thế giới có rất nhiều khối vải này, đều tự xưng là thật. Nhưng chỉ sợ chỉ có cuốn vải trong tay Merlin mới là thật, bởi vì chỉ có đô linh khỏa thi bố thật mới khiến thương Longinus có phản ứng như vậy. Ngoại trừ đô linh khỏa thi bố ra, còn có khối vải khác tên là Luân Hồi. Dưới Luân Hồi, trường thương Longinus được xưng là vận mệnh cũng trở nên bớt sắc bén hơn. Có thể nói, đô linh khỏa thi bố là khắc tinh của trường thương Longinus, có khối vải này, trường thương Longinus của Mạc Phàm sẽ không đáng sợ nữa. Hơn nữa đô linh khỏa thi bố còn được xưng là luân hồi khảo vấn nguyền rủa, không thể trải qua khẩu vấn sẽ tử vong. Không sai, đây là đô linh khỏa thi bố. Merlin cũng không giấu giếm, nói. Ông ta thân là ma pháp sư nổi tiếng ở Anh Quốc, sống hơn 1.000 năm, sao có thể không có quân bài chưa lật, khối vải đô linh khỏa thi bố này là một trong số đó. Nói xong ông ta ném đô linh khỏa thi bố lên không trung, đô linh khỏa thi bố nhanh chóng kéo dài. Ngưng tụ thành một trường thương trắng ngà, bất luận là hình dáng hay vẻ ngoài đều giống hệt trường thương Longinus trong tay Mạc Phàm, được Merlin chộp trong lòng bàn tay, trên trường thương này đại phóng bạch quang. Nhìn thấy một trường thương khác trong tay Merlin, đám Dracula thở phào nhẹ nhõm. Có thứ này trong tay, cộng thêm thực lực bọn họ tăng lên, tỷ lệ bọn họ giết được Mạc Phàm là rất cao. Những người khác thấy Merlin lấy đô linh khỏa thi bố ra,
cũng nhao nhao lấy quân bài chưa lật của mình ra. Kagan lấy mười mấy tượng thần to bằng nắm tay, những tượng thần này có cái hai đầu là cờ Mỹ quốc, cự nhân khiêng núi, vân vân, ma lực khổng lồ chút vào bên trong. Những tượng thần này nhanh chóng biến to, một người lại tiếp một người sống lại. Me-e thì lấy một pháp điển màu tím đen ra, khí tức hắc ám nồng đậm lộ từ trên pháp điển ra. Hai thứ này vừa xuất hiện, sắc mặt Hoàng Phủ Thái Ất lại thay đổi. Mười mấy tượng thần kia là thần thủ hộ của tinh linh nhất tộc, mỗi người đều có thực lực tương đương với Kagan, 12 vị thần giống như vốn là tinh linh ở trong nước, lần này được Kagan mang đi theo. Pháp điển của Me-e là tử vong chi thư, nắm giữ được quyển sách này sẽ như nắm giữ được tử vong. Bởi vì quyển sách này quá tà ác, mỗi lần xuất hiện đều cần lượng lớn tử vong, nghe nói đã bị thiêu hủy, không ngờ vẫn còn xuất hiện vào lúc này, ở trong tay Me-e. Mấy người khác cũng lần lượt lấy quân bài chưa lật ra, mỗi một thứ đều không kém Kagan và Me-e. Mạc Phàm cười khẽ, trên mặt hắn không có một chút lo lắng. Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn xem luyện kim thuật này của ông được sửa tới trình độ nào, tôi sẽ không ra tay với các ông, ít nhất không phải là bây giờ, tôi sẽ để các ông hoàn thành luyện kim thuật này, sau khi thực lực của các ông tăng lên nhiều tôi sẽ ra tay. Mạc Phàm đứng cách đám Albert không xa, lạnh nhạt nói. Tuy bây giờ hắn có thể ra tay ngăn cản đám Albert tăng thực lực, chuyện này không có bất luận vấn đề gì, đám người này cũng không thể ngăn cản được hắn. Nhưng làm như vậy hắn sẽ mất đi cơ hội tăng thêm một cấp nữa. Albert nghe Mạc Phàm nói vậy, bỗng nhiên ông ta nghĩ tới gì đó, trên mặt lập tức xanh mét. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu muốn dựa vào chúng tôi làm cầu nối tăng cấp à? Tuy bọn họ mới tỉnh lại không lâu, nhưng bọn họ biết rõ mọi chuyện về Mạc Phàm, ví dụ như bản lĩnh giết người tăng cấp của Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm không giết bọn họ, muốn đợi thực lực của bọn họ cường đại mới ra tay. Hơn nữa lúc trước Mạc Phàm đồng ý với đám Phương Hạo Thiên, để bọn họ tự tay báo thù, hiện giờ lại đột nhiên sửa là muốn tự mình ra tay, phần lớn là muốn lợi dụng bọn họ để tăng cấp. Không sai. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Cậu! Albert nhíu chặt mày, hung quang ở trong mắt sáng hơn rất nhiều. Cho đến bây giờ đều là bọn họ nhìn những người khác vùng vẫy một cách vô lực, lần này thì ngược lại trở thành con mồi trong mắt Mạc Phàm, bị Mạc Phàm đùa giỡn tùy ý. Tiểu tử, cậu đã muốn bắt chúng tôi để tăng cấp, vậy Albert tôi muốn xem cậu dựa vào cái gì để đối phó chúng tôi rồi tăng cấp. Albert nheo mắt lại nói. Nếu Mạc Phàm không ngăn cản ông ta thi triển luyện kim thuật, vậy ông ta an tâm rồi. Ông ta nheo mắt lại, lực lượng thánh thạch trên nhẫn không hề giữ lại rót vào trong cơ thể 9 người. Rất nhanh, hào quang lóe lên trên chiếc nhẫn nhanh chóng nhạt dần đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà thực lực của đám Albert lại tăng lên nhiều. Thành cho ta. Albert âm dương quái khí quát, giọng nói giống như sấm vang lên, lực lượng cuối cùng trong thánh thạch rót vào trong cơ thể 9 người. Luyện thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.